Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 50. Thân thể của hắn bảy biện ra bảy đầu nhan sắc chiều sâu không giống vòng sáng đến. Kim cương bất hoại thần công tầng thứ 7. Âm vang, chấm. Hắn tùy tiện động động, thân thể liền phát ra kim loại giao kích to lớn thanh thúy thanh tới. Oanh, oanh, chấm. Mà dưới chân không ngừng có vết nứt xuất hiện, tiến tới lan tràn vỡ vụn. Giờ khắc này, Hiên Viên Thanh Nhã từ lang cốc hắc mộc trên thân cảm nhận được cùng thiên sách thần soái không sai biệt lắm khí tức khủng bố. Kia là đại biểu cho hủy diệt. Mạnh, quá hắn a mạnh. Cái này so hắn đối phó anh của nàng cùng kim cương rồng tăng thời điểm, cao hơn chừng một cái cấp bậc tới. Thời khắc này lang cốc hắc mộc thật là gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần. Quét ngang hết thảy. Không ai có thể ngăn cản. Người rất may mắn. Trở thành chết tại tầng thứ 7 kim cương bất hoại thần công hạ đệ nhất nhân. Lang cốc hắc mộc lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhìn xem Diệp Quân Lâm, tựa như là đang nhìn một bộ khung xương. Muốn chết, muốn chết. Hiên Viên Thanh Nhã thậm chí đều có chút không dám nhìn. Bây giờ lang cốc hắc mộc kim cương bất hoại thần công thế nhưng là danh xưng trên đời này nhất không thể phá vỡ hộ thuẫn. Cho dù là thiên kiếm địa đao đều không thể làm gì. Đồng thời kim cương bất hoại thần công công kích cũng là vô địch thiên hạ cấp bậc. Có được lực lượng vô địch cùng kinh khủng nhất lực xuyên thấu. Vô luận bày ở trước mắt là cái gì, đều có thể đánh vỡ. Giết! Lang cốc hắc mộc phát động công kích, lấy tốc độ như tia chớp, từ xưa đến nay một quyền nện ở Diệp Quân Lâm trên thân. Âm vang! Phát ra cuồng bạo một tiếng. Nhưng một giây sau, lang cốc hắc mộc cùng Hiên Viên Thanh Nhã liền sửng sốt. Sự tình cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng như thế. Diệp Quân Lâm tuyệt không tại chỗ nổ tung, tuyệt không hóa thành xương máu, tuyệt không vỡ vụn thành thịt nát cùng xương cặn bã. Thậm chí thân thể liền một tia vết nứt đều không có. Tương phản, hắn một chút sự tình đều không có. Sắc mặt đều không thay đổi, khóe miệng mỉm cười. Phảng phất cái này hủy diệt hết thảy một quyền đối với hắn căn bản không có tác dụng. Đưa đến chính là gãi ngứa ngứa tác dụng. Lang cốc hắc mộc mắt trợn tròn. Không tin tà từng quyền đánh vào Diệp Quân Lâm trên thân. Âm vang, âm vang, âm vang. Hắn lấy kim cương bất hoại chi thân oanh ra từng nhát chí cương chí dương trọng quyền. Mạnh mẽ đập lên tại Diệp Quân Lâm trên thân. Lang cốc hắc mộc có loại đồng dạng nện ở kim cương bất hoại chi thân cảm giác. Tựa như Diệp Quân Lâm cũng là kim cương bất hoại chi thân đồng dạng. Căn bản là đánh không thủng. Trên trăm quyền đánh xuống. Diệp Quân Lâm không có chút nào biến hóa. Lang cốc hắc mộc có chút gấp. Lúc này, Diệp Quân Lâm bỗng nhiên nói, nên ta. Không thể nào, Diệp Quân Lâm cái này thể chất quá nghịch thiên đi. Dạng này nện như điên đều một chút việc đều không có. Hắn thể chất dường như so kim cương bất hoại chi thân còn đáng sợ hơn. Hiên Viên Thanh Nhã được đi ra một cái kết luận. Cái này thần cái gì thể chất a? Như thế đánh đều không chết. Không có khả năng. Ta là đang nằm mơ. Không có kim cương bất hoại thần công anh không nát thân thể. Dù là kim cương rồng tăng bất diệt kim thân đều không được. Đây chính là căn bản đánh không thủng cực hạn hộ thể thần công a. Thiên sách thiếu soái có được thiên sách phủ bí mật bất truyền, hộ thể thần công. Cũng ngăn không được. Diệp Quân Lâm dựa vào cái gì ngăn trở? Không có khả năng. Không đợi Hiên Viên Thanh Nhã nhiều chấn kinh, Diệp Quân Lâm miệng ra ngôn ngữ, hắn động thủ. A, à, lúc này lang cốc hắc mộc cảm nhận được Diệp Quân Lâm muốn tiến công, hắn đã hoảng. Không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Nguyên lai Diệp Quân Lâm cũng là một vị phòng ngự đại sư. Cái này phòng ngự thể chất không thua gì kim cương rồng tăng bất diệt kim thân. Nhưng so với hắn kim cương bất hoại chi thân đến nói chênh lệch không chỉ một điểm nửa điểm. Hắn vội vàng lui lại. Tới làm điều chỉnh. Trên thân thể nở rộ kim quang, phát ra hào quang chói mắt. Đồng thời kim loại âm vang thanh âm không dứt bên tai. Cuồng bạo khí tức càn quét. Trên người bảy đạo vòng sáng bắt đầu lấp lóe, bên ngoài thân lưu động hoàng kim đồng dạng khí lưu. Cái này nếu là muốn đem kim cương bất hoại chi thân phòng ngự trồng chất đến kinh khủng nhất trạng thái. Kim cương bất hoại chi thân đi vào đỉnh phong. Lực phòng ngự đệ nhất. Vô địch thiên hạ hộ thuẫn. Nơi xa nhìn lại, giống như là một tôn chiếu lấp lánh kim Phật. Tới đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đánh vỡ ta kim cương bất hoại chi thân. Lang cốc hắc mộc cười to nói. Hiên Viên Thanh Nhã nhìn ngốc.
Thời khắc này Lang Cốc Hắc Mộc trạng thái trước mặt hai ngày phụ thân hắn trở về thời điểm, tương xứng. Phải biết khi đó Thiên Sách Thần Soái vừa mới phục dụng xong vô thượng thánh dược. Thật đáng sợ. Lang Cốc Hắc Mộc không lọt vào mắt Diệp Quân Lâm công kích. Căn bản không có đem Diệp Quân Lâm để vào mắt. Oanh! Nhưng Diệp Quân Lâm rắn rắn chắc chắc một quyền nện ở tầng thứ 7 Kim Cương Bất Hoại Chi trên thân. Âm vang! Kim Cương Bất Hoại Chi thân bất tử bất diệt, giống như một quyền nện ở thế gian cứng rắn nhất kim loại bên trên. Hừ, ta liền nói không có sao chứ. Nghĩ phá ta Kim Cương Bất Hoại. Ân, không. Lang Cốc Hắc Mộc chợt thấy thân thể vậy mà từng khúc phân liệt ra. Một đạo lại một đạo vết rách tại Kim Cương Bất Hoại Chi trên thân xuất hiện. Tinh mịn vết rách càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng thô. Lang Cốc Hắc Mộc trợn mắt nhìn lấy thân thể của mình một chút xíu vỡ ra. Răng rắc thanh âm tại lỗ tai hắn bên trong truyền khắp. Thậm chí hắn còn phát giác được não bộ cũng tại một chút xíu vỡ vụn ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nghe, lại bất lực ngăn cản, loại này chờ đợi tử vong quá trình quả thực muốn để người sụp đổ. Lang Cốc Hắc Mộc phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết tới. Hắn đều dọa khóc. Thân thể vết nứt càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Vỡ vụn thanh âm cũng càng ngày càng vang dội. Oanh, 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 chấm. Mấy đạo trùng điệp một ngạt âm thanh về sau, đột nhiên phanh một tiếng nổ tung. Liền cùng dưa hấu nổ tung đồng dạng. Tại chỗ không có. So hắn đồ đệ hạ tràng còn tàn. Đồ đệ tối thiểu còn có xương máu phun ra. Nhưng Lang Cốc Hắc Mộc Kim Cương Bất Hoại Chi thân nổ tung, cái gì đều không có lưu lại. Diệp Quân Lâm chỉnh lý quần áo, thản nhiên nói, liền cái này. So hắc ám lao lung kiên cố còn kém xa lắm đâu. Phải biết hiện tại Diệp Quân Lâm còn tại tiến bộ, so với lúc trước còn mạnh hơn. Phàm là so ra kém hắc ám lao lung kiên cố, hắn đều không hứng thú. Có người hay không luyện đến Kim Cương Bất Hoại Chi thân tầng thứ 9 để ta đánh một quyền thử xem. Diệp Quân Lâm đối cái này rất là chờ mong. Lang Cốc Hắc Mộc dù là luyện đến tầng thứ 7 Kim Cương Bất Hoại Chi thân cũng bị Diệp Quân Lâm nhẹ nhõm một quyền đánh tan. Kim Cương Bất Hoại thần công bại. Lang Cốc Hắc Mộc bại. Diệp Quân Lâm lại nhìn về phía Hiên Viên Thanh Nhã, cái này sóng nói thế nào? A ba a ba a ba. Hiên Viên Thanh Nhã vô ý thức ăn nói linh tinh. Nàng đã chấn kinh đến liền bình thường một câu đều nói không ra miệng. Rung động. Quá rung động. Nàng vậy mà nhìn tận mắt Diệp Quân Lâm một quyền đem Kim Cương Bất Hoại chi thân tầng thứ 7 cho anh thành bã vụn. Như vậy hắn đều thực lực. Không cách nào tưởng tượng. Rốt cuộc biết phụ thân vì sao tiến lên muốn đem nàng gả cho Diệp Quân Lâm rồi. Vẫn là không từ thủ đoạn. Cứng rắn đẩy. Cũng không phải là Diệp Quân Lâm là sinh con công cụ, hậu đại là thiên tài xác suất lớn. Đó là bởi vì hắn mạnh a. Mạnh đến vô địch thiên hạ tình trạng. Trách không được phụ thân để cho mình chạy tới quan sát chỗ bất phàm của hắn, đây chính là bất phàm a. Còn có Diệp Quân Lâm cùng Chu Nam Yên đều nói qua cha mình bị hắn đánh qua, bạo đánh qua. Xem ra đều là thật. Diệp Quân Lâm có được có thể tùy tiện một quyền đem Lang Cốc Hắc Mộc oanh thành bã vụn thực lực, lớn như vậy xác suất so phụ thân mạnh. Phụ thân cũng không phải là vô địch thiên hạ. Diệp Quân Lâm mới là vô địch thiên hạ a. Đến lúc này, Hiên Viên Thanh Nhã có thể đem trước đó hết thảy đều liên tưởng, Diệp Quân Lâm nói vậy mà đều là thật. Trừ di tích sự tình. Cái khác hắn đều là đúng. Đoán chừng di tích sự tình lúc đầu cũng là thật, chỉ có điều bị Diệp Quân Lâm dự phán sai lầm. Lúc ấy Diệp Quân Lâm còn nói qua không có việc gì, có hậu quả gì không hắn đến giải quyết, hắn tới làm đại hạ thủ hộ thần. Chỉ là không có người coi là thật. Hiện tại xem ra là thật. Phụ thân dụng tâm lương khổ. Đã sớm biết Diệp Quân Lâm thực lực chân thật, tận tình khuyên bảo để cho mình gả cho Diệp Quân Lâm là đúng. Hiện tại Diệp Quân Lâm có được thực lực này, có thê nữ tính là gì? Loại này bá chủ nên cưới nhiều mấy phòng. Không xứng với chính là mình a. Chấm. Hiên Viên Thanh Nhã một mực ở vào trong rung động. Diệp Quân Lâm trong tay nhiều một bản bí tịch Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Hắn bắt đầu lật xem. Đồng thời thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng biến hóa. Bên ngoài thân chảy xuôi khí lưu màu vàng óng, thân thể cũng giống như trong suốt đồng dạng. Hiên Viên Thanh Nhã có thể nhìn bằng mắt thường đến kim hoàng sắc chất lỏng kim loại đang lưu động. Đồng thời đỉnh đầu hắn đang bốc khói. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, chấm, tầng thứ bảy, chấm,
Tầng thứ 8. Chấm. Tầng thứ 9. Ong ong ong. Diệp Quân Lâm thân thể phát ra run giọng đến, bên ngoài thân có một đạo to lớn màu vàng hư ảnh tới. Nguyên lai kim cương bất hoại thần công cảnh giới tối cao đã không phải là thể chất, mà là sinh ra màu vàng hộ thuẫn đến hộ thân, tương đương với có được thế thân. Chỉ là bọn hắn cũng chưa tới qua cảnh giới này, căn bản không cách nào lĩnh ngộ. Trong chốc lát, Diệp Quân Lâm cũng đã đem kim cương bất hoại thần công lĩnh ngộ được cảnh giới tối cao. Còn có thể, Diệp Quân Lâm nghiêm túc khen ngợi một câu. Hiên Viên Thanh Nhã đều nhìn ngốc. Bây giờ Diệp Quân Lâm không cần lúc trước hắn công pháp, chỉ là bằng vào kim cương bất hoại thần công ra ngoài, cũng đã là vô địch thiên hạ. Cha mình và Hắc Ám Thượng Đế chi lưu tuyệt đối ngăn không được. Diệp Quân Lâm đem kim cương bất hoại thần công thu vào. Phải tìm mầm mống tốt, đem kim cương bất hoại thần công truyền đi. Mình những cái này đồ đệ huynh đệ không đang suy nghĩ liệt kê. Chấm. Kỳ thật ngoại giới tại Lang Cốc Hắc Mộc tiến vào Giang Bắc về sau, một mực chờ đợi đợi tin tức truyền đến. Nhưng thật lâu cũng không thấy Lang Cốc Hắc Mộc không có từ Giang Bắc ra tới, thậm chí không có từ Diệp Quân Lâm biệt thự ra tới qua. Cái này không bình thường. Bị khiêu chiến Hiên Viên Thanh Nhã vẻn vẹn thần bảng thứ 10A, Lang Cốc Hắc Mộc trừng trị nàng không đến một phút đồng hồ liền có thể. Hiện tại cũng hơn nửa giờ, làm sao còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ xuất hiện tình huống khác rồi? Thiên Sách thiếu soái cùng Kỳ Lân, Tiêu Phong bọn hắn liền trốn ở Giang Bắc nơi nào đó. Nhìn thấy Lang Cốc Hắc Mộc không có ra tới, Thiên Sách thiếu soái lập tức lo lắng lên muội muội mình tới. Nàng chẳng lẽ bị Lang Cốc Hắc Mộc? Ý tưởng này xuất hiện, Thiên Sách thiếu soái lập tức chạy hướng Diệp Quân Lâm biệt thự. Những người khác cũng đều nhao nhao xông tới. Nhưng đi vào biệt thự về sau, hoàn toàn yên tĩnh. Hiên Viên Thanh Nhã ngã trên mặt đất nằm. Người đâu, bọn hắn đâu? Thiên Sách thiếu soái hỏi. Chết, ở nơi nào? Hiên Viên Thanh Nhã chỉ vào một vũng máu. Cái gì? Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Làm Hiên Viên Thanh Nhã lời này vừa ra tới, tất cả mọi người sắp điên. Chết rồi. Lang Cốc Hắc Mộc Hòa Bình giếng võ tàng chết rồi. Vẫn là hài cốt không còn. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hai vị này làm sao lại chết? Đây là bọn hắn không thể tin được sự tình. Đối phó một cái Hiên Viên Thanh Nhã, hai người này chết rồi. Hiên Viên Thanh Nhã đều bị thương thành dạng này, rất rõ ràng là bị một chiêu đánh bại. Nàng không có khả năng giết người. Làm sao có thể? Không có người sẽ tin tưởng chuyện này. Có điều. Đã không chết, bọn hắn người ở nơi đó đâu. Toàn thế giới thế nhưng là đều nhìn chằm chằm Giang Bắc, nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm biệt thự. Từ khi đi vào về sau, từ đầu đến cuối, Lang Cốc Hắc Mộc sư đồ đều không có rời đi. Bọn hắn người đi đâu rồi? Tìm người, tranh thủ thời gian tìm người. Mọi người bắt đầu ở Diệp Quân Lâm biệt thự tìm kiếm, trong trong ngoài ngoài đều lật cả đáy lên trời. Lý Tử Nhiễm còn đem trong biệt thự một chút bí ẩn khu vực đều trong ngoài lật một lần. Căn bản không ai. Căn bản không có Lang Cốc Hắc Mộc hai người tung tích. Bên ngoài chờ lấy các huynh đệ cũng là không có phát hiện liên quan tới hai người bất kỳ tung tích nào. Bọn hắn căn bản không có rời đi. Chính là ở đây. Thanh Long nói. Cái này sao có thể? Người đi đâu rồi? Không có khả năng biến mất không còn tăm hơi đi. Tất cả mọi người là một mặt không hiểu. Giữa sân chỉ có Diệp Quân Lâm bốn người. Hai người khác còn đang bế quan. Kia Lang Cốc Hắc Mộc là biến mất không còn tăm hơi sao? Muội muội, người đâu? Bọn hắn đến cùng ở đâu? Thiên Sách thiếu soái gần như phát cuồng mà hỏi. Ngay ở chỗ này a, muốn ta nói mấy lần, các ngươi mới tin tưởng. Hiên Viên Thanh Nhã bất đắc dĩ nói. A, chẳng lẽ là thật? Đúng, bọn hắn chết, thật chết, bị hai quyền đánh chết. Hiên Viên Thanh Nhã nói. Nghe đến đó, mọi người đã là không thể không tin tưởng. Trước mắt vết tích chỉ có mảng lớn vết máu, còn có một điểm bã vụn, ví dụ như quần áo. Cái này bã vụn, y phục này đồ án, còn có cái này gãy mất võ sĩ đao. Chính là Lang Cốc Hắc Mộc sư đồ A. Mọi người bắt đầu đối trên mặt đất vết máu cùng tạp vật đến tiến hành phán đoán. Lờ mờ vẫn có thể đoán được là Lang Cốc Hắc Mộc sư đồ. Nói rõ bọn hắn thật đã chết. Oanh! Biết sự thật này về sau, tất cả mọi người như bị sét đánh, kém chút từng cái ngất đi. Cảm thấy vẫn là tại giống như nằm mơ. Cường đại như vậy sư đồ chết hết rồi.
không nói đến Lang Cốc Hắc Mộc, chính là Hirai võ tàng sử dụng kim cương bất hoại thần công đến 4 tầng, tuyệt đối có thể tại đại hạ bình yên vô sự rời đi. Người ở chỗ này không có có thể ngăn được. Lại càng không cần phải nói có thể luyện đến tầng thứ 7 Lang Cốc Hắc Mộc. Hắn kim cương bất hoại chi thân căn bản không phá hết. Dù là thiên sách thần soái đoán chừng cũng không được. Chớ đừng nói chi là giết hắn. Nhưng bây giờ sự thực máu me bầy ở trước mắt, hai người thật chết rồi. Đây là sự thật không thể chối cãi. Vô luận kim cương bất hoại thần công bị nói khoác được nhiều lợi hại, bọn hắn đều chết rồi. Một cái nghi vấn cũng lập tức xuất hiện, là ai giết Lang Cốc Hắc Mộc sư đồ? Sẽ không phải là Hiên Viên Thanh Nhã a? Không có khả năng. Mặc dù Hiên Viên Thanh Nhã là thần bảng trước 10, nhưng nàng nơi nào có bản sự này đến giết chết hai vị này? Ai, là ai giết Lang Cốc Hắc Mộc? Không cách nào tưởng tượng. Dù là thiên sách thiếu soái cũng không nghĩ ra ai có bản lĩnh như vậy. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Hiên Viên Thanh Nhã. Nàng khẳng định nhìn thấy hai người bị giết một màn. Khẳng định biết là ai. Đúng a, Thanh Nhã tiểu thư là ai giết bọn hắn? Ngươi còn bị thương nặng như vậy. Mọi người bức thiết nghĩ biết là ai giết. Trên trăm ánh mắt quét tới, Hiên Viên Thanh Nhã cười, nàng nhìn cách đó không xa Diệp Quân Lâm nói, là hắn. Ừm, hắn, Diệp Quân Lâm. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Đúng, là ta giết. Diệp Quân Lâm thừa nhận xuống tới. Oanh! Nổ! Toàn trường nổ! Đám người! Trầm mặc không nói gì. Diệp Quân Lâm giết chết. Thần bảng thứ 1000 tên Diệp Quân Lâm giết chết gần như thần bảng thứ nhất Lang Cốc Hắc Mộc. Làm sao có thể? Đây là nhất chuyện không thể nào. Ở đây tất cả mọi người đánh chết cũng sẽ không tin tưởng là Diệp Quân Lâm giết người. Tuyệt không tin tưởng. Không ai tin tưởng. Nha! Ta minh bạch, mọi người đến chỗ của ta, nghe ta nói. Thiên sách thiếu soái đem mọi người tụ tập lại một chỗ. Thiếu soái chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ là Diệp Quân Lâm giết? Có người hỏi. Người dùng đầu ngón chân ngẫm lại, cái này cũng là chuyện không thể nào. Diệp Quân Lâm có thể giết hắn. Ha ha, muội muội ta giết đều so Diệp Quân Lâm giết xác suất phần lớn. Thiên sách thiếu soái trực tiếp phủ định. Kia là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Lang Cốc Hắc Mộc khẳng định là đánh bại ta muội muội, nàng thụ thương liền có thể nhìn ra. Vậy liền mang ý nghĩa Lang Cốc Hắc Mộc sư đồ quét ngang đại hạ tất cả thần bảng cường giả. Chuyện này nếu là truyền đi, vậy sẽ triệt để trở thành đại hạ sỉ nhục. Thiên sách thiếu soái phân tích. Đám người gật gật đầu. Nếu như chuyện này thành thật, mỗi người bọn họ đều đem không ngẩng đầu được lên. Đây là một vinh cộng vinh, một nhục chung nhục sự tình. Đại hạ sẽ bị đông đảo dẫm tại dưới chân, không ngẩng đầu được lên. Thiên sách thiếu soái nhìn xem chúng nhân nói, thân là đại hạ người, ai cũng không muốn nhìn thấy dạng này đúng không? Những cái kia ẩn thế không ra lão tiền bối nhóm cũng là như thế a. Cũng tỉ như vị nào hai ngón tay gõ nát thiên kiếm tồn tại. Bọn hắn biết cái này sự tình sẽ như thế nào nghĩ? Khẳng định là giết Lang Cốc Hắc Mộc, không để hắn rời đi đại hạ. Những người khác nói. Đúng. Cho nên khẳng định là một vị ẩn thế lão tiền bối xuất thủ. Cứ việc kim cương bất hoại thần công là vô địch công pháp. Thế nhưng là Lang Cốc Hắc Mộc miễn cưỡng có thể thi triển ra tầng thứ 7, còn không thuần thục, cũng không phải vô địch kim cương bất hoại chi thân. Bởi vậy có thông thiên chi năng lão tiền bối vẫn có thể giết chết. Nói không chừng vị này lão tiền bối chính là ngày đó hai ngón tay gõ nát thiên kiếm tồn tại. Bọn hắn khẳng định không cho phép đại hạ bị ngoại bang vũ nhục. Bởi vậy ra tay chém giết. Còn có thiên sách phủ cùng bảo long nhất tộc bọn hắn cũng không cho phép loại tình huống này phát sinh, nhất thiết phải sẽ không tiếc bất cứ giá nào tru sát Lang Cốc Hắc Mộc. Dù là phụ thân trước đó nói qua thiên sách phủ sẽ không tham dự việc này, nhưng tại đại hạ sỉ nhục trước mặt, hết thảy đều không tính toán. Nghe xong thiên sách thiếu soái nói, Lý Tử Nhiễm nhìn Diệp Quân Lâm một cái nói, cho nên hiện tại bọn hắn hai là bị người dặn dò qua. Tuyệt đối không thể nói ra tình huống thật, dù là nói là mình giết. Cũng không thể nói ra chân chính động thủ người. Đúng, khẳng định là như thế này. Dù sao không có chứng cứ, chỉ cần bọn hắn thủ khẩu như bình, người khác làm sao biết tình huống. Đại hạ đối mặt sỉ nhục cũng dẫn lưỡi đao mà giải. Thanh Long thở dài, tiếp xuống khả năng đông đảo các cường giả sẽ chạy tới nghe ngóng tình huống thật, lão đại mấy người có chút nguy hiểm, cần chúng ta thật tốt bảo hộ. Thiên sách thiếu soái gật gật đầu, đúng, nhất định phải bảo vệ bọn hắn. Tình huống thật không thể nói ra đi.
liền chính chúng ta cũng không thể hỏi. Chúng ta liền nhất trí thừa nhận làm là Diệp Quân Lâm giết. Minh bạch. Đám người nhao nhao gật đầu. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cùng Hiên Viên Thanh Nhã liếc nhau. Hai người đã biết bọn hắn có chủ ý gì. Chẳng qua dạng này cũng tốt. Miễn đi rất nhiều phiền phức. Không phải chắc chắn sẽ có người hỏi là dạng gì tình huống. Người đến cùng là ai giết. Cùng lúc đó, ám võng phát ra một đầu tin tức, lang cốc Hắc Mộc cùng đồ đệ Hirai võ tàng tại đại hạ, gặp phải cường giả bí ẩn, kim cương bất hoại chi thân bị phá tử vong. Tin tức vừa phát ra, toàn thế giới oanh động. Diệp Quân Lâm lông mày lại nhíu lại. Cái này ám võng tốc độ quá nhanh hơn một chút ha. Bên này Thiên Sách thiếu soái bọn hắn cũng là vừa mới biết, bên kia tin tức liền phát ra tới rồi. Ám võng không đơn giản. Ở trong mắt hắn không thua gì chư thần phòng thí nghiệm. Làm không tốt ám võng thậm chí biết chính là mình ra tay. Nghĩ tới đây thật đáng sợ. Chẳng qua lang cốc Hắc Mộc vừa chết, cuối cùng là thành đại hạ tấm màn che. Giữ vững sau cùng tôn nghiêm. Chẳng qua lần này về sau, Hiên Viên Thanh Nhã đối Diệp Quân Lâm thái độ chuyển biến lớn. Dù sao nhìn thấy Diệp Quân Lâm một quyền kia phong thái. Tuyệt không rời đi, mà là ở tại Diệp Quân Lâm nơi này. Vậy mà chủ động chiếu cố hầu hạ Diệp Quân Lâm. Cái này Diệp Quân Lâm đều hù đến. Tận lực giữ một khoảng cách. Tiếp xuống chính là đem kim cương bất hoại thần công truyền đi. Ứng cử viên đâu, chọn tốt. Diệp Quân Lâm cuối cùng đi vào Thiên Sách phủ, tìm tới Thiên Sách thần soái. Nhất tự Tịnh Kiên Vương ta liền biết kim cương bất hoại thần công ngăn không được ngươi. Thiên Sách thần soái một mặt mừng rỡ. Hai ngày này hắn đang nghiên cứu như thế nào đánh vỡ tầng thứ 7 kim cương bất hoại thần công. Hắn hẳn là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể phá vỡ. Ngươi muốn thử một chút sao? Diệp Quân Lâm đột nhiên lên tiếng nói. Ong ong ong. Từng đợt run giọng vang lên. Âm vang, càng có kim loại oanh minh thanh âm vang vọng. Diệp Quân Lâm cả người biến thành màu vàng, hóa thành kim cương bất hoại chi thân. Bảy đạo vòng sáng lấp lóe. Tầng thứ 7. A, à, kim cương bất hoại chi thân tầng thứ 7. Thiên Sách thần soái người đều muốn tê dại. Lúc này mới bao lâu, Diệp Quân Lâm liền luyện đến cái này cảnh giới rồi. Chẳng qua cơ hội này không đạt được nhiều, hắn nhất định cần phải nắm chắc. Thiên Sách thần soái lập tức thi triển ra tất cả vốn liếng đến công kích kim cương bất hoại chi thân. Oanh, oanh, chấm. Thiên Sách thần soái đáng sợ điên cuồng công kích. Hồng thủy tiết áp công kích liên miên không dứt. Rốt cục tầng thứ 7 kim cương bất hoại chi thân ẩn ẩn có chút phá vỡ dấu hiệu. Chẳng qua đây là Diệp Quân Lâm đứng để hắn đánh, nếu như hắn muốn dùng kim cương bất hoại thần công công kích, loại tình huống này sẽ không xuất hiện. Tổng kết một chút. Thiên Sách thần soái sử xuất tất cả vốn liếng có thể phá vỡ tầng thứ 7 kim cương bất hoại chi thân, nhưng tự thân cũng phải trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Nếu là không thuần thục tầng thứ 7 kim cương bất hoại thần công, hắn có thể chiến thắng, thụ điểm tương đối nặng thương thế. Hiện tại thế nào? Bỗng nhiên Diệp Quân Lâm khí thế biến đổi. Thiên địa thất sắc, một áp lực đáng sợ chấn thiên nhiếp địa. Diệp Quân Lâm kim cương bất hoại chi thân càng phát óng ánh, màu vàng càng ngày càng nặng. Phát ra hào quang chói mắt. Bên ngoài thân thậm chí chảy xuôi chất lỏng màu vàng kim loại. Vòng sáng cũng đầy đủ xuất hiện 8 đạo. Tầng thứ 8 kim cương bất hoại thần công. Cái này, Thiên Sách thần soái trực tiếp mắt trợn tròn. Trong truyền thuyết đại hạ có cao tăng luyện đến qua tầng thứ 8, chân chính vô địch thiên hạ. Không có bất kỳ vật gì có thể phá vỡ. Hiện tại hắn tận mắt nhìn đến, đối mặt tầng thứ 8 kim cương bất hoại thần công. Nội tâm của hắn dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực tới. Thật đánh không lại a. Đối mặt thần quỷ kinh hãi tầng thứ 8 kim cương bất hoại chi thân, hắn chỉ có nhận thua phần. Liền lên trước dũng khí đều không có. Hiện tại thế nào? Oanh! Một cỗ tĩnh mịch, mẫn diệt chúng sinh khí tức lộ ra. Phảng phất đi vào địa ngục. Khí tức tử vong tại lan tràn. Oanh! Một cỗ trời sập uy áp bỗng nhiên ép thân. Liền tựa như trước mắt trời trực tiếp sụp đổ, ép ở trên thân thể ngươi. Đó là một loại trực tiếp để người ngạt thở, thần minh thần phục, chư thần hoàng hôn uy áp. Tầng thứ 9 kim cương bất hoại thần công. 9 đạo vòng sáng giống như cửu luân liệt nhật. Một đạo kim sắc hư ảnh hiện ra. Kỳ thật nhìn kỹ, hư ảnh có 9 đạo, càng lúc càng mờ nhạt. 9 đạo thế thân. Mỗi một đạo thế thân đều so tầng thứ 8 kim cương bất hoại chi thân cường đại mấy chục lần. Trời ạ! À, ta nhìn thấy cái gì? Tầng thứ 9 kim cương bất hoại thần công.
Làm mạnh nhất cổ võ cơ cấu người cầm lái, biết rõ thiên hạ công pháp. Kim cương bất hoại thần công theo ghi chép đến nay, không có người luyện đến tầng thứ 9, chỉ có luyện đến tầng thứ 8. Vẻn vẹn chỉ có 2 người. Hiện tại Diệp Quân Lâm tùy tiện luyện đến tầng thứ 9. Không cách nào tưởng tượng. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhất tự Tịnh Kiên Vương ngài khẳng định muốn đem kim cương bất hoại thần công truyền cho khuyển tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên sách thần soái không xác định mà hỏi. Bây giờ kiến thức kim cương bất hoại thần công chân chính thần kỳ sau. Hắn cảm thấy nhi tử không xứng. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, đối với ứng cử viên ta nhiều lần so sánh qua. Hắn hẳn là thích hợp nhất. Thứ nhất, thiên sách thiếu soái một mực luyện đều là thiên sách phủ chính thống công pháp, cùng thời đại mới phương pháp tốc thành không có bất cứ quan hệ nào. Thứ hai, hắn luyện công pháp đều là chí dương chí cương. Vừa vặn cùng kim cương bất hoại thần công phù hợp, bắt đầu luyện làm ít công to, tiềm lực lớn hơn. Có thể xung kích tầng thứ 7, thậm chí tầng thứ 8. Thứ ba, thiên sách thiếu soái vị trí, lấy thủ hộ đại hạ làm chủ. Loại công pháp này cho hắn, so cho những người khác hiệu quả càng tốt hơn. Chấm. Liên tục suy xét, Diệp Quân Lâm cảm thấy đem kim cương bất hoại thần công truyền cho thiên sách thiếu soái là lựa chọn tốt nhất. Thật sự là quá tốt. Mặc dù thiên sách thần soái cảm thấy nhi tử không xứng, nhưng nếu như là lời của con, hắn cái này làm phụ thân tự tin cao hứng. Vậy ta thay khuyển tử cảm ơn nhất tự Tịnh Kiên Vương. Thiên sách thần soái có chút cúi đầu. Đi đem người gọi tới đi, ta cũng phải thay cái hình tượng. Hắn nhận ra ta, chưa chắc là chuyện tốt. Diệp Quân Lâm dặn dò. Sau đó không lâu, thiên sách thần soái mang lấy con của mình thiên sách thiếu soái lại tới đây. Lúc này, Diệp Quân Lâm là ngày đó hai ngón tay gõ nát thiên kiếm cường giả hình tượng. A, à, tham kiến tiền bối. Thiên sách thiếu soái vô cùng kích động, lập tức quỳ xuống hành lễ. Nội tâm càng là gợn sóng. Quả nhiên là hắn. Lúc trước hắn cho đám người dự đoán rất có thể là vị tiền bối này giết chết lang cốc hắc mộc, hiện tại xem ra tuyệt đối là hắn. Có thể gặp mặt vị này tồn tại, thật sự là mộng tưởng thực hiện cảm giác. Người từ giờ phút này bắt đầu, hẳn là muốn gọi sư tôn. Thiên sách thần soái ở bên cạnh nhắc nhở. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Phụ soái ngài đang nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thiên sách thiếu soái đều muốn điên. Kém chút đặt mông ngồi ngay đó. Ngươi không nghe lầm, trước mắt sẽ thành sư tôn của ngươi. Hắn đem truyền thụ ngài kim cương bất hoại thần công. Ngươi là hắn ngàn chọn vạn tuyển ra đến, còn không dập đầu hành lễ. Thiên sách thần soái giải thích nói. Cái gì, muốn truyền thụ cho ta kim cương bất hoại thần công, còn muốn thu ta làm đồ đệ. Ta. Thiên sách thiếu soái đều kích động đến nói năng lộn xộn. Sắc mặt đỏ lên, liên tục ho khan. Đây là hắn kích động nhất một khắc. Đầu tiên là vị này hai ngón tay đoạn thiên kiếm tồn tại làm sư phụ. Tiếp theo còn muốn truyền thụ kim cương bất hoại thần công. Thái thái quá kinh hỉ. Thất thần làm gì, còn không mau hành lễ. Thiên sách thần soái bất mãn nói. Tiểu tử này quả nhiên không xứng. Bịch. Thiên sách thiếu soái lập tức quỳ rạp xuống đất. Hướng về phía Diệp Quân Lâm hành lễ, sư tôn ở trên. Xin nhận đồ nhi cúi đầu. Nhìn xem thiên sách thiếu soái cho mình dập đầu. Diệp Quân Lâm cảm giác có điểm quái dị. Đây là trước đó cái kia không ai bì nổi thiên sách thiếu soái sao? Thành đồ đệ mình rồi. Còn điên cuồng dùng sức dập đầu. Còn kích động thành bộ dạng này. Miễn cưỡng thu ngươi làm đồ. Tiếp xuống ta sẽ đem kim cương bất hoại thần công truyền cho ngươi. Diệp Quân Lâm đem bí tịch giao cho thiên sách thiếu soái. Thiên sách thiếu soái hai tay gỡ xuống. Ta nhìn một lần, đã luyện đến tầng thứ 9. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Phốc, thiên sách thiếu soái trực tiếp ngã sấp trên mặt đất. Tầng thứ 9. Trong truyền thuyết không ai luyện đến cảnh giới. Mỗi một tầng ta đều có chú thích, thuận tiện ngươi tốt hơn càng nhanh càng có hiệu suất tu luyện. Thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tiếp xuống qua một đoạn thời gian ta tới nhìn ngươi một chút tu luyện thành quả. Diệp Quân Lâm thu xếp xong về sau liền rời đi. Chỉ là trở lại Giang Bắc không bao lâu sau. Diệp Quân Lâm liền thấy thiên sách thiếu soái đến. Đạt được bí tịch về sau, hắn tuyệt không lập tức tu luyện, mà là chạy tới Giang Bắc khoe khoang. Tới, tất cả mọi người gom lại cùng một chỗ. Ta có một kiện đại sự muốn nói. Thiên sách thiếu soái nói. Tất cả mọi người cùng tiến tới, chờ đợi lấy thiên sách thiếu soái nói đại sự.
ngươi đạt được kim cương bất hoại thần công. Lúc này Diệp Quân Lâm thanh âm vang lên. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Quân Lâm lời này mới ra. Thiên Sách thiếu soái triệt để sửng sốt. Lúc đầu đến cuống họng lời nói, mạnh mẽ dừng lại. Không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Hắn là làm sao biết? Chuyện này vừa mới trải qua không lâu. Trừ phụ thân hắn bên ngoài. Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm thân phận là vị tiền bối nào? Sư phụ của hắn. Thiên Sách thiếu soái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không thể tin nhìn xem hắn. Không đúng. Đúng rồi. Muội muội là biết đến. Mình vừa đã cùng muội muội nói. Loại này đại hỷ sự ngay lập tức hắn khẳng định là muốn hướng thân nhân chia sẻ. Cho nên Hiên Viên Thanh Nhã biết. Hiện tại Diệp Quân Lâm biết tuyệt đối là muội muội nói. Không phải chuyện này không có cách nào giải thích. Nghĩ rõ ràng cái này, Thiên Sách thiếu soái liền không nhiều để ý. Đúng, không sai, cái tin tức tốt này chính là ta đạt được kim cương bất hoại thần công. Thiên Sách thiếu soái kích động đem bí tịch lấy ra cung cấp mọi người quan sát. Thật, là thật kim cương bất hoại thần công. Tất cả mọi người chấn kinh. Toàn bộ kinh ngạc nhìn xem Thiên Sách thiếu soái. Thiếu soái kim cương bất hoại thần công ngươi là thế nào cầm tới? Tất cả mọi người tò mò nhìn hắn. Là tiền bối truyền cho ta. Thiên Sách thiếu soái một mặt kiêu ngạo đạo. Tiền bối, vị tiền bối nào? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem hắn. Còn nhớ rõ vị nào hai ngón tay gõ nát thiên kiếm tiền bối sao? Là hắn giết lang cốc hắc mộc sư đồ, kim cương bất hoại thần công rơi vào tay hắn. Hiện tại hắn ngàn chọn vạn chọn chúng ta, thu ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta thần công. Thiên Sách thiếu soái càng nói càng kích động. Những người khác tự nhiên một mặt ao ước. Sư tôn của ta liền nhìn một lần, liền đem kim cương bất hoại thần công lãnh hội đến cao nhất tầng thứ 9. Chấm. Thiên Sách thiếu soái tại hướng đám người nói khoác sư phụ như thế nào lợi hại. Hiên Viên Thanh Nhã cùng Diệp Quân Lâm xem thường. Biết chân tướng hai người, sẽ chỉ cảm thấy Thiên Sách thiếu soái hành vi có chút ngây thơ. Thậm chí buồn cười. Hai người căn bản không để ý tới những người khác. Tại làm lấy chính mình sự tình. Đây là ta chuyên môn nấu canh, bên trong thả rất nhiều Thiên Sách phủ dược liệu. Hiên Viên Thanh Nhã vậy mà tự mình xuống bếp, vì Diệp Quân Lâm nấu canh uống. A, à, Diệp Quân Lâm sững sờ. Sau trận chiến này, Hiên Viên Thanh Nhã thái độ quả thực 180 độ chuyển biến lớn. Cái này khiến Diệp Quân Lâm có chút không quen. Vẫn là trước kia ở chung hình thức tương đối tốt. Chẳng qua bây giờ không thích ứng nhiều chuyện. Thiên Sách thiếu soái còn cho mình quỳ xuống dập đầu đâu. Có muốn hay không ta cho ngươi ăn? Đến, ta cho ngươi ăn. Hiên Viên Thanh Nhã muốn đích thân cho ăn Diệp Quân Lâm. Cái này khiến Diệp Quân Lâm gần như sửng sốt. Vừa vặn Lý Tử Nhiễm nhìn thấy màn này. Rung động. Quá rung động. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không phải. Hiên Viên Thanh Nhã chán ghét như vậy thấy không quen Diệp Quân Lâm. Bây giờ lại cho hắn nấu canh, còn muốn thân tử huy. Chẳng lẽ Hiên Viên Thanh Nhã trước đó nói đều là lời nói dối. Kỳ thật nàng là muốn gả cho Diệp Quân Lâm. Nhưng rất không có khả năng a. Lý Tử Nhiễm vô ý thức nắm chặt nắm đấm, không biết vì sao trong lòng nàng bắt đầu khẩn trương lên. Những người khác cũng rất mau nhìn đến chuyện này, rất là nghi hoặc. Dường như Hiên Viên Thanh Nhã đối Diệp Quân Lâm không giống. Cái này đều muốn tự mình cho ăn canh, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy rất nhiều người đều nhìn xem, Diệp Quân Lâm mình tiếp nhận canh uống. Chậm một chút uống, còn có đây này. Hiên Viên Thanh Nhã vội vàng nói. Còn cầm khăn sát Diệp Quân Lâm khóe miệng. Ôn nhu, lạ thường ôn nhu. Thiên Sách thiếu soái còn chưa bao giờ thấy qua muội muội ôn nhu như vậy. Muội muội một mực thế nhưng là rất gắt gỏng. Thiên Sách phủ rất nhiều người thấy đều muốn đi vòng qua. Cái này mặt trời mọc ở hướng tây rồi. Quá không bình thường, thậm chí có thể nói không thể nào hiểu được. Thiên Sách thiếu soái liền châu đều không thổi, nhìn xem muội muội, rơi vào trầm tư. Muội muội ngươi đây là tại làm gì? Tự mình cho hắn nấu canh, ta người ca ca này đều không uống qua ngươi tự tay nấu canh a. Thiên Sách thiếu soái rất muốn biết nguyên nhân. Rất đơn giản a, trải qua sinh tử về sau, chúng ta là bằng hữu. Vì bằng hữu nấu canh làm sao rồi? Hiên Viên Thanh Nhã giải thích nói. Hiên Viên Thanh Nhã có mình tiểu tâm tư, nàng mới sẽ không nói ra tình huống thật. Không phải đến lúc đó Lý Tử Nhiễm tuyệt đối sẽ không nàng tiếp xúc Diệp Quân Lâm.
giống Diệp Quân Lâm dạng này thiên kiêu, có cái tam thê tứ thiếp cũng rất bình thường. Thiên Sách thiếu soái khoe khoang xong về sau, liền đi tu luyện. Những người khác cũng lục tục tản ra. Lý Tử Nhiễm mặc dù trong lòng nghi hoặc, thế nhưng đi theo rời đi. Chấm. Lần này Lang Cốc Hắc Mộc so chém giết sự tình, huyên náo rất lớn. Nhất là tại Đông Đảo, sự tình càng là làm lớn chuyện. Dù sao Lang Cốc Hắc Mộc nhưng là muốn trở thành thần bảng thứ nhất. Hiện tại vô duyên vô cớ chết rồi, còn không biết là ai giết. Cho dù ai đều muốn sinh khí. Bọn hắn mãnh liệt yêu cầu đại hạ cho cái thuyết pháp. Nhưng căn bản không ai để ý tới. Hiện tại Đông Đảo các cường giả nhau nhau tụ tập lại một chỗ, thương lượng chuyện này. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là đại hạ siêu cấp cường giả ra tay. Hắc Mộc Quân tuyệt không đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công luyện đến cảnh giới chí cao. Bị giết là bình thường. Nhưng người này là ai? Có phải là thần trên bảng cường giả? Nếu như không phải, đó chính là đại hạ không giảng đạo lý, khi dễ người. Thiên Sách thần soái còn nói qua Thiên Sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc tuyệt không tham dự cái này sự tình. Nếu như không phải, bọn họ có phải hay không nói không giữ lời. Cho nên chúng ta nhất định phải tra rõ ràng cái này sự tình. Để đại hạ cho cái bàn giao. Đúng rồi, Hắc Mộc Quân cuối cùng khiêu chiến là Hiên Viên Thanh Nhã. Lúc ấy ở đây trừ nàng, còn có Diệp Quân Lâm. Bọn hắn khẳng định mắt thấy hết thảy, biết là ai giết Hắc Mộc Quân. Vậy chúng ta liền đi tìm hai người này hỏi rõ ràng. Lập tức hành động. Chấm. Rất nhanh, Đông Đảo bên này trọn vẹn lục đại thần bảng cường giả tiến về đại hạ. Trong đó có thần bảng thứ 7 tuyệt thế thiên tài Yêu Đao Thôn Chính Chuyện Người. Còn lại 5 vị đều tại thần bảng trước 100 bên trong. Bọn hắn có thể nói là cường giả dốc hết toàn lực, phải tất yếu từ Diệp Quân Lâm nơi này biết tình huống. Rất nhanh bọn hắn liền đến Giang Bắc, mai phục tại chung quanh. Diệp Quân Lâm ngay lập tức liền phát giác được bọn hắn đi vào. Hắn cố ý đem những người khác toàn bộ chi đi. Chỉ có hắn cùng Hiên Viên Thanh Nhã, cùng bế quan Chu Nam Yên hai người. Hiên Viên Thanh Nhã còn rất nghi hoặc. Diệp Quân Lâm tại sao phải chi đi những người khác? Chẳng lẽ là có ý khác? Chuẩn bị cây lau nhà cái gì? Đợi chút nữa cần quét dọn. Diệp Quân Lâm nói. À, cái này khiến Hiên Viên Thanh Nhã càng phát ra nghi hoặc. Đến cùng muốn làm gì? Chẳng qua nàng vẫn là ngoan ngoãn đi chuẩn bị. Đợi đến ban đêm, Đông Đảo thần bảng các cường giả xác nhận xung quanh không ai về sau, lập tức tiến về biệt thự. Oanh! Lục đại cường giả nối đuôi nhau mà vào. Gắt gao đem Diệp Quân Lâm hai người bao vây lại. Các ngươi là ai? Hiên Viên Thanh Nhã lập tức động thủ. Thần bảng thứ 7 Yêu Đao Thôn Chính Chuyện Người lập tức động thủ. Ánh đao trong bóng kiếm. Hắn rất nhanh ngăn chặn Hiên Viên Thanh Nhã, đưa nàng khống chế lại. Về phần Diệp Quân Lâm, bọn hắn căn bản không có để vào mắt. Chuẩn thần bảng người, làm sao có thể cùng thần bảng trước 100 so sánh? Người rất thông minh, vậy mà không phản kháng. Phản kháng cũng là đường chết một đầu, còn không bằng ngoan ngoãn. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm ngồi không có dãy giụa, Yêu Đao Thôn Chính Chuyện Người vừa ý gật đầu. Các ngươi là Đông Đảo, chạy tới làm gì? Hiên Viên Thanh Nhã âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta chạy tới làm sao? Các ngươi chắc hẳn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng a. Lời này mới ra, Hiên Viên Thanh Nhã liền kịp phản ứng. Cũng minh bạch vì sao trước đó Diệp Quân Lâm để nàng chuẩn bị cây lau nhà những thứ này làm gì dùng. Ai? Đám người này thật sự là đâm vào trên họng súng. Các ngươi dám chạy tới gây vị này. Cũng là can đảm lắm. Nói, ngày đó là ai giết chết Lang Cốc Hắc Mộc Quân Hòa Bình Giếng Võ Tàng Quân? Nói ra tha các ngươi một cái mạng chó. Không nói, giết không tha. Diệp Quân Lâm lập tức nói, đừng động thủ, ta nói, ta nói. Kỳ thật ta là giết. Diệp Quân Lâm rõ ràng nói ra đáp án chính xác. Nhưng đám người này rõ ràng không tin. Tiểu tử ngươi dám đùa chúng ta, muốn chết sao? Cho ngươi thêm một cơ hội, thật tốt nói. Không phải giết ngươi. Đám người uy hiếp nói. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ nói, các ngươi còn không tin, người thật sự là ta giết. Ngoá nó, trực tiếp đem Diệp Quân Lâm giết, ta nhịn không được. Một thần bảng cường giả đã nhịn không được. Lập tức rút ra võ sĩ đao, trực tiếp bổ về phía Diệp Quân Lâm đầu. Không chỉ là hắn, hẳn là mỗi cái Đông Đảo người, đối Diệp Quân Lâm đều là hận thấu xương. Hận không thể lập tức giết. Dù sao giết Diệp Quân Lâm,
còn có Hiên Viên Thanh Nhã có thể hỏi thăm. Cái này người thống hạ sát thủ, những người khác tuyệt không ngăn cản. Răng rắc. Thế nhưng là làm cái này người một đao chém vào Diệp Quân Lâm trên người thời điểm, đột nhiên đao đoạn mất. Âm vang. Đồng thời kim loại đặc hữu thanh âm truyền ra. Đám người xem xét. Không biết chừng nào thì bắt đầu, Diệp Quân Lâm thân thể đã biến thành màu vàng. Toàn thân trên dưới đao thương bất nhập. Bảy đạo sâu cạn không đồng nhất vòng sáng hiện ra. Cái gì, kim cương bất hoại thần công. Yêu đao thôn chính truyền nhân lần đầu tiên nhận ra được. Còn lại năm người cũng sửng sốt. Kim cương bất hoại thần công. Mắt trợn tròn. Triệt để ngốc rơi. Vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao Diệp Quân Lâm sẽ kim cương bất hoại thần công. Không nghĩ ra. Trong lúc nhất thời đầu óc của bọn hắn đều muốn nghĩ nổ, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Vì cái gì người trước mắt sẽ kim cương bất hoại thần công. Vô luận như thế nào đều là không thể nào a. Đầu bạo tạc đều không nghĩ ra. Vì cái gì a? Không đợi đám người như thế nào suy nghĩ. Diệp Quân Lâm liền bắt đầu động thủ. Oanh! Âm vang! Một quyền trực tiếp đem vừa mới giết hắn đao gãy đầu người đánh nổ. Máu tươi văng khắp nơi. Lên, cùng một chỗ. Còn lại bốn người kịp phản ứng. Lập tức rút đao thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Cứ việc bốn người đều là thần bảng trước 100 cường giả, có thể đối bên trên tầng thứ 7 kim cương bất hoại thần công Diệp Quân Lâm. Quả thực cùng người bình thường không có gì khác biệt. Âm vang, chấm. Vũ khí sắc bén chém vào ở trên người, chỉ có thể phát ra tiếng kim loại tới. Lại không có bất kỳ cái gì tính thực chất tổn thương. Tầng thứ 7 kim cương bất hoại chi thân. Căn bản không có cách nào phá. Dù là yêu đao thôn chính chuyện người đều không được. Chớ đừng nói chi là những người khác. Oanh, oanh, chấm. Đối mặt bốn người Diệp Quân Lâm mảy may không có lưu thủ. Trực tiếp oanh bạo đầu của bọn hắn. Còn lại yêu đao thôn chính chuyện người dọa sợ. Nơi nào còn có tâm tư hỏi thăm, lập tức liền phải chạy trốn. Đã đến, còn muốn đi. Diệp Quân Lâm sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đã yêu đao thôn chính chuyện người sử xuất tất cả vốn liếng, có thể đối bên trên kim cương bất hoại thần công, chỉ có chết phần. Cái này kim cương bất hoại thần công còn dùng rất tốt. Như vậy, đã ta đều không cần ra quyền, chỉ là kim cương bất hoại thần công đều không người là đối thủ của ta, chớ nói chi là bước ra ta chân chính nắm đấm. Diệp Quân Lâm cười cười. Hắn cảm nhận được kim cương bất hoại thần công vui vẻ. Cuối cùng trong viện lưu lại mấy bãi máu. Diệp Quân Lâm nhìn Hiên Viên Thanh Nhã liếc mắt, đem viện tử sát đi. Tốt, còn tốt Hiên Viên Thanh Nhã đã sớm chuẩn bị kỹ càng cây lau nhà những cái này, rất nhanh trong viện sáng bóng không còn một mảnh. Phảng phất bất luận kẻ nào đều chưa từng tới đồng dạng. Rất nhanh ám võng bên trên lại truyền ra đông đảo lục đại thần bảng cao thủ thần bí biến mất tin tức. Trong lúc nhất thời các lớn cơ cấu một lần nữa đổi mới thần bảng. Dù sao có 6 người biến mất tử vong. Như vậy liền sẽ có mới chuẩn thần bảng cường giả tiến vào thần bảng. Diệp Quân Lâm cũng từ chuẩn thần bảng 17 đến 11 vị trí. Đông đảo dọa sợ. Đầu tiên là Lang Cốc Hắc Mộc bị giết. Hiện tại lục đại thần bảng cao thủ vô duyên vô cớ tại đại hạ biến mất. Đại hạ thành cấm địa. Nghe được tin tức về sau, Thiên Sách thiếu soái bọn người lập tức đi vào Diệp Quân Lâm biệt thự. Bọn hắn là đến xem xét tình huống. Người đâu? Mọi người nhao nhao truy vấn. Người nào a? Hiên Viên Thanh Nhã giả vờ như không biết. Đông đảo lục đại thần bảng cường giả thần bí biến mất, khẳng định đến đại hạ. Mà lại ta suy đoán tới tìm các ngươi. Thiên Sách thiếu soái nói. Thế nhưng là thật không có bất luận kẻ nào đến a. Các ngươi tìm xem nhìn, nơi nào có giống như là tới qua người vết tích. Hiên Viên Thanh Nhã nói. Mọi người tìm một vòng, xác thực không có bất cứ dấu vết gì. Chuyện này chỉ có thể coi như thôi. Có thể là sư tôn ta ra tay, hắn khẳng định không cho phép những cái này ngoại bang đến khiêu khích. Thiên Sách thiếu soái nói. Được rồi, cho mọi người nói cái tin tức tốt a. Cải tạo qua đi, Côn Luân công nghiệp đặc chế chiến y đã thí nghiệm thành công. Có thể sử dụng. Thiên Sách thiếu soái chuyển đề tài nói. Chẳng qua đâu, ta đã không dùng đến. Ta đã đem kim cương bất hoại thần công luyện đến tầng thứ 4, mặc dù có chút không thuần thục, nhưng miễn cưỡng có thể thi triển. Ta đã là đao thương bất nhập. Thiên Sách thiếu soái trực tiếp ở trước mặt mọi người, thi triển kim cương bất hoại thần công. Cái này khiến đám người kinh diễm không thôi. Nhao nhao ao ước đố kỵ nhìn xem hắn.
liền cái này, cũng dám lấy ra mất mặt hiện mặt. Nói thật, người chiếu lang cốc Hắc Mộc đều kém chút. Đoán chừng ngươi không nhân ra an tâm. Diệp Quân Lâm thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người nhao nhao sững sờ. Liền Thiên Sách thiếu soái cũng đều không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Giọng điệu này là sư phụ hắn nói ra mới bình thường a. Thế nào lại là Diệp Quân Lâm đâu? Hắn vừa muốn phản bác giận mắng Diệp Quân Lâm, muội muội thanh âm vang lên, ca, người đây quả thật là kém xa. Lang cốc Hắc Mộc thế nhưng là tại thời gian ngắn ngủi luyện đến tầng thứ 7. Thời gian giống nhau bên trong, đoán chừng ngươi đem tầng thứ 5 rèn luyện cũng không tệ. Cái này, Thiên Sách thiếu soái chỉ có thể coi như thôi. Nhìn thấy đồ đệ Thiên Sách thiếu soái, Diệp Quân Lâm đột nhiên vang lên một việc tới. Đúng, đã từng đại hạ những cái kia thiên kiêu đâu. Cái gì nữ võ thần trọng thu, cái gì kiếm tiên hậu duệ song tử tinh chờ một chút. Bọn hắn thời đại mới giống như chưa hề không có ngoi đầu lên qua. Có phải là xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Quân Lâm hỏi. Trước đó nghĩ lựa chọn kim cương bất hoại thần công truyền nhân thời điểm, Diệp Quân Lâm có cân nhắc qua bọn hắn. Dù sao đây đều là hắn tự mình mang qua thiên kiêu. Đã từng còn vãn hồi đại hạ võ đạo giới mặt mũi. Một trận chiến chấn kinh thế giới. Thế nhưng là giống như đều không có tin tức. Bọn này thiên kiêu nhóm, theo lý mà nói tại thời đại mới lẫn vào càng thêm như cá gặp nước. Nhưng là thần trên bảng căn bản không có thân ảnh của bọn hắn. Bây giờ thấy Thiên Sách thiếu soái, ngược lại là đột nhiên nhớ tới. Ngươi nói bọn hắn a, đại hạ trăm vị thiên kiêu, bọn hắn cùng Quân Quân đồng dạng, đều là đại hạ tương lai hy vọng. Bởi vậy tại thời đại mới đi vào về sau, liền bị Bảo Long nhất tộc lão tiền bối nhóm mang đi. Sẽ tiến hành một cái tuyệt mật phong bế kế hoạch. Căn cứ mỗi người khác biệt, định chế khác biệt huấn luyện chỉ đạo. Từ Bảo Long nhất tộc các cường giả tỉ mỉ chỉ đạo. Đây là vì cam đoan đại hạ tương lai. Bọn hắn học cũng đều là Bảo Long nhất tộc chính thống nhất công pháp. Bọn hắn một khi ra tới, khả năng không thể so ở đây kém. Thiên Sách thiếu soái suy nghĩ hạ nói, suy nghĩ một chút, hiện tại kế hoạch này nhanh xong. Đã 2 năm, thì ra là thế. Ta liền nói bọn này thằng danh con làm sao đều không gặp được. Tốt xấu ta vẫn là thầy của bọn hắn đâu. Diệp Quân Lâm cười nói. Nghe được bầy học sinh này ở nơi nào, Diệp Quân Lâm tâm tình còn được. Chí ít bọn hắn không có bị đương kim tốc thành phương pháp tai họa. Luyện đều là chính thống công pháp. Thậm chí mình dạy cho bọn hắn chỉ đạo bọn hắn pháp môn đều tại dùng. Thiên Sách thiếu soái cười cười, đã lời nói đều nói đến đây, vậy ta vẫn nói rõ đi. Bọn này thiên kiêu nhóm kế hoạch huấn luyện kết thúc về sau, chỉ sợ còn muốn cần phải các vị đâu. A, à, tất cả mọi người là sững sờ. Không biết Thiên Sách thiếu soái muốn nói gì. Mọi người nhao nhao nghi hoặc nhìn hắn. Thiên Sách thiếu soái lại nhìn về phía Diệp Quân Lâm, đúng, còn muốn dùng đến ngươi đây. A, à, còn có chuyện của ta. Diệp Quân Lâm cũng nghi hoặc. Vì để cho bọn này thiên kiêu có thể tốt hơn càng nhanh thích ứng thời đại mới. Đồng thời biết bọn hắn thực lực bản thân ở vào cái gì trình độ. Cần các ngươi từng cái ra tay đến kiểm tra bọn hắn. Thiên Sách thiếu soái giải thích nói. Ví dụ như đâu? Lý Tử Nhiễm hỏi. Chúng ta sẽ thiết lập chuẩn thần bảng cùng thần bảng từng cái vị trí cường giả. Để bọn hắn từng cái tới khiêu chiến. Cuối cùng chiến bại mới thôi. Dạng này, bọn hắn liền có thể hiểu rõ thời đại mới hết thảy. Cũng có thể biết mình thực lực tại thần bảng hoặc là thần bảng sắp xếp thứ mấy. Minh bạch, chính là bắt chúng ta đến cho những cái này thiên kiêu luyện tập. Đem chúng ta xem như cửa ải để cho bọn họ tới sông. Để bọn hắn biết mình bao nhiêu cân lượng. Ví dụ như ta thần bảng thứ 100, bọn hắn chiến thắng ta, như vậy thực lực khẳng định ở vào thần bảng trước 100 trong vòng. Thất bại, chính là không phải thần bảng thứ 100 đẳng cấp. Thiên Sách thiếu soái gật gật đầu, không sai. Một loại thiết lập thành chuẩn thần bảng 1 vạn trái phải cường giả, chuẩn thần bảng 5.000. Chuẩn thần bảng trước 100. Kỳ thật chuẩn thần bảng khiêu chiến hoàn toàn có thể không thiết định. Cái này 100 vị thiên kiêu tùy tiện xâm nhập thần bảng không nhiều lắm vấn đề. Chỉ là để bọn hắn nhìn xem chuẩn thần bảng đại khái thực lực, đối với cái này có cái đại khái hiểu rõ. Chẳng qua chuẩn thần bảng 50 vị trí đầu liền tương đối trọng yếu, cái này thuộc về tiến vào thần bảng dự bị quân. Đại khái đến kiểm tra đo lường bọn hắn phải chăng có tiến vào thần bảng tư chất. Liên tục suy xét. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Quân Lâm tại vị trí này kẹp lấy khiêu chiến tương đối tốt. Hắn là chuẩn thần bảng thứ 11, là người chọn lựa thích hợp nhất. Diệp Quân Lâm nghe mắt trợn tròn, a, à,
Ngươi xác định, để hắn tới làm cái này. Không phải pháo cao xạ đánh con muỗi sao? Chuẩn thần bảng 50 vị trí đầu cường giả khiêu chiến, đối thiên kiêu nhóm đến nói là dễ dàng nhất khiêu chiến một hạng. Có thể chọn Diệp Quân Lâm về sau, chính là khó khăn nhất. So thần bảng trước 10, so thần bảng thứ nhất còn khó hơn. Khó rất nhiều rất nhiều. Cho nên Diệp Quân Lâm mới có thể không xác định hỏi, chọn hắn, tương đương với ngay từ đầu, liền đem con đường của tất cả mọi người ngăn cản. Xác định a, ngươi chính là bọn hắn chân chính khiêu chiến cửa thứ nhất. Cứ như vậy định, Thiên Sách thiếu soái nói. Tiếp theo Lý Triệu hai nhà có mấy vị trí chỗ tại thần bảng cuối cùng, các ngươi vừa vặn đại biểu thần bảng cánh cửa. Làm cửa thứ hai, thần bảng người thứ 500 tuần khắc mấy người tới canh giữ cửa ngõ. Thần bảng 300 tên cửa thứ tư. Thần bảng 100 tên cửa thứ năm. Chấm. Tiến vào thần bảng trước 100 về sau, đem cẩn thận phân chia. Kỳ Lân, Tiêu Phong các ngươi đều muốn tiếp nhận khiêu chiến. Căn cứ suy đoán của ta cái này trăm vị thiên kiêu sẽ có 30 người đến 50 người sẽ tiến vào thần bảng trước 100, bởi vậy trước 100 phải cẩn thận phân chia, trong sân các vị cường giả đều muốn ra sân. Liền ta đến lúc đó cũng phải ra sân. Thiên Sách thiếu soái đem hết thảy đều an bài tốt. Liền đợi đến bọn này thiên kiêu xuất quan tới khiêu chiến. Diệp Quân Lâm dù sao không quan trọng. Đến lúc đó trực tiếp đem 100 cái học sinh toàn bộ đánh bại. Đem bọn hắn ngăn cản tại thần bảng bên ngoài. Đây chẳng phải là nói bọn hắn không có một cái có tư cách tiến vào thần bảng. Dù sao Diệp Quân Lâm mặc kệ. Ai bảo bọn hắn chọn lựa mình tới khiêu chiến đâu. Chẳng qua rèn luyện đám này tiểu gia hỏa cũng không tệ. Ngay từ đầu hắn đều coi là bọn này lũ tiểu gia hỏa đều bị chư thần phòng thí nghiệm cho hại nữa nha. Vài ngày sau, Bảo Long nhất tộc giai đoạn thứ nhất kế hoạch tuyệt mật kết thúc. Bọn này thiên kiêu nhóm xuất quan. Chủ yếu lần này là đến kiểm nghiệm bọn hắn thực lực. Kiểm nghiệm hoàn tất về sau, bọn hắn vẫn là sẽ một lần nữa tiếp tục kế hoạch tuyệt mật. Nhanh thời gian 3 năm. Không biết bên ngoài biến thành dạng này rồi. Nhưng ta nghe nói hiện nay sinh ra không ít cường giả, lấy thần bảng cùng chuẩn thần bảng đến sắp xếp. Nghe mấy vị sư phụ nói chúng ta phần lớn người hẳn là ở vào thần bảng top 300, tiếp cận 1/3 tại thần bảng trước 100. Thật sự là chờ mong a. Chấm. Hơn trăm vị thiên kiêu sau khi ra ngoài, từng cái mặt mũi tràn đầy chờ mong. Hiện tại ta cảm giác so 3 năm trước đây mạnh gấp trăm lần không chỉ a. Hiện tại chẳng phải là gặp Phật giết Phật rồi. Cả đám đều phát ra như thế cảm thán. Vẫn là khiêm tốn một chút tốt, ta nghe nói 3 năm này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên ngoài khả năng cường giả như mây, chúng ta căn bản không địch lại. Nương theo lấy dễ nghe thanh âm. Hai đạo tiên tử thân ảnh xuất hiện. Giao tốt cùng Ninh Y Nguyên. Bọn hắn hiện tại cũng siêu cấp cường đại, tại hơn trăm người ở trong xếp tại trước 10. Hai vị muội muội nói không sai. Chúng ta phải khiêm tốn một điểm, không chừng ngay từ đầu khiêu chiến chúng ta liền thất bại đây. Lại là một đạo giọng nữ truyền đến. Rất nhiều thiên kiêu câm như hến, thậm chí sợ hãi. Nữ võ thần Trọng Thu. Nhất không dám chọc nữ tính. Khiêm tốn, ẩn nhẫn, quên sư phụ dạy các ngươi đúng không? Từng cái cuồng cái gì? Lại có hai người song song đi tới. Mạnh nhất song tử tinh. Xuất từ cổ xưa thục cửa một phái. Trước kia hai người bọn họ mạnh nhất, hiện tại bọn hắn vẫn như cũ là hơn trăm người bên trong mạnh nhất. Minh bạch, những người khác nhao nhao gật đầu. Tại hai vị này trước mặt, bọn hắn không dám có bất kỳ tạo thứ. Hơn trăm người tại dẫn đầu dưới, đi vào Thiên Sách phủ một chỗ bí mật dưới lòng đất căn cứ bên trong. Nơi này là một cái to lớn phong bế không gian. Thiên Sách thiếu soái đã đem Diệp Quân Lâm bọn người toàn bộ đưa đến nơi này chờ. Còn có một số chuẩn thần bảng cường giả cũng đều tại. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, cái này hơn trăm người lập tức xúm lại tới. Lão sư ngài lúc trước biến mất đi nơi nào? Tất cả mọi người nóng bỏng hỏi đến. Song tử tinh, nữ võ thần Trọng Thu bọn hắn cũng xông tới. Ninh Y Nguyên cùng giao tốt ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Quân Lâm. Bọn hắn đối Diệp Quân Lâm tình cảm không giống. Không sai, đều trưởng thành, rất không tệ. Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua, liền biết đám người thực lực như thế nào. Rất mạnh. So hắn nghĩ còn tốt hơn. Nhất là bọn hắn không phải dựa vào tốc thành công pháp, điểm này càng hiếm thấy hơn. Từng cái cơ sở đánh cho đặc biệt tốt, lại luyện là chính thống công pháp, tương lai có hy vọng a.
Diệp Quân Lâm như thế được hoan nghênh. Thiên Sách thiếu soái thấy cảnh này, khinh thường nói. Đây chính là lão đại nhân cách mị lực, ao ước không đến, tất cả mọi người đối với hắn rất tôn trọng, vô luận mạnh yếu. Những người khác nói. Song Tử Tinh bọn hắn đối tình huống ngoại giới còn không hiểu rõ lắm, nhịn không được hỏi, lão sư hôm nay ngài cũng là khiêu chiến của chúng ta một trong a. Vâng, không sai. Vậy lão sư hẳn là cửa ải cuối cùng rồi. Đây là mọi người nhất trí ý nghĩ. Tại quá khứ Diệp Quân Lâm chính là vương giả, chính là mạnh nhất. Hiện tại hắn cũng khẳng định là. Như vậy hắn chính là khó khăn nhất cửa ải cuối cùng. Mọi người rất muốn biết Diệp Quân Lâm hiện tại là thần bảng thứ mấy. Không phải thứ nhất, ít nhất là trước ba. Không, cũng không phải là, lão sư của các ngươi không phải cửa ải cuối cùng, vừa vặn tương phản, hắn là cửa thứ nhất. Cũng chính là dễ dàng nhất một quan. Thiên Sách thiếu soái cười lạnh nói. A, cửa thứ nhất, không thể nào. Nghe được kết quả này, mọi người nhao nhao đều mắt trợn tròn. Khó mà tin nổi nhìn xem Diệp Quân Lâm. Lão sư đây là sự thực sao? Ngài là cửa thứ nhất. Mọi người nhao nhao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Ba năm này phát sinh cái gì? Diệp Quân Lâm thế nào lại là cửa thứ nhất? Lão sư ngài thần bảng xếp hạng bao nhiêu? Nữ võ thần trọng thu hỏi. Thần bảng, rất xin lỗi, các ngươi lão sư tuyệt không tiến vào thần bảng. Hắn hiện tại đứng hàng chuẩn thần bảng tên thứ 11. Xem như thần bảng đội dự bị bên trong tương đối xuất sắc. Bởi vậy hắn là cửa thứ nhất, đến kiểm tra các ngươi phải chăng có thần bảng tư chất. Thiên Sách thiếu soái nói. Cái gì, thần bảng cũng không vào. Tất cả mọi người là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tại trước đó, Diệp Quân Lâm thế nhưng là chiến lược trần nhà. Hiện tại 1.000 người thần bảng còn không thể nào vào được. Cái này quá rung động đi. Thuộc về hắn thời đại đã qua, lão sư của các ngươi hiện tại so kẻ yếu hơi mạnh một điểm. Không, không thể a. Trọng Thu một mặt không thể tin. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, Diệp Quân Lâm liền 1.000 người bảng danh sách còn không thể nào vào được. Những người khác cũng là như thế. Đến cùng cái dạng gì bảng danh sách, liền bọn hắn lão sư còn không thể nào vào được. Đây là chuyện không thể xảy ra. Tất cả mọi người không tin. Thiên Sách thiếu soái rất phẫn nộ. Vì sao đều như vậy, đám người này vẫn là chưa tin, còn như vậy giữ gìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm đến cùng cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê. Làm sao trong lòng bọn họ có cao như vậy địa vị. Các ngươi nghe kỹ, bây giờ thần bảng trước 1.000 danh đô không có Diệp Quân Lâm. Hắn là chuẩn thần bảng tên thứ 11. Không tin, chính các ngươi nhìn bảng danh sách. Thiên Sách thiếu soái bất đắc dĩ, chỉ có thể đem thần bảng cùng chuẩn thần bảng đưa cho đám người nhìn. Xem hết bảng danh sách về sau, đám người rung động không thôi. Lão sư thê tử, huynh đệ đồ đệ đều là thần bảng, lão sư tại chuẩn thần bảng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạnh nhất Song Tử Tinh nói ra mọi người trong suy nghĩ nghi hoặc. Thiên Sách thiếu soái giải thích nói. Đó là bởi vì các ngươi lão sư bị giam lại. Nghe xong giải thích, mọi người giờ mới hiểu được. Thời đại mới tiền lãi, lão sư căn bản không có gặp phải. Hắn hiện tại chỉ có liều mạng đuổi theo, khả năng thượng thần bảng những thứ này. Chẳng qua mọi người nghĩ lại, vẫn là rất hưng phấn. Dù sao muốn cùng năm đó lão sư luận bàn khiêu chiến. Nếu là thắng, cũng rất có cảm giác thành công. Đồng thời cũng muốn lão sư hồi báo một chút bọn hắn huấn luyện thành quả. Tiếp xuống ta sẽ để cho chuẩn thần bảng các lớn xếp hạng cường giả đến biểu thị, để các ngươi biết chuẩn thần bảng đại khái thực lực. Thiên Sách thiếu soái đem chuẩn thần bảng các đại cường giả thu xếp, bắt đầu biểu thị. Vòng này tiết, tuyệt không khiêu chiến. Chỉ là để mọi người cơ bản hiểu rõ. Nhìn xem chuẩn thần bảng cường giả biểu thị, mạnh nhất Song Tử Tinh cái này hơn 100 vị thiên kiêu đều cười. Bắt đầu bọn hắn sẽ khẩn trương, coi là chuẩn thần bảng sẽ mạnh đến bạo tạc. Bọn hắn khả năng đều tiến không được. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không có vấn đề gì. Chuẩn thần bảng đối bọn hắn đến nói quá yếu. Xem ra mọi người tiến vào thần bảng hoàn toàn không có vấn đề. Cả đám đều mặt lộ vẻ vui mừng. Hiện tại các ngươi đã biết chuẩn thần bảng đại khái thực lực, đối các ngươi đến nói không đáng kể chút nào a. Bởi vậy, tiếp xuống, các ngươi đem từ cửa thứ nhất bắt đầu khiêu chiến. Cũng chính là lão sư của các ngươi Diệp Quân Lâm. Nhìn xem các ngươi phải chăng có tiến vào thần bảng thực lực. Dần dần khiêu chiến, điểm đến là dừng. Chấm. Diệp Quân Lâm lên đi.
Đến lượt ngươi kiểm tra đo lường các học sinh. Thiên Sách thiếu soái cười nói. Hắn đã tưởng tượng đến đợi chút nữa Diệp Quân Lâm bị học sinh của mình ngược nằm xuống hình tượng. 100 vị học sinh đều mạnh hơn hắn. Ngẫm lại hình ảnh kia liền kích thích. Diệp Quân Lâm không phải mạnh hơn sao? Vậy sẽ phải cho hắn lớn nhất đả kích. Để hắn duy nhất tấm màn che cũng xé rách. Bị mình tự tay dạy dỗ đến các học sinh đều nhất nhất đánh bại. Kia phần sỉ nhục. Chính là không thể thừa nhận. Cứ việc Tiêu Phong tuần khắc những cái này đồ đệ của hắn đều mạnh hơn hắn, đều là ngoài miệng nói một chút, chưa từng có giao thủ trải qua. Nếu là chân chính giao thủ đánh bại, kia mang cho Diệp Quân Lâm sỉ nhục lớn nhất. Nhất là hắn loại này thích sĩ diện người. Thiên Sách thiếu soái chính là không quen nhìn Diệp Quân Lâm loại này cao ngạo dáng vẻ. Lần này thiết kế hắn tới khiêu chiến, cũng có phương diện này nguyên nhân. Ta đến. Diệp Quân Lâm đứng dậy. Tốt, các ngươi chuẩn bị, tiếp xuống từng bước khiêu chiến. Bắt đầu đi. Thiên Sách thiếu soái vọt đến một lần. Đem chiến trường tặng cho đám người. Nhưng trăm vị thiên kiêu, không ai đến động thủ. Dù sao Diệp Quân Lâm thế nhưng là thầy của bọn hắn a. Thực sự không hạ thủ được. Nhất là biết Diệp Quân Lâm thực lực bây giờ dừng lại tại 3 năm trước đây, so với bọn hắn bất cứ người nào đều muốn yếu. Mọi người càng phát ra không dám ra tay. Cái này, tất cả mọi người là một mặt do dự. Ra tay, đến, thi triển toàn bộ thực lực đánh ta. Diệp Quân Lâm thúc giục nói. Vẫn không có người nào. Mọi người cũng không nguyện ý làm cái thứ nhất. Ra tay, nghe mệnh lệnh của ta. Diệp Quân Lâm hô. Trọng Thu ngươi tới trước. Diệp Quân Lâm chỉ định một người. Nữ võ thần Trọng Thu sau khi nghe được, lập tức đứng dậy. Tốt, lão sư, ta không biết bất kỳ lưu thủ. Ngài coi chừng. Trọng Thu vừa mới nói xong. Lập tức thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Diệt thần chân. Ầm ầm. Trọng Thu xuất kích, một cái đá ngang quét ra. Ra chân ở giữa, giống như lôi điện oanh minh, phát ra lốp bốp thanh âm. Khí thế đáng sợ giống như là muốn đem toàn bộ căn cứ đều hủy diệt đồng dạng. Giữa lúc giơ tay nhấc chân chính là hủy diệt khí thế. Đây là Bảo Long nhất tộc một vị tiền bối kinh thế một chiêu. Một chân ở giữa, hủy thiên diệt địa. Cái này, một chiêu này ra tới, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thật mạnh, Trọng Thu đủ để mang cho Thiên Sách thiếu soái những người này đầy đủ áp lực. Nàng ít nhất là thần bảng trước 100 tồn tại. Không được, mọi người sắc mặt đại biến. Trọng Thu cái này một dưới đuổi đi, Diệp Quân Lâm không chết thì bị thương. Một chiêu này tuyệt không phải hắn một cái chuẩn thần bảng người có thể tiếp nhận. Lý Tử Nhiễm bọn hắn cũng bắt đầu hoảng. Có ít người thậm chí đều nhắm mắt lại. Không dám nhìn tiếp xuống thê thảm một màn. Yên tâm đi, nếu như Diệp Quân Lâm thụ thương, ta cầm Côn Luân công nghiệp tốt nhất dược vật trị cho hắn. Cam đoan hắn khỏi hẳn. Thiên Sách thiếu soái để đám người nhiều hơn mấy phần trấn an. Ầm ầm. Trọng Thu nhanh như điện chớp một chân, trong điện quang hỏa thạch đánh vào Diệp Quân Lâm trên thân. Lập tức phát ra thiên băng địa liệt động tĩnh. Nếu không phải căn cứ đặc thù thiết kế, sợ là muốn trong nháy mắt sụp đổ. Giờ khắc này, phần lớn người đều nhắm mắt lại. Đều không muốn đi nhìn một màn này. Chẳng qua làm mọi người mở to mắt, vừa vặn nhìn thấy Trọng Thu bị đẩy lùi đi ra một màn. Cộc 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 cộc. Trọng Thu chí ít rời khỏi mấy chục bước, mới đứng vững thân hình. Trong tròng mắt của nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không phải nói lão sư là chuẩn thần bảng sao? Làm sao chẳng những ngăn lại mình hung hãn một kích, thậm chí bắn bay mình? Không có khả năng a. Trăm vị thiên kiêu đều kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ nói lão sư sư phụ còn tại? Đây đối với mọi người đến nói là chuyện tốt a. Chuyện gì xảy ra, Diệp Quân Lâm tại sao lại ngăn lại một kích này? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người không thể nào hiểu được Diệp Quân Lâm có thể đỡ một kích này. Thực sự là không nghĩ ra. Thiên Sách thiếu soái đột nhiên nói, ta biết, ta biết. Hắn đi đến Diệp Quân Lâm trước mặt nói ra, người có phải hay không mặc Côn Luân công nghiệp đặc chế chiến y? Lời này mới ra. Lý Tử Nhiễm bọn hắn lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hóa ra là đặc chế chiến y tác dụng. Mô phỏng thí nghiệm bên trong, đặc chế chiến y liền thần bảng thứ hai công kích đều có thể ngăn lại. Trọng Thu mạnh hơn, còn chưa tới cấp bậc kia đâu. Hết thảy đều minh bạch. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ nói, mặc đâu. Côn Luân công nghiệp đặc chế chiến y hắn làm sau lưng tại xuyên,
lại có tự động sạch sẽ chờ công năng, quả thực không nên quá thoải mái. Nếu là Thiên Sách thiếu soái bọn hắn biết, đặc chế chiến y bị Diệp Quân Lâm làm sau lưng đến xuyên. Sợ là muốn tươi sống chết rồi. Ta hướng các ngươi giải thích xuống, Diệp Quân Lâm mặc Côn Luân công nghiệp đặc chế chiến y. Thiên Sách thiếu soái hướng trăm vị thiên kiêu giới thiệu đặc chế chiến y. Đám người liên tục đổ rút khí lạnh. Cảm thán cái này 2-3 năm ngoại giới phát triển, thậm chí ngay cả loại này chiến y đều có. Diệp Quân Lâm vì chân thực, người vẫn là cởi ra a. Ngươi yên tâm, một khi thụ thương ta cầm tốt nhất thiết bị cùng dược vật trị liệu cho ngươi. Còn có các ngươi toàn lực ứng phó, nhưng cũng phải điểm đến là dừng. Thiên Sách thiếu soái cùng đôi bên dặn dò. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cởi đặc chế chiến y. Mấu chốt vừa mới trọng thu bị đánh bay ra ngoài, cùng đặc chế chiến y không quan hệ, là chính hắn a. Mặc hay không mặc lấy đặc chế chiến y đều là giống nhau. Dù sao trước mắt cái này 100 cái thằng danh con, Diệp Quân Lâm hạ quyết tâm phải thật tốt giáo huấn một phen. Hắn muốn biểu hiện ra thực lực chân thật, nói cho lũ tiểu gia hỏa, còn phải tiếp tục luyện. Trên trăm thiên kiêu nhìn trước mắt quật cường lão sư, nhao nhao cảm thấy có chút đáng thương. Vừa mới có đặc chế chiến y, hắn có thể không nhìn hết thảy, tiếp nhận bọn hắn từng cái khiêu chiến. Nhưng bây giờ đặc chế chiến y cởi. Diệp Quân Lâm duy nhất át chủ bài không có. Sau đó liền phải lấy thực lực chân thật đến đối kháng bọn hắn. Nhưng nơi nào là đối thủ a? Chỉ là trọng thu một chút, cũng đủ để cho hắn bị thương nặng. Dù là điểm đến là dừng, cũng phải thụ một chút vết thương nhỏ. Nhiều như vậy người thay nhau khiêu chiến một lần, Diệp Quân Lâm đều rất khó còn sống rời đi nơi này. Nhưng hắn còn tại quật cường tiếp nhận các học sinh khiêu chiến. Thân hình cao lớn nhìn xem cô đơn, làm cho đau lòng người. Lão sư ngài coi chừng, ta sẽ không lưu thủ. Trọng thu nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm nói. Tới đi, không quan trọng. Diệp Quân Lâm đã chuẩn bị kỹ càng tiếp chiêu. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lý Tử Nhiễm đột nhiên hô to, chậm đã. Trước chờ một chút, Lý Tử Nhiễm lời này mới ra, mọi người nhao nhao nhìn về phía nàng. Không biết nàng cái gì dụng ý. Thiếu soái đem ngươi người tụ tập một chút, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Lý Tử Nhiễm nói. Cuối cùng, giữa sân trừ trăm vị thiên kiêu cùng Diệp Quân Lâm bên ngoài. Những người khác toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Chuyện gì? Thiên Sách thiếu soái bất mãn mà hỏi. Thiếu soái ta muốn thỉnh cầu các ngươi tất cả mọi người một việc. Lý Tử Nhiễm lời này mới ra. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Đây là ý gì? Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Lý Tử Nhiễm. Tiếp xuống khiêu chiến trượng phu ta thua không nghi ngờ. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, kia 100 vị thiên kiêu thực lực tuyệt đối là thần bảng hàng đầu. Tuyệt không phải trượng phu ta có thể địch. Lý Tử Nhiễm giải thích nói. Đúng, cho nên. Thiên Sách thiếu soái hỏi. Nhưng hắn người thua nhưng đã từng đều là học sinh của hắn a. 100 cái, tự tay từng cái đánh bại hắn. Cái này với hắn mà nói. Là bao lớn sỉ nhục a. Trượng phu ta vốn là thật mạnh, loại sự tình này phát sinh ở trên người hắn, so để hắn chết đều khó chịu. Nếu như hắn bị đánh bại từng cảnh tượng ấy bị chúng ta nhiều như vậy người hắn quen nhìn thấy, đối với hắn lại là mặt khác nhất trọng đả kích. Ta sợ hắn tiếp nhận không được, sẽ làm ra một chút cực đoan thao tác đến. Cho nên ta thỉnh cầu các vị không muốn xem chiến, để trượng phu ta cùng đám học sinh của hắn bí mật luận bàn a. Dù sao kết quả chúng ta mọi người đều biết, trượng phu ta khẳng định thua không nghi ngờ. Lý Tử Nhiễm đem thỉnh cầu của mình nói ra. Đúng, không thể để cho lão đại nhận xong trọng sỉ nhục, cái này ai cũng không chịu nổi a, nhất định phải duy trì. Đúng, chúng ta không thể xem chiến. Chấm. Thanh Long bọn hắn nhao nhao duy trì. Thiên Sách thiếu soái nghĩ nghĩ, khóe miệng lộ ra một nụ cười tới. Tốt a, ta đáp ứng, không xem chiến. Đem căn cứ này triệt để phong bế, để bọn hắn lão sư học hoành tự hành luận bàn a. Thiên Sách thiếu soái vẻn vẹn muốn để Diệp Quân Lâm khó xử. Cũng không nghĩ lấy đem hắn triệt để bức tử. Bức tử hắn rất dễ dàng, thế nhưng là cùng Diệp Quân Lâm tương quan quá nhiều người. Không dễ khống chế bọn hắn. Dù là cái này 100 thiên kiêu cũng không dễ khống chế. Diệp Quân Lâm có việc, liên lụy nhiều lắm. Hắn chỉ có thể đáp ứng. Đám người sau khi trở về, Thiên Sách thiếu soái nói ra, tiếp xuống các ngươi tự hành phong bế khiêu chiến. Khiêu chiến xong về sau phát tín hiệu là được, chúng ta sẽ không xem chiến. Trọng thu,
Song Tử Tinh bọn hắn rất nhanh minh bạch Thiên Sách thiếu soái dụng ý. Tránh bọn hắn sư phụ nhận xong trọng đả kích. Được, chúng ta đồng ý. Đám người gật gật đầu. Ầm ầm. Rất nhanh, căn cứ bốn phía xuất hiện một tầng hộ thuẫn, đem căn cứ triệt để phong bế rơi. Một chỗ đều không có lưu lại. Thiên Sách thiếu soái bọn hắn chờ ở bên ngoài. Tất cả mọi người chuẩn bị đi, đoán chừng rất nhanh liền sẽ kết thúc chiến đấu. Tiếp xuống liền nên khiêu chiến các ngươi. Cuối cùng ta đều muốn lên. Thiên Sách thiếu soái đôi mắt bên trong tại tỏa ánh sáng, vừa vặn ta dùng kim cương bất hoại thần công đến luyện một chút bọn hắn. Phía trên cho mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào luyện bọn hắn. Nhìn xem trong căn cứ học sinh. Diệp Quân Lâm ngược lại là vui. Lần này, hắn cũng không cần giấu giếm. Có thể nhỏ thi thân thủ. Lão sư vậy ta đến rồi. Trọng Thu không khỏi nhắc nhở. Chậm đã. A. À. Mọi người nhao nhao không hiểu nhìn xem Diệp Quân Lâm. Vì tiết kiệm thời gian, các ngươi cùng lên đi. Diệp Quân Lâm nói. A, à, cái này. Tất cả mọi người sửng sốt. Cùng tiến lên. Lão sư như thế cuồng. Chẳng qua phù này hợp Diệp Quân Lâm phong cách, chính là thực lực theo không kịp. Lão sư ta đến, hai. Nữ võ thần Trọng Thu lập tức động thủ. Vừa nhanh vừa mạnh một chân bổ về phía Diệp Quân Lâm. So vừa rồi một chiêu kia còn mạnh hơn một chút. Diệp Quân Lâm nhìn xem Trọng Thu một chân oanh đến, hắn lên tiếng nói, quá chậm, quá chậm. Oanh! Hắn rất nhẹ nhàng liền né tránh một chân này. Răng rắc! Trọng Thu thất bại một chân mạnh mẽ dẫm ở trên mặt đất, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Lực lượng coi như chịu đựng. Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua nói. Sau một khắc, hắn toàn thân bốc kim quang. Nở rộ tia sáng. Phát ra thanh thúy tiếng kim loại âm. Lục đạo vòng sáng đang lóe lên. Kim cương bất hoại thần công. Tầng thứ 6. Dựa theo Diệp Quân Lâm dự đoán, ở đây không ai có thể phá được tầng thứ 7. Tầng thứ 6 cũng không thể. Dù sao lúc trước Lang Cốc Hắc Mộc Bằng vào tầng thứ 6 kim cương bất hoại thần công đại bại tất cả thần bảng cường giả. Bọn hắn mạnh hơn, cũng chính là Thiên Sách thiếu soái cấp bậc này. Cái này, đây là cái gì? Tất cả mọi người thấy cảnh này mắt trợn tròn. Liền để cho ta tới kiểm tra các ngươi những cái này thằng danh con bao nhiêu cân lượng a. Diệp Quân Lâm sử dụng kim cương bất hoại thần công về sau, trực tiếp thẳng hướng nữ võ thần Trọng Thu. Âm vang, chấm. Trọng Thu ý thức được Diệp Quân Lâm cường đại, thi triển tất cả vốn liếng, nhưng mỗi một chiêu đánh vào Diệp Quân Lâm trên thân, phát ra tiếng kim loại tới. Lại không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng Diệp Quân Lâm chỉ cần vừa tiến công, Trọng Thu lập tức bị đánh bay ra. Sau đó, hắn lại giết hướng Ninh Y Nguyên cùng giao tốt hai người. Hai người mặc dù cường đại, thế nhưng là không địch lại. Chấm. Lại một cái. Lại một cái. Chấm. Sau đó, trăm vị thiên kiêu một cái tiếp một cái bị Diệp Quân Lâm giáo huấn một lần. Cuối cùng, chỉ còn lại mạnh nhất Song Tử Tinh. Hai người là mạnh nhất. Cùng trước đó thiên kiêu xác thực không giống. Bọn hắn có thể tại kim cương bất hoại thần công tầng thứ 6 hạ chống đỡ càng lâu, thậm chí ẩn ẩn có bài trừ tầng thứ 6 xu thế. Nhất là hai người liên thủ, càng có phá xu thế. Nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm đem hai người cũng lớn bay ra ngoài. Đến tận đây, trăm người đều bị Diệp Quân Lâm giáo dục toàn bộ. Tất cả mọi người đôi mắt bên trong đều là tan không ra chấn kinh, khó mà tin nổi nhìn xem Diệp Quân Lâm. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Chấn kinh! Không phải nói Diệp Quân Lâm là chuẩn thần bảng sao? Liền cái thần bảng đều không phải tồn tại. Kết quả treo lên đánh bọn hắn tất cả mọi người, liền Song Tử Tinh cùng nữ võ thần đều không địch lại. Chuyện gì xảy ra? Ta biết, lão sư thực lực một mực đang, chỉ là đám người kia không biết. Ngoại giới không biết. Còn tưởng rằng lão sư dừng lại tại 3 năm trước đây đâu. Lão đại thực lực ta cảm giác tối thiểu phải là thần bảng trước năm. Hắn cái này kim thân hai người chúng ta liên thủ luôn luôn kém một chút khả năng phá vỡ. Song Tử Tinh nói. Các ngươi nói đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Diệp Quân Lâm nói. Các ngươi cùng một chỗ đều đến. Diệp Quân Lâm một tiếng. Trăm người đồng thời công kích Diệp Quân Lâm. Ong ong ong. Bảy đạo vòng sáng lấp lóe. Kim cương bất hoại thần công tầng thứ 7. Hơn trăm người liên thủ miễn cưỡng có thể đối phó một chút tầng thứ 7 kim cương bất hoại thần công. Oanh! Một đạo tĩnh mịch khí tức.
Diệp Quân Lâm thi triển ra tầng thứ 8 Kim Cương Bất Hoại Thần Công. 3. 3. Chấm. Trên trăm thiên kiêu toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Cái này. Mọi người cũng là khó mà tin nổi nhìn xem Diệp Quân Lâm. Đây cũng quá cường đại đi. Vô địch thiên hạ đi. Giờ khắc này, mọi người cảm giác Diệp Quân Lâm so với bọn hắn tại Bảo Long nhất tộc bí mật huấn luyện các sư phụ đều cường đại hơn. Thậm chí cường đại không ít. Liền cái này nói cho chúng ta biết là chuẩn thần bảng. Vẫn là cửa thứ nhất. Đơn giản nhất. Đùa nghịch chúng ta a. Cửa thứ nhất liền cho chúng ta bên trên khó khăn nhất cường độ. Nhưng mà cái này còn không phải cực hạn. Diệp Quân Lâm khí tức còn tại tăng vọt. Còn tại hỏa tốc kéo lên. Ông. Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng thứ 9. 9 đạo hư ảnh xuất hiện. Nhất là một vòng mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu tại Diệp Quân Lâm sau lưng. Căn bản là không có cách đánh vỡ Kim Cương Bất Hoại chi thân. Một cỗ làm thiên địa run rẩy thần phục khí tức hoành ép toàn trường. Tất cả mọi người cảm giác thân thể đều muốn bị đè nát. Đây tuyệt đối so với bọn hắn Bảo Long nhất tộc các sư phụ mạnh, mà lại mạnh hơn nhiều. Bên ngoài đám người kia cũng không có minh bạch lão sư thực lực chân thật. Lão sư lại một lần lừa gạt toàn thế giới. Tầng thứ 9 Kim Cương Bất Hoại Thần Công mới ra, thiên địa thần phục, vũ trụ bát hoang đều cúi đầu. Hù đến. Tất cả mọi người bị hù dọa. Quá mẹ hắn mạnh. Không có người không run rẩy. Đây tuyệt đối là bọn hắn gặp qua người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Lão sư vậy bọn hắn đối với ngài xếp hạng chuyện gì xảy ra? Trọng Thu hỏi. Bởi vì 3 năm này không có xuất hiện, bọn hắn liền cho rằng ta bị thời đại đào thải. Nếu là mọi người không biết các ngươi đi đâu, cũng sẽ đồng dạng cho là các ngươi bị đào thải, thực lực các ngươi dừng lại tại 3 năm trước đây. Thật tình không biết các ngươi vẫn như cũ rất mạnh. Diệp Quân Lâm giải thích nói. Mọi người thoải mái gật đầu. Chủ yếu tất cả mọi người không ở thời đại này bên trong, căn bản không biết ngươi đã làm gì. Lão sư thực lực của ngài chẳng lẽ liền mạnh tới mức này sao? Không thể tưởng tượng nổi. Mạnh nhất song tử tinh nói. Diệp Quân Lâm lắc đầu, không, đây là ta 2 ngày trước đạt được một môn công pháp. Tùy thiện luyện, liền luyện đến cảnh giới tối cao. Ta thực tế lời nói, muốn so cái này mạnh rất nhiều a. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Quân Lâm lời này mới ra. Bọn này các đồ đệ thật muốn hộc máu. Tùy tiện luyện một môn công pháp liền mạnh đến khiến người giận sôi tình trạng. Nếu như hắn thực lực chân thật không biết phải mạnh đến mức nào. Không cách nào tưởng tượng. Mọi người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Người bên ngoài thật sự là một đám ngu xuẩn a. Còn đem lão sư thu xếp tại cửa thứ nhất. Quả thực buồn cười. Kỳ thật thực lực của ta bắt nguồn từ ta cho các ngươi dạy qua công pháp cơ bản. Các ngươi cũng thường xuyên luyện một chút đi, hoàn toàn chính xác môn công pháp này ra hiệu quả chậm. Nhưng kiên trì nổi, vẫn là có chỗ tốt. Đối với các ngươi, ta cũng không lo lắng, các ngươi luyện là Bảo Long nhất tộc chính thống công pháp, không có vấn đề. Cố lên! Diệp Quân Lâm nói. Mọi người đắm chìm trong cơn chấn động. Chẳng ai ngờ rằng để Diệp Quân Lâm cường đại như vậy nguyên nhân. Vậy mà là bọn hắn người người đều có luyện công pháp cơ bản. Thật sự là không nghĩ tới. Cái này công pháp cơ bản so Kim Cương Bất Hoại Thần Công còn mạnh hơn. Diệp Quân Lâm cười cười, mọi người vẫn là chuyên chú một điểm. Kim Cương Bất Hoại Thần Công với ta mà nói, liền cùng mới lạ đồ chơi, tùy tiện soát. Ta chủ luyện vẫn là cái này cửa công pháp cơ bản. Minh bạch, mọi người nhao nhao gật đầu. Vừa rồi ta cho các ngươi kỳ thật đều khảo nghiệm qua. Chẳng qua các ngươi muốn cùng bọn hắn luyện một chút, cũng được. Thử xem bọn hắn cân lượng. Diệp Quân Lâm nói. Rõ ràng là 100 người khiêu chiến. Nhưng Diệp Quân Lâm lấy thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Tốt, ra ngoài đi. Nghe được Diệp Quân Lâm, mọi người phát ra ngoài tín hiệu. Làm phía ngoài Thiên Sách thiếu soái bọn hắn tiếp vào tín hiệu thời điểm, đều phi thường kinh ngạc. Nhanh như vậy liền kết thúc rồi. Đám này thiên kiêu tốc độ thật đúng là nhanh. Ngược Diệp Quân Lâm ngược khá nhanh a. So ta dự đoán phải nhanh hơn gấp 10 a. Vài phút liền giải quyết thật sự là không nghĩ tới. Mọi người nhao nhao cười nói. Ầm ầm. Nương theo lấy lớn cửa bị mở ra. Mọi người thấy trên trăm thiên kiêu cùng Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm làm sao không có việc gì đâu. Mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tại mọi người trong tưởng tượng,
Diệp Quân Lâm hẳn là khắp cả người lăng tổn thương, thoi thóp. Nhưng sự thực là Diệp Quân Lâm một chút việc đều không có. Các ngươi thật đúng là điểm đến là dừng a, không có chút nào tổn thương các ngươi lão sư a. Có người nói, Lý Tử Nhiễm nhìn thấy Diệp Quân Lâm không có việc gì, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Diệp Quân Lâm trọng thương lời nói, đối với hắn như vậy đã kích đánh. Chẳng qua bây giờ nhìn thấy Diệp Quân Lâm một mặt nghiêm túc. Nàng cũng minh bạch, Diệp Quân Lâm bị 100 vị học sinh thay nhau chiến thắng, trong lòng khẳng định là khổ sở cực. Ngay cả lời cũng không muốn nói. Ta có thể đi được chưa? Diệp Quân Lâm nói. Có thể, đến, đặc chế chiến y cho ngươi. Thiên Sách thiếu soái đem đặc chế chiến y cho Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nhận lấy. Một kiện không sai lương tâm. Làm gì không muốn. Nhìn xem Diệp Quân Lâm rời đi bóng lưng, mọi người thở dài một hơi. Đều cảm nhận được Diệp Quân Lâm trong lòng bi thương. Bị học sinh tự tay đánh bại. Nhưng thật ra là một kiện cùng với tàn nhẫn sự tình. Song Tử Tinh, nữ võ thần bọn hắn cũng đều nhìn xem Diệp Quân Lâm rời đi bóng lưng. Ánh mắt phức tạp. Bọn hắn nghĩ đến Diệp Quân Lâm đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào. Vậy mà mạnh như vậy. Mạnh như vậy Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng thứ 9 với hắn mà nói cùng đồ chơi đồng dạng. Cái này. Chẳng qua bọn hắn này tấm thần sắc, rơi tại trong mắt người khác. Giống như là vì Diệp Quân Lâm tiếc hận đồng dạng. Tới đi, khiêu chiến của các ngươi tiếp tục. Vừa mới hẳn phải biết tiến vào thần bảng tư cách là cái gì. Thiên Sách thiếu soái trực tiếp hạ lệnh tiếp tục khiêu chiến. Để đám người cơ hội nói chuyện đều không có. Bọn hắn làm sao không hỏi ai bại a? Giao Tốt nghi ngờ nói. Đúng a, bọn hắn làm sao không hỏi ai bại a? Trên trăm thiên kiêu rất là nghi hoặc. Nhưng tại Thiên Sách thiếu soát trong con mắt của bọn họ, Diệp Quân Lâm là thua không nghi ngờ. Căn bản không cần bất luận cái gì thương lượng. Cũng không cần hỏi thăm. Cứ như vậy khiêu chiến tiếp tục bắt đầu. Cửa thứ hai chính là thần bảng cánh cửa khiêu chiến. Diệp Quân Lâm nhạc phụ nhạc mẫu cùng Lý Triệu hai nhà một số người là cửa này thẻ. Kịch liệt khiêu chiến bắt đầu. Sau đó không lâu, 100 thiên kiêu toàn bộ thông qua cửa ải này. Sau đó là Diệp Quân Lâm đồ đệ Tuần Khắc bọn người người ký tên đầu tiên trong văn kiện cửa thứ ba, thần bảng người thứ 500. Lần này phí một chút thời gian. Nhưng 100 thiên kiêu vẫn là gian nan thông qua. Nói rõ bọn hắn tất cả mọi người là ở vào thần bảng top 500. Tiếp tục. Thần bảng top 300. Toàn viên thông qua. Chấm. Một đường truy đuổi. Cuối cùng đã tới thần bảng thứ 100. Cái này cửa ải trọn vẹn ngăn lại 48 người. 52 người tiến vào thần bảng trước 100. Cái này khiến Bảo Long nhất tộc cùng Thiên Sách phủ vừa mừng vừa sợ. Kế hoạch tiếp theo trọng điểm có. Chính là để bị ngăn tại trước 100 bên ngoài cái này 48 người tiến vào thần bảng trước 100 tiêu chuẩn. Cái khác tiếp tục tăng cường là được. Khiêu chiến tiếp tục. Bạch Hổ, Huyền Võ bọn hắn từng cái ra sân. Có bại có thắng. Kỳ Lân, Kiếm Tà Thần, Tiêu Phong bọn hắn cũng rất nhanh lên sàn. Bọn hắn ngăn lại không ít người. Lý Tử Nhiễm ra sân cũng ngăn lại không ít người. Hiên Viên Thanh Nhã cũng ngăn lại không ít người. Cuối cùng liền 8 người thông qua khiêu chiến đi vào Thiên Sách thiếu soái cửa này. Trôi qua gian nan sao? Thiên Sách thiếu soái hỏi. Không có a, nhẹ nhõm, quá dễ dàng. Mọi người chăm miệng một lời trả lời. Từ khi trải qua khó khăn nhất Diệp Quân Lâm về sau, qua bất luận cái gì quan đều là đơn giản. Quá đơn giản. Dù là những cái kia bị ngăn trở thiên kiêu đều là cho rằng như vậy. So đánh Diệp Quân Lâm nhưng nhẹ nhõm nhiều. Đánh Diệp Quân Lâm là hoàn toàn bị nghiền ép. Hiện tại đôi bên đánh cho khó phân thắng bại. Dù là thua, cũng chỉ là thua một chút điểm. Quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Câu trả lời này hiển nhiên vượt quá Thiên Sách thiếu soái dự kiến. Rất khó, xem ra các ngươi rất nhẹ nhàng. Vậy ta tự mình đến đem cho các ngươi tốt nhất cường độ. Ta để các ngươi kiến thức hạ Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Thiên Sách thiếu soái lập tức thi triển Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng thứ 5. Phốc phốc, lần này, toàn trường 100 thiên kiêu toàn bộ cười ra tiếng. Thiên Sách thiếu soái trực tiếp mộng. Đang cười cái gì? Những người khác cũng đều mộng. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao đều cười? Kim Cương Bất Hoại Thần Công có buồn cười như vậy sao? Kim Cương Bất Hoại Thần Công đương nhiên không buồn cười. Hơn nữa còn rất nghiêm túc.
Thế nhưng là bọn hắn vừa mới nhìn Diệp Quân Lâm thi triển Kim Cương Bất Hoại Thần Công, vẫn là đi thẳng tới cao nhất tầng thứ 9. Kia uy thế, kia áp lực. Mọi người còn rõ mồn một trước mắt. Phảng phất Diệp Quân Lâm thi triển đi ra về sau, muốn hủy diệt thế giới đồng dạng. Không người có thể cản. Bây giờ, Thiên Sách Thiếu Soái thi triển ra tầng thứ 5 Kim Cương Bất Hoại Thần Công tới. Mọi người thấy về sau, tựa như là một chuyện cười. Bởi vậy, nhịn không được, mọi người mới bật cười. Từng cái cười xong về sau, diện mục nghiêm túc, một chút hứng thú đều đề lên không nổi. Đều không có trước đó đánh những người khác thời điểm chờ mong. Cái này khiến Thiên Sách Thiếu Soái cảm giác lòng tự tin bị đả kích. Chuyện gì xảy ra? Chính mình cũng muốn thi triển Kim Cương Bất Hoại Thần Công, bọn hắn làm sao cái này một bộ dáng? Không đúng. Nhìn bộ dáng của bọn hắn là biết Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Nhưng theo lý mà nói bọn hắn không hẳn phải biết a. Bọn hắn cùng Diệp Vô Đạo loại này cổ tộc xuất thân không giống, mà lại phong bế huấn luyện. Nơi nào sẽ biết Kim Cương Bất Hoại Thần Công? Chưa từng nghe qua mới là hẳn là a. Cũng đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Xem ra, không chỉ là nghe qua, thậm chí đều trải qua đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Đang lúc Thiên Sách Thiếu Soái muốn suy nghĩ thời điểm, nữ võ thần Trọng Thu lập tức động. Thẳng hướng Thiên Sách Thiếu Soái. Thiên Sách Thiếu Soái Kim Cương Bất Hoại chi thân hộ thể. Âm vang. Ngăn lại Trọng Thu một kích này. Chẳng qua Trọng Thu mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này so với lão sư Kim Cương Bất Hoại thần công đến kém quá xa. Vừa mới lão sư thi triển, dù là cấp cao nhất cũng là bọn hắn vô luận như thế nào đều không phá hết. Nhưng bây giờ Thiên Sách Thiếu Soái Kim Cương Bất Hoại thần công giống như có thể phá mất. Sau đó, Ninh Y Nguyên giao tốt bọn người liên tiếp nếm thử. Đôi bên đều không có chiếm được chỗ tốt gì. Nhóm này thiên kiêu rất mạnh, Thiên Sách Thiếu Soái tầng thứ 5 Kim Cương Bất Hoại thần công cũng không có nghiền ép tình thế. Cùng một chỗ, mạnh nhất song tử tinh liên thủ xuất kích. Oanh, oanh, chấm. Một phen kịch đấu sau. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng vỡ vụn. Song tử tinh vậy mà phá mất Thiên Sách Thiếu Soái tầng thứ 5 Kim Cương Bất Hoại chi thân. Chẳng qua mạnh nhất song tử tinh cũng coi như ăn vào đau khổ, đều bị thương không nhẹ thế. Dù sao đây chính là Kim Cương Bất Hoại thần công a. Bọn hắn sở dĩ phá mất, cũng coi là trước đó đối chiến Diệp Quân Lâm thời điểm, góp nhặt không ít kinh nghiệm. Hai người bọn họ liên thủ không thèm đếm xỉa, ẩn ẩn có phá vỡ tầng thứ 6 xu thế. Chẳng qua cuối cùng vẫn là kém một chút. Nhưng là tầng thứ 5 vẫn có thể phá vỡ. Thiên Sách Thiếu Soái nhìn thấy Kim Cương Bất Hoại chi thân bị phá ra, thẹn quá hóa giận. Tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Mẹ nó, đến. Hắn từ bỏ không quá đơn thuần Kim Cương Bất Hoại thần công, nên dùng công pháp của mình muốn tới cho Song Tử Tinh một chút giáo huấn. Thiếu Soái, điểm đến là dừng, chúng ta chỉ là kiểm tra bọn hắn thực lực, biết cái đại khái xếp hạng, không nhất định phải đánh nhau chết sống a. Mắt thấy Thiên Sách Thiếu Soái muốn nổi giận, Bảo Long nhất tộc các vị tiền bối ra sân. Đem Thiên Sách Thiếu Soái ngăn lại. Đúng, có chừng có mực. Những người khác cũng nhao nhao khuyên can. Thiên Sách Thiếu Soái lúc này mới coi như thôi. Thiếu Soái ngươi Kim Cương Bất Hoại thần công quá không tới nơi tới chốn. Kém xa, thực sự không được, ngươi tìm chúng ta lão sư học một ít đi, hắn cũng sẽ Kim Cương Bất Hoại thần công. Vẫn là cảnh giới tối cao tầng thứ 9. Song Tử Tinh cười lạnh nói. Trọng Thu những người khác cũng nói, đúng a, tìm chúng ta lão sư học một ít đi. Chúng ta lão sư Kim Cương Bất Hoại thần công mới là vô địch thiên hạ. Người đây là thứ đồ gì? Trên trăm thiên kiêu đồng loạt hô. Cái này khiến Thiên Sách Thiếu Soái khó xử chết, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sỉ nhục a, bị người ta ngay mặt chỉ trích. Diệp Quân Lâm cũng sẽ Kim Cương Bất Hoại thần công. Không ít người kinh ngạc. Hắn đương nhiên sẽ không, chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu bọn này thằng danh con là đang vũ nhục chúng ta? Đều để ta đi cùng Diệp Quân Lâm học Kim Cương Bất Hoại thần công, không phải vũ nhục là cái gì? Thiên Sách Thiếu Soái bất mãn thanh âm vang lên. Hắn còn thật đúng là coi là Song Tử Tinh bọn hắn là đang vũ nhục hắn, đều cùng Diệp Quân Lâm đi học Kim Cương Bất Hoại thần công. Dưới gầm trời này sẽ Kim Cương Bất Hoại thần công, chỉ có sư phụ ta. Thiên Sách Thiếu Soái nghiêm túc nói. Trăm vị thiên kiêu cũng không biết Thiên Sách Thiếu Soái bái Diệp Quân Lâm vi sư sự tình. Cho nên Trọng Thu lập tức phản bác, không có khả năng. Chúng ta lão sư cũng biết. Đúng,
Chúng ta lão sư cũng biết, so với hắn kim cương bất hoại thần công, người cái này liền không bằng cái rắm. Chấm. Sợ nói thêm gì đi nữa, đôi bên có thể sẽ đánh lên. Bảo Long nhất tộc các tiền bối lập tức đem trăm vị thiên kiêu mang đi, tiếp tục tiến hành phong bế tuyệt mật huấn luyện. Chờ sau này trở ra kiểm tra. Thiên sách thiếu soái đều muốn tức điên. Không có tại cái này trăm vị thiên kiêu trước mặt lập uy không nói, kim cương bất hoại chi thân còn bị phá. Quả thực sỉ nhục a. Một bên khác Diệp Quân Lâm đối với cái này thiên kiêu phong bế kế hoạch vẫn tương đối thưởng thức. Xem như tính nhắm vào bố cục. Bí mật huấn luyện hơn trăm vị hạt giống, lấy ứng đối tương lai. Đây thật ra là thiên cơ các chủ ý. Thiên cơ các đã sớm nói so với chư thần phòng thí nghiệm đến nói, thiên sách phủ Bảo Long nhất tộc lạc hậu nhiều lắm. Nhất định phải hướng phía trước nhìn, nhất định phải bố cục. Đây là cử động một trong. Diệp Quân Lâm tuyệt không rời xa cái trụ sở này, mà là đang chờ một người. Sau đó không lâu, thiên sách thiếu soái dầu dĩ không vui xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm bóng lưng, đôi mắt bên trong hung hăng sáng lên. Sư tôn, ngài làm sao ở chỗ này? Thiên sách thiếu soái kích động đi vào phía trước, nửa quỳ trên mặt đất. Không sai. Diệp Quân Lâm giờ phút này là lấy sư phụ hắn hình tượng xuất hiện. Ngươi nói là cái gì? Ngu xuẩn, phế vật, mất mặt. Còn như vậy không muốn xách ngươi là đồ đệ của ta. Ta gánh không nổi cái này người. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Thiên sách thiếu soái thế nhưng là hắn tự mình chọn lựa ra. Vốn cho rằng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này đạt được kim cương bất hoại thần công về sau, cả ngày không có việc gì, cũng không tốt luyện. Khắp nơi khoe khoang, khắp nơi khoe khoang. Đem kim cương bất hoại thần công xem như khoác lác tư bản. Mà không phải dùng để vũ trang chính mình. Còn muốn dùng không thuần thục tầng thứ 5 kim cương bất hoại thần công đến ra oai phủ đầu. Kết quả bị song tử tinh cho phá. A, à, thiên sách thiếu soái ý thức được cái gì, sắc mặt soát liền biến. Sư phụ ta cho ngài mất mặt. Thiên sách thiếu soái đều muốn khóc. Biết mình sai ở nơi nào sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Biết, ta cũng không tiếp tục cầm thần công khắp nơi khoe khoang. Thiên sách thiếu soái rũ cụp lấy đầu. Tốt, cho ngươi cái nhiệm vụ đi. Lại không có thuần thục trưởng khống tầng thứ 7 trước đó, đừng bảo là mình luyện qua kim cương bất hoại thần công. Diệp Quân Lâm nói. Ai? Các phương diện vẫn chưa được. Nếu là Quân Quân, hắn sẽ trực tiếp hạ nhiệm vụ, để Quân Quân luyện đến tầng thứ 9. Rời đi sau. Diệp Quân Lâm đang suy nghĩ. Chư thần phòng thí nghiệm có phải là cũng cùng Bảo Long nhất tộc đồng dạng xáo lộ? Tất cả mọi người tiến hành phong bế tuyệt mật huấn luyện, cùng biến mất đồng dạng. Thỉnh thoảng bọn họ có phải hay không sẽ xuất hiện, kiểm tra đương kim thế giới thực lực như thế nào. Nói không chừng thật có khả năng này. Lần trước kim cương bất hoại thần công xuất thế, tuyệt đối là cơ hội tốt. Chỉ là mình sớm không biết. Có không có cách nào đem nhóm người này hấp dẫn ra đến đâu. Diệp Quân Lâm đang suy nghĩ phương pháp. Lúc này đại môn một chân bị người oanh mở. Lý Tử Nhiễm vội vã đi vào, việc lớn không tốt. Quân Quân xảy ra chuyện. A, à, Quân Quân đã xảy ra chuyện gì? Nàng mấy vị sư phụ không phải đều đi theo sao? Diệp Quân Lâm nói. Nhưng là bây giờ là Quân Quân cùng nàng mấy vị sư phụ gặp chuyện không may. Vừa mới thiên sách phủ mật lệnh. Oanh! Nghe được tin tức này, Diệp Quân Lâm sắc mặt đại biến. Liền đi theo mấy vị sư phụ đều đi ra sự tình rồi. Vậy lần này là chọc tới đại phiền toái. Làm sao rồi? Diệp Quân Lâm gấp. Lập tức hỏi. Căn cứ thiên sách phủ mật lệnh, Quân Quân một đường lịch luyện đến phương Tây Châu nơi nào đó trong núi sâu, gặp phải không hiểu lại cường đại công kích. Đến bây giờ mất đi liên hệ, không chỉ là nàng, liền mấy vị lão tổ tông đều không có tin tức. Bây giờ hoài nghi bọn hắn gặp chuyện không may. Lý Tử Nhiễm đều muốn khóc. Những người khác cũng theo sát phía sau chạy đến. Cái này, không nói đến Quân Quân mạnh cỡ nào, liền mấy vị lão tổ tông gặp chuyện không may. Cái này đến cùng gặp đối thủ như thế nào a? Lần này tuyệt đối cửu tử nhất sinh, hiện tại thời đại này cái dạng gì cường giả quái đồ vật xuất hiện đều là bình thường. Lão tổ tông không phải là đối thủ cũng bình thường, lần này xong. Tất cả mọi người mặt xám như cho. Mấy vị lão tổ tông thực lực gì, mọi người so với ai khác đều rõ ràng. Mặc dù không lên thần bảng, nhưng tất cả mọi người minh bạch, mấy vị lão tổ tông tối thiểu phải là thần bảng trước ba.
thậm chí so sánh thứ nhất Hắc Ám Thượng Đế cùng Thiên Sách Thần Soái cấp bậc này. Loại này cấp bậc 4-5 người gặp chuyện không may. Đối thủ kia mạnh đến bao nhiêu? Tuyệt vọng. Hoàn toàn là tuyệt vọng. Tử Nhiễm người muốn chuẩn bị sẵn sàng. Khả năng Quân Quân lại cũng không về được. Triệu Quân Phi mấy người nhắc nhở. Phù phù. Lý Tử Nhiễm mắt tối sầm lại, trực tiếp ngồi ngay đó. Nàng kém chút ngất đi. Nếu là Quân Quân xảy ra chuyện gì, nàng khẳng định không chịu nhận. Người sẽ sụp đổ. Nàng trừng mắt Diệp Quân Lâm nổi giận mắng, đều tại ngươi. Chúng ta đã sớm để ngươi luyện thời đại mới công pháp. Ngươi không phải là không nghe. Ngươi nếu là ngay từ đầu luyện, lấy tư chất của ngươi, hiện tại ngươi tối thiểu thần bảng trước 3. Ngươi bây giờ liền có thể đi cứu người. Ngươi bây giờ đâu, liền thần bảng còn không thể nào vào được. Con gái của ngươi xảy ra chuyện, ngươi lấy cái gì đi cứu? Ngươi là một cái vô năng phụ thân. Ngươi trước kia không phải không gì làm không được sao? Hiện tại con gái của ngươi ra muốn chết rồi, ngươi có năng lực đi cứu sao? Ngươi có một chút chút vốn cách sao? Mấu chốt chúng ta sớm bảo ngươi luyện, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Chính là bảo thủ, cố chấp lựa chọn ngươi quá khứ đường. Hiện tại thế nào, cần thực lực ngươi thời điểm, ngươi cầm ra được sao? Ngươi có thể đem Quân Quân cứu trở về sao? Chấm. Lý Tử Nhiễm tức hổn hển, giờ khắc này liền cùng như bị điên. Đem tất cả cơn giận đều trút lên Diệp Quân Lâm trên người một người. Cũng không trách Tử Nhiễm nói ngươi, thật trách ngươi, liền nữ nhi của mình đều quản không được, thật sự là bi ai a. Đúng a, ngươi sớm một chút nghe lời của chúng ta. Lấy thực lực ngươi bây giờ còn có thể đi xem một chút nữ nhi làm sao rồi. Ngươi bây giờ thực lực quá yếu, đoán chừng liền nữ nhi một lần cuối đều không nhìn thấy. Ngươi cũng không phải là một cái hợp cách phụ thân, ngươi không xứng. Chấm. Lý Triệu hai nhà nhao nhao nổi giận mắng. Lão đại cũng không phải chúng ta nói ngươi, chuyện này hoàn toàn chính xác cùng thực lực của ngươi có quan hệ. Ở thời đại này, chỉ có ngươi đủ cường đại, mới có thể bảo vệ mình người phải bảo vệ. Đúng, người người đều là một lòng nghĩ cường đại, chỉ có ngươi bảo thủ, nghiên cứu qua đi đồ vật. Một điểm hướng lên phấn đấu tâm đều không có. Ai, sư phụ một khi Quân Quân có việc, ngươi sợ là muốn tự trách cả một đời. Tiêu Phong Kỳ Lân mấy người cũng không lưu tình chút nào nói Diệp Quân Lâm. Bọn hắn sau khi nói xong, liền đi khuyên Lý Tử Nhiễm. Chị dâu, từ giờ trở đi, chúng ta toàn thể xuất động, nhất định phải đem Quân Quân tìm trở về. Còn có Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc cường giả cũng nhao nhao ra tay. Muốn cùng đi tìm Quân Quân. Người yên tâm, còn có một tia hy vọng, Thiên Sách Phủ vẫn là phát hiện nhanh. Mọi người nói. Lúc này, Diệp Quân Lâm thanh âm vang lên. Ta cái này đi đem Quân Quân mang về. Các ngươi không cần lo lắng. Chỉ là không có ai để ý Diệp Quân Lâm. Toàn trường người, bọn hắn biết Diệp Quân Lâm là khó nhất mang về Quân Quân. Vô luận Diệp Quân Lâm khẩu hiệu kêu nhiều vang. Hắn cũng không thể đem người cứu trở về. Bằng cái gì a? Hắn mới bao nhiêu cân lượng? Liền mấy vị lão tổ tông đều mất liên lạc, hơn phân nửa ngộ hại. Hắn đi có thể làm sao? Trừ phi phải Thiên Sách Thần Soái. Hoặc là tiêu chuẩn giảm xuống một điểm, tối thiểu thần bảng trước 5. Nói những lời này, mọi người còn có thể tin một tin. Nhưng người Diệp Quân Lâm, chẳng là cái thá gì tuyển thủ, nói lời này ai mà tin. Cho nên bọn hắn căn bản không để ý tới, từ đầu đến cuối nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Phảng phất hắn là không khí đồng dạng. Tỉnh táo lại Lý Tử Nhiễm lập tức gật gật đầu, tốt, chúng ta bây giờ lập tức đi tìm. Đa tạ các ngươi thời khắc mấu chốt trợ giúp. Chị dâu yên tâm đi, chúng ta liều. Chỉ cần Quân Quân còn sống, chúng ta nhất định mang về. Chúng ta lập tức đi liên lạc cái khác giúp đỡ. Mọi người nói. Lần này, Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc các cơ cấu đều nhao nhao xuất động. Chẳng qua Thiên Sách thiếu soái đang bế quan luyện kim cương bất hoại thần công. Hắn tạm thời không có động tĩnh. Thiên Sách thần soái chỉ là phái người. Hắn cũng chưa hành động. Hắn biết Diệp Quân Lâm sẽ ra tay. Thêm hắn một người không nhiều. Vạn nhất thật sự có chuyện không giải quyết được, hắn tái xuất ngựa cũng được. Chẳng qua hắn là đem có thể phái cũng toàn bộ phái đi. Côn Luân công nghiệp chờ các thế lực lớn, hắn có thể an bài đều thu xếp đến. Đại hạ các thế lực lớn đều minh mông cuồn cuộn đi tìm người. Cái này nước ngoài đều chấn kinh xấu. Đại hạ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Hàng ngàn hàng vạn người lại thêm các tổ chức lớn cơ cấu tình báo, thậm chí càng tăng thêm nước ngoài các thế lực lớn.
tìm người lực lượng vẫn là đầy đủ. Thậm chí dư xài. Chẳng qua người người đều biết, lần này quá nguy hiểm. Quân Quân cùng nàng mấy vị sư phụ giữ nhiều lành ít. Đây chính là Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc mấy vị lão tổ tông A. Bọn hắn thực lực là vượt thời đại cấp bậc. Nhưng lần này như thường gặp được nguy hiểm. Vậy nói rõ bọn hắn gặp phải đối thủ mạnh đến nổ tung. Cho dù là bọn họ tìm được, cũng không làm nên chuyện gì. Có thể đem người cứu trở về sao? Khả năng quá nhỏ. Thậm chí đi người còn muốn dựng vào mạng nhỏ. Lý Tử Nhiễm cũng suy xét đến điểm này. Ta còn có người có thể mời. Lý Tử Nhiễm hoảng sợ nói. Đám người nhao nhao hỏi, ai? Sư phụ ta Hắc Ám Thượng Đế. Lý Tử Nhiễm đôi mắt bên trong bốc lên ánh sáng, kia là hy vọng. A, Hắc Ám Thượng Đế a, vậy nhưng thật sự là quá tốt, ta vừa mới đều không nghĩ tới. Hắc Ám Thượng Đế thế nhưng là thần bảng đệ nhất, chân chính trên ý nghĩa trần nhà, chỉ thua qua Thiên Sách Thần Soái. Nếu là hắn xuất thủ, hy vọng rất lớn. Huống chi hắn trưởng khống thánh kinh tổ chức trải rộng toàn thế giới. Cái này muốn dùng lên quả thực như cá gặp nước a. Đã như vậy, vậy chúng ta mau chóng tiến về thánh kinh tổ chức, thỉnh cầu Hắc Ám Thượng Đế trợ giúp. Chấm. Tại Lý Tử Nhiễm đám người mênh mông cuồn cuộn tiến về thánh kinh tổ chức thời điểm. Diệp Quân Lâm đã sớm đến nơi này. Hắn muốn dùng thánh kinh tổ chức tất cả thế lực đến tìm kiếm nữ nhi ở nơi nào. Dù sao toàn thế giới 1/3 thế lực, tìm ra được phải nhanh hơn càng hữu hiệu. Chủ nhân ngay tại co lại trong phạm vi nhỏ, không ra nửa giờ, nhất định có thể tìm tới tiểu công chúa biến mất vị trí. Nhìn ra được, Diệp Quân Lâm nổi điên đồng dạng. Minh Tà Thần bọn hắn không dám chút nào lãnh đạm. Dốc hết toàn lực đang tìm kiếm, không buông tha một tí vết tích. Thật là đem có thể phái đi ra người đều phái đi ra. Có thể cần dùng đến hết thảy đều dùng tới. Ừm, tốt. Hiện nay mới thôi. Diệp Quân Lâm chỉ hy vọng Quân Quân bọn hắn không có việc gì. Nhất định đừng ra sự tình a. Nhất định đừng. Diệp Quân Lâm yên lặng cầu nguyện. Hiện tại hắn so với ai khác đều muốn sốt ruột. Trong căn cứ, hắn trái phải đi qua đi lại. Giống như là kiến bò trên chảo nóng. Đúng lúc này đợi, những người khác chạy vào. Chuyện gì, vội vàng hấp tấp. Hắc Ám Thượng Đế, Lý Tử Nhiễm muốn gặp ngài. Như thế để Diệp Quân Lâm sững sờ. Để cho nàng đi vào đi. Lý Tử Nhiễm đến về sau, đã nói lên ý đồ đến. Khẩn cầu Hắc Ám Thượng Đế xuất thủ cứu Quân Quân. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười. Đây chính là con của hắn, hắn sao có thể không cứu. Bây giờ đang ở nghĩ biện pháp tìm Quân Quân đâu. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm không nói lời nào. Lý Tử Nhiễm lập tức quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu, sư phụ cầu ngài. Mau cứu con của ta đi. Thanh Long Kỳ Lân mấy người cũng khẩn cầu, Hắc Ám Thượng Đế tiền bối cầu ngài. Hiện tại ngài là một cái duy nhất có thể đem Quân Quân cứu trở về người. Đúng vậy a, Thiên Sách Thần Soái không xuất thủ. Chỉ có ngài, ngài thế nhưng là thần bảng đệ nhất. Chúng ta thỉnh cầu ngài, bất kỳ điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng ngài. Chấm. Đám người cùng nhau cúi đầu, thỉnh cầu Hắc Ám Thượng Đế ra tay. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Phía trước ta đi nói cứu người. Các ngươi không ai để ý tới ta. Hiện tại từng cái đến cầu ta ra tay. Ừm, ta sẽ ra tay. Diệp Quân Lâm nói. Chủ nhân. Đúng lúc này đợi, Minh Tà Thần nhanh chóng chạy vào. Chẳng qua nhìn thấy nhiều như vậy người tại, Minh Tà Thần vẫn là ngậm miệng. Hắn đang nhìn Diệp Quân Lâm ánh mắt, phải chăng tại nhiều như vậy người tình huống dưới nói ra. Diệp Quân Lâm lắc đầu, các ngươi rời đi trước đi. Ta sau đó sẽ ra tay cứu người. Đạt được khẳng định sau khi trả lời, Lý Tử Nhiễm bọn người rời đi. Bọn hắn cũng muốn đi tìm Quân Quân. Đám người rời đi về sau, Minh Tà Thần lập tức nói, chủ nhân, tìm được. Đây là vị trí cụ thể. Từ khi tiểu công chúa bọn hắn tiến vào nơi này về sau liền mất đi liên lạc. Cho đến nay, còn không có một chút tin tức truyền tới. Minh Tà Thần đem địa đồ lấy ra, chỉ cho Diệp Quân Lâm. Nơi này có phức tạp dãy núi. Bên trong vẫn là mảng lớn rừng rậm nguyên thủy. Vệ tinh đều không thể phát hiện bên trong tình huống thật. Đây là một khối nhân loại chưa hề chinh phục qua địa phương nguy hiểm. Cho tới nay, nơi này đều là cấm địa, bởi vì quá nguy hiểm, vô luận là quá khứ vẫn là hiện tại, đều không người nào nguyện ý đi nơi này. Hoặc là đi nói nơi này, gần như không ai còn sống trở về. Minh Tà Thần giải thích nói. Ừm,
Xem ra cũng là bởi vì là cấm địa, gian nan trọng trọng, Quân Quân mới có thể đi nơi này lịch luyện. Diệp Quân Lâm nói. Minh Tà Thần vỗ trán một cái nói, đúng, ta còn tra được một kiện chuyện thú vị. Cái địa phương này đã từng bị chư thần phòng thí nghiệm đặt tên là số 76 cấm địa. Đến nay cũng không thăm dò, đoán chừng là bên trong có cái gì để bọn hắn kiêng kỵ. Cho nên nói đây là liền chư thần phòng thí nghiệm đều không có thăm dò minh bạch địa phương. Nguy hiểm là khẳng định, hiện tại tiểu công chúa nhóm gặp phải khả năng liền chư thần phòng thí nghiệm cũng không dám thăm dò nguy hiểm. Ta hiện tại liền xuất phát. Diệp Quân Lâm nói. Chủ nhân, có cần hay không ta điều động số lớn cường giả theo cùng ngươi tiến về? Minh Tà Thần đã vừa mới từ các thế lực lớn điều khiển gần như trăm vạn cường giả. Chỉ cần Diệp Quân Lâm ra lệnh một tiếng, lập tức sáng lập đi vào. Diệp Quân Lâm lắc đầu, không cần. Nếu như địch nhân là vượt qua Quân Quân mấy vị sư phụ trình độ, người phái bao nhiêu người tiến về đều là không làm nên chuyện gì. Ngoan ngoãn chờ ta tin tức sao? Có tin tức ta sẽ thông báo cho các ngươi. Lập tức, Diệp Quân Lâm cưỡi thánh kinh tổ chức phi hành khí đi vào Quân Quân lúc trước biến mất địa phương. Nhìn xem liên miên dãy núi cùng rừng rậm nguyên thủy. Diệp Quân Lâm đâm đầu thẳng vào, rất nhanh biến mất. Minh Tà Thần bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài yên lặng chờ đợi. Sau đó không lâu, Thiên Sách Phủ cũng tìm được Quân Quân cụ thể biến mất vị trí. Lý Tử Nhiễm bọn hắn nhao nhao lại tới đây. Cùng lúc đó, Lý Tử Nhiễm vội vàng liên hệ thánh kinh tổ chức, liên hệ đến Minh Tà Thần. Minh Tà Thần, ta đã tìm tới hài tử của ta mất tích địa phương, có thể để cho sư tôn hiện tại liền xuất phát sao? Ta đem cụ thể địa chỉ nói cho ngài. Lý Tử Nhiễm vội vàng nói. Tốc độ ngươi quá chậm, chủ nhân đã sớm tìm tới địa điểm, hắn đã sớm tiến vào. Minh Tà Thần nói. A, Lý Tử Nhiễm một mặt kinh ngạc. Đoán chừng lấy chủ tốc độ của con người các ngươi căn bản đuổi không kịp. Trong lòng ngươi có thể trấn an một điểm, lấy thực lực của hắn tìm tới người, đại khái suất có thể mang về. Minh Tà Thần nói. Tạ ơn. Lý Tử Nhiễm liền phải lệ nóng doanh tròng. Nguyên lai sư phụ đối Quân Quân sự tình coi trọng như vậy. Sách cũng sớm đã tiến về rồi. Thật sự là cảm kích sư phụ. Quả nhiên đối với mình người tốt, mới có thể tại thời khắc mấu chốt mới có thể giúp ngươi một cái. Đây là mình gian nan nhất thời điểm. Sư phụ ra tay. Bây giờ loại này sinh tử không biết tình huống dưới, sư phụ của mình vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan tiến về. Phải biết Quân Quân mấy vị sư phụ đều ở bên trong mất tích. Rất có thể bên trong có siêu cấp cường giả, bọn hắn cũng không địch lại. Dù là Hắc Ám Thượng Đế tiến vào cũng là có nguy hiểm tính mạng. Nói không chừng liền phải bỏ mệnh ở bên trong. Nhưng người ta không chút do dự đáp ứng, lặng yên không một tiếng động cái thứ nhất tiến về. Đây là đem mình làm thân đồ nhi a. Thua thiệt trước đó Diệp Quân Lâm còn luôn miệng nói sư phụ đang lợi dụng mình, đem mình tôi luyện thành một cái cỗ máy giết người. Làm mọi chuyện đều là vì chính nàng. Chưa hề đem ngươi trở thành chân chính đồ đệ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta tại nhất thời điểm nguy hiểm, xông vào cái thứ nhất. Nàng hiện tại thật muốn Diệp Quân Lâm xuất hiện tại bên người nàng, muốn chỉ vào Diệp Quân Lâm lớn tiếng nói, đây chính là ngươi nói muốn lợi dụng sư phụ của ta. Là nàng tại ta nguy nan nhất thời điểm ra tay, nàng so ngươi người phụ thân này còn có tác dụng. Vì thỉnh cầu của ta, liền mệnh đều không để ý người, có thể là lợi dụng ta người. Bái sư cho đến nay, ta liền chưa từng thấy nàng có bất kỳ không tốt thời điểm. Nhưng nàng làm sao biết? Hắc Ám Thượng Đế chính là Diệp Quân Lâm a. Vì hai tử, cái thứ nhất tuyệt đối lao ra chính là phụ mẫu. Không phải người bên ngoài. Chị dâu tiếp xuống chúng ta liền cùng một chỗ tiến vào a. Kỳ Lân đề nghị. Tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị. Chậm đã, chị dâu, chuyện này là không phải phải thông báo lão đại một tiếng. Thanh Long hỏi. Đúng, chuyện này lẽ ra thông báo sư phụ một tiếng. Dù sao hắn mới là phụ thân a, muốn chuyện này không thông báo hắn, về sau ta sợ thành vấn đề a. Tiêu Phong cũng cảm thấy dạng này tương đối ổn thỏa. Mọi người tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Tử Nhiễm, đều đang đợi lấy câu trả lời của nàng. Lý Tử Nhiễm cười lạnh một tiếng, là hẳn là thông báo Quân Quân ở đây mất tích. Thế nhưng là thông báo hắn hữu dụng không? Hắn là có thể đem Quân Quân cứu ra vẫn là thế nào? Một cái thần bảng còn không thể nào vào được người có thể làm gì? Thông báo hắn tới đây, sẽ chỉ thêm phiền. Đến lúc đó chúng ta là cứu Quân Quân đâu, vẫn là cứu hắn đâu. Chấm. Lời này mới ra.
Tất cả mọi người trầm mặc. Thật là dạng này. Thông chi Diệp Quân Lâm vô dụng. Sẽ chỉ thêm phiền a. Muốn hắn làm cái gì? Tốt, vậy liền không thông báo hắn. Chúng ta đi cứu người. Chẳng qua tại đi vào trước đó, chúng ta nơi này mỗi người có thể phân phối một bộ Côn Luân công nghiệp đặc chế chiến y. Tổng cộng 200 bộ, Thiên Sách Phủ cùng Côn Luân công nghiệp rất xem trọng Quân Quân, đem vốn liếng đều lấy ra. Đạt được đặc chế chiến giáp về sau, mọi người cấp tốc mặc. Cuối cùng số lớn nhân mã cùng một chỗ tràn vào trong núi sâu. Bắt đầu tìm kiếm Quân Quân. Một bên khác, Diệp Quân Lâm đã sớm tiến vào thật lâu. Quả nhiên nơi này hung hiểm vạn phần, các loại thiên nhiên xương độc trải rộng. Không cẩn thận liền phải gặp nạn. Quân Quân ở đâu, ở đâu? Diệp Quân Lâm nóng nảy tìm kiếm lấy. Hắn ý thức toàn bộ triển khai, ngay tại thăm dò lấy năng lượng chấn động. Nhưng nơi này thực sự quá lớn. Thăm dò không đến địa phương càng nhiều. Mà lại nơi này quỷ dị, thâm thúy. Tựa như là chỗ sâu có quan hệ vực sâu khổng lồ đồng dạng. Căn bản không nhìn thấy đầu. Sốt ruột. Lòng nóng như lửa đốt. Diệp Quân Lâm phát điên một loại tìm kiếm. Một phiến lớn địa phương quét ra ngoài. Diệp Quân Lâm là không hề phát hiện thứ gì. Có chút tuyệt vọng. Đúng lúc này đợi, Diệp Quân Lâm hướng trên mặt đất xem xét, sắc mặt đại biến. Hắn có phát hiện trọng đại. Đất khô cằn. Bị siêu cường hỏa diễm đốt cháy qua đất khô cằn. Nhìn vết tích là lưu lại không bao lâu. Hơn nữa nhìn hỏa diễm vết tích, cũng là chân khí hóa thành hỏa diễm. Diệp Quân Lâm tiếp tục thâm nhập sâu. Đánh nhau vết tích. Hắn nhìn thấy. Đối với Quân Quân cùng nàng mấy vị sư phụ hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ. Thậm chí năng lượng của bọn hắn chấn động Diệp Quân Lâm tra xét. Hiện trường này tạo thành đánh nhau vết tích chính là bọn hắn. Còn có hỏa diễm vết tích, chính là Quân Quân cái nào đó sư phụ. Dùng chân khí cường đại đánh ra đến hỏa diễm. Diệp Quân Lâm nghiên cứu một lần hiện trường đánh nhau vết tích, trên cơ bản đem cuộc chiến đấu này trong đầu bắt chước được tới. Nhưng rất nhanh vấn đề xuất hiện. Địch nhân là ai? Bởi vì bắt chước khung cảnh chiến đấu, Diệp Quân Lâm phát hiện chỉ có Quân Quân bọn hắn đánh nhau, lại không đối thủ bất cứ dấu vết gì. Bọn hắn là như thế nào xuất thủ? Có cái gì tuyệt kỹ? Cái gì thuộc tính lực lượng? Chấm. Hết thảy tin tức đều là không có. Cùng Quân Quân bọn hắn trong chiến đấu, những người này phảng phất không tồn tại. Cũng không tồn tại không hợp lý a. Quân Quân bọn hắn đang đánh cái gì? Không khí sao? Không có khả năng. Kỳ quái. Diệp Quân Lâm thần sắc lập tức ngưng trọng lên, càng là quỷ dị, càng nói rõ bọn hắn gặp lớn nguy hiểm. Chẳng qua tốt một điểm là có manh mối, hắn có thể thuận tìm xuống dưới. Không được. Mình không thể quang minh chính đại tìm xuống dưới. Vạn nhất nếu là bị địch nhân để mắt tới liền phiền phức. Diệp Quân Lâm mang theo Hắc Ám Thượng Đế mặt nạ, lấy ẩn nấp thân phận, như U Linh tại Thâm Sơn Thâm Lâm bên trong ghé qua. Mặc dù nói, Lý Tử Nhiễm bọn hắn số lớn cường giả tiến vào cái này khu vực. Nhưng từng cái cùng con ruồi không đầu đồng dạng. Căn bản không có đầu mối đang tìm. Bất luận cái gì manh mối đều không tìm được, bất kỳ người nào cũng không thấy được. Cái này khiến Lý Tử Nhiễm càng ngày càng hoảng. Đem hết thảy đều ký thác vào Hắc Ám Thượng Đế trên thân. Bây giờ suy nghĩ một chút càng đúng, trường hợp này nói cho lão đại căn bản không có chút tác dụng. Tìm cái gì sao, căn bản tìm không thấy. Các ngươi tin hay không nếu là lão đại cùng theo đến, hắn hiện tại đã sớm không thấy tăm hơi. Hiện tại chúng ta còn phải tìm hắn đâu. Đúng đúng đúng, khẳng định là, lão đại là cái không đi đường thường, am hiểu đánh vỡ quy tắc người. Nếu là hắn tại, đã sớm xáo trộn mượn đi. Chấm. Mọi người đến sau này, mới biết rõ không mang Diệp Quân Lâm chỗ tốt. Chấm. Hiện tại toàn thế giới đều biết Lý Tử Nhiễm bọn hắn động tác lớn. Chẳng qua cụ thể đang làm gì. Vẫn là không ai biết. Chẳng qua cái này không thể gạt được Mã Nhã công nghiệp. Bọn hắn vẫn đang ngó chừng nơi này. Ha ha, số 76 cấm địa cũng dám đi. Quả thực là muốn chết. Mã Nhã công nghiệp là chư thần phòng thí nghiệm một đám phản đồ tạo thành. Bọn hắn đối chư thần phòng thí nghiệm phần lớn sự tình vẫn là hiểu rõ. Ví dụ như số 76 cấm địa. Chư thần phòng thí nghiệm trước đó tại toàn thế giới khắp nơi thăm dò đào móc cướp đoạt tài nguyên, toàn thế giới gần như không có chỗ không bị bọn hắn để mắt tới. Số 76 cấm địa tài nguyên tiềm lực tại toàn thế giới đều là số 1 số 2,
so đá mặt trời khủng bố rất nhiều tài nguyên nơi này đều có. Chư thần phòng thí nghiệm chắc chắn sẽ không bỏ qua, chẳng qua chư thần phòng thí nghiệm vì sao không có chinh phục nơi này. Đó là bởi vì thăm dò khai thác bắt đầu sau đó không lâu liền xảy ra chuyện, liền chư thần phòng thí nghiệm đều không thể giải quyết sự tình. Lập tức, nhằm vào số 76 cấm địa khai thác sự tình cũng liền đình chỉ. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ là bí mật bị phong tồn lên. Mã Nhã công nghiệp cao tầng giải thích nói. Muốn trách thì trách Diệp Quân Lâm hài tử cùng Thiên Sách phủ mấy vị lão tổ tông quá tự đại, cảm thấy địa phương nào đều có thể xông. Bọn hắn sai, kia là chư thần phòng thí nghiệm cũng không dám đụng địa phương. Chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi, đi vào người không có một cái sẽ sống lấy ra tới. Chấm. Diệp Quân Lâm một đường dọc theo vết tích tìm xuống dưới. Hắn phát hiện Quân Quân cùng mấy vị sư phụ đánh nhau vết tích một mực đang. Bọn hắn là một đường đánh xuống. Không tốt, cái này. Diệp Quân Lâm sắc mặt đột nhiên đại biến. Thân thể rung động run một cái. Hắn phát hiện vấn đề trọng đại. Cái này lộ tuyến. Cũng không phải là Quân Quân cùng các sư phụ một đường chém giết công kích. Bọn hắn là tại chạy trốn. Làm đánh nhau đều là vì chạy trốn. Nhưng rời đi thâm sơn thâm lâm lộ tuyến bị phong kín, bọn hắn chỉ có thể hướng phiến khu vực này chỗ sâu bỏ chạy. Phân tích minh bạch đây hết thảy sau. Cũng liền minh bạch Quân Quân bọn hắn thoát đi lộ tuyến. Chỉ cần án lấy cái này vết tích, hướng chỗ sâu đi là được. Nhưng đến nay nghi hoặc là xuất thủ người nào. Dấu vết của bọn hắn không tồn tại. Nhưng chỉ cần ra tay, vết tích làm sao có thể không tồn tại. Mà lại cũng không giống là bị tiêu hủy đồng dạng. Lập tức, Diệp Quân Lâm tăng tốc độ, hướng chỗ sâu hối hả phóng đi. Đi qua một đoạn sau. Tại một phiến khu vực, Diệp Quân Lâm cảm nhận được một cỗ chí cường khí tức. Cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Khả năng tối thiểu phải là Thiên Sách thần soái cấp bậc này. Chỉ là lưu lại mấy đạo khí tức liền mạnh đến để người rung động. Đủ để chứng minh, Quân Quân bọn hắn gặp cái dạng gì cường giả. Phiến khu vực này Diệp Quân Lâm nhìn thấy vết máu. Hiển nhiên là có người thụ thương. Có phải là Quân Quân? Diệp Quân Lâm sốt ruột. Dưới chân tốc độ càng nhanh. Chẳng qua hắn còn tại phân tích. Trước đó không có bất kỳ cái gì vết tích. Nhưng lần này rõ ràng có chí cường khí tức lưu lại. Hơn nữa nhìn bộ dáng bọn hắn là tại vây kín, đang đuổi lấy Diệp Quân Lâm bọn hắn hướng chỗ sâu đi. Khả năng không thể một lần tính ứng phó. Bởi vậy muốn vây quanh. Dù sao Quân Quân mấy vị sư phụ không phải ăn chay. Bọn hắn khả năng so Thiên Sách thần soái hơi yếu một chút, nhưng chẳng yếu đi đâu. Nhất là bọn hắn có mấy vị. Diệp Quân Lâm ra tốc truy kích. Vẫn là có dấu vết. Diệp Quân Lâm vẫn là tại rừng cây ở giữa tìm được vết tích. Chỉ có điều tốc độ nhanh chóng, khiến người lạnh mình. Chấm. Đằng sau Lý Tử Nhiễm bọn hắn số lớn cường giả, mấy vạn người đã nhưng xâm nhập nội địa. Bọn hắn không hề rời đi quá xa, trên cơ bản tụ tập cùng một chỗ, tiến hành truy quét. Oanh! Ngay tại lúc này, đập vào mặt đáng sợ vô hình khí lưu oanh kích. Đem nơi này san thành bình địa. Đối chính diện đi tới Lý Tử Nhiễm bọn hắn tiến hành không khác biệt công kích. Phốc! 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 Chấm! Rất nhiều người căn bản không có chống đỡ, thân thể trực tiếp nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe, hài cốt không còn. Phốc! Chấm! Hơi mạnh một điểm cũng đều bị trọng thương. Cũng chính là Lý Tử Nhiễm bọn hắn sớm xuyên đặc chế chiến y, mới miễn đi thụ thương. Không phải bọn hắn cũng gặp nguy hiểm. Vẻn vẹn cái này một đợt khí lưu, liền để lục soát đại quân tổn thương một nửa người. Kinh sợ. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Nơi này đến cùng có cái gì? Chỉ là đợt phong ba này liền trọng thương một nửa người. Nếu là tiếp tục, sợ là chút người này toàn bộ phải chết ở chỗ này. Sợ. Tất cả mọi người sợ. Mấu chốt là liền này khí lưu từ chỗ nào đến cũng không biết. Thật đáng sợ. Không phải Quân Quân cùng các sư phụ cũng sẽ không biến mất. Lần này tất cả mọi người dừng lại không đi. Không có người nghĩ không công chịu chết. Nhất là không biết sợ hãi quá dọa người. Cảnh cáo, đây là tại cảnh cáo chúng ta không muốn đi vào. Tất cả mọi người trước tỉnh táo lại. Thiên Sách phủ thần tướng hô lớn. Ta đi vào là được. Mọi người chớ cùng, miễn cho làm hy sinh vô vị. Lý Tử Nhiễm từ một phương hướng khác lặng lẽ sờ đi vào. Thanh Long bọn hắn liếc nhau về sau, cũng từng cái nhao nhao tiến vào. Bọn hắn đều đánh bạc đến.
muốn chết chết cùng một chỗ. Diệp Quân Lâm tiếp tục thâm nhập sâu. Tại thời gian cực ngắn hắn đã đi tới khu vực này chỗ sâu. Trong lúc đó, bởi vì hắn có thể ẩn tàng tránh né, cùng nhau đi tới, bất kỳ cái gì nguy hiểm đều không có gặp được. Đi vào chỗ sâu về sau, Diệp Quân Lâm lần nữa cảm thụ năng lượng chấn động. Cảm thụ, đến, cảm nhận được, Quân Quân cùng nàng mấy vị sư phụ năng lượng chấn động. Diệp Quân Lâm cảm nhận được, còn biết cụ thể phương vị. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn là cái gì khi dễ nữ nhi của ta. Muốn chết, Diệp Quân Lâm lập tức phóng đi. Tuyệt vọng, đối Quân Quân cùng mấy vị sư phụ đến nói là thật tuyệt vọng. Bọn hắn gặp phải đối thủ quá cường đại. Miễn dịch hết thảy công kích, lại có tốc độ như tia chớp cùng không thể địch nổi lực lượng. Nếu không phải mấy vị sư phụ siêu cấp cường đại, sử xuất tất cả vốn liếng, càng là ỷ vào riêng phần mình thần khí mật pháp cường đại, gắt gao chống đỡ, mới đến 2 ngày 1 đêm thời gian. Chẳng qua bây giờ mấy vị sư phụ dầu hết đèn tắt. Mỗi một người đều bản thân bị trọng thương, gần như thoi thóp. Tựa như thiêu đốt hầu như không còn ngọn nến đồng dạng. Hoặc là dầu hết đèn tắt, hoặc là gió thổi qua liền diệt. Bọn hắn tuyệt vọng. Cái này, đây tuyệt đối là chúng ta gặp được đối thủ mạnh mẽ nhất. So đại hạ những cái kia thâm tàng cổ tộc còn cường đại hơn. Bọn hắn đến cùng là chủng tộc gì a? Căn bản đánh không lại. Đời ta cái dạng gì cường giả chưa thấy qua. Khó chơi như vậy địch nhân còn là lần đầu tiên. Bại, thật bại, đánh không lại, thật đánh không lại. Chấm. Mấy vị lão tổ tông tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn sử xuất tất cả vốn liếng, đem nên cầm toàn bộ đều lấy ra. Chẳng những không đả thương được đối thủ mảy may, thậm chí liên đột phá đều đột phá không được. Đáng tiếc là Quân Quân a, chúng ta chết không sao, nhưng Quân Quân chết rồi. Ai? Đều tại ta, nhất định để Quân Quân tới đây lịch luyện, không phải cũng sẽ không xảy ra sự tình. Ngươi không cần tự trách a, ai có thể dự liệu được nơi này có như thế tồn tại cường đại. Còn nữa nói lịch luyện không chính là như vậy sao? Sinh tử tại trời. Chấm. Mấy vị lão tổ tông tại tự trách. Quân Quân lập tức an ủi, không có chuyện gì. Mấy vị sư phụ, Quân Quân không sợ, Quân Quân muốn cùng bọn hắn huyết chiến đến cùng. Đến, bọn hắn đến. Mấy vị lão tổ tông đã tuyệt vọng. Rất nhanh, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn còn như thiên thần một loại trôi nổi ở giữa không trung. Người xuyên màu vàng thần thánh chiến giáp. Đỉnh đầu màu vàng mũ giáp, uy nghiêm như thiên thần. Trên người bọn hắn hoàn toàn chính xác có loại thần linh cảm giác áp bách. Phảng phất bọn hắn áp đảo nhân loại phía trên. Lại có trên trăm đạo thân ảnh tại 4 phía mặt đất xuất hiện. Đem Quân Quân mấy người hoàn toàn bao vây lại. Quỷ dị chính là bọn hắn xuất hiện phương thức. Đột nhiên trống rỗng xuất hiện, tựa như là người tàng hình đồng dạng, bỗng nhiên bày biện ra bản thể tới. Mỗi người xuất hiện phương thức đều là như thế. Trống rỗng xuất hiện, giống như là hoàng kim chất lỏng nở ra tới đồng dạng. Đây có lẽ là Diệp Quân Lâm trước đó tìm kiếm đánh nhau vết tích lại cha không được mảy may nguyên nhân. Bọn hắn khả năng đều là ẩn hình thân thể, căn bản không nhìn thấy bọn hắn xuất thủ vết tích hoặc là phương vị những thứ này. Oanh! Bọn hắn đi vào về sau, một cỗ khí tức cường đại che ngập bầu trời đè xuống. Muốn đem người xé rách nghiền ép thành thịt nát đồng dạng. Các ngươi là ít có thể chạy trốn đến đây nhân loại. Một người cầm đầu, hoàng kim chiến giáp đằng sau vậy mà khoảng chừng 10 đạo kim loại cánh. Dường như thiên sứ. Mà lại cái này kim loại tài nguyên có thể là cái này khu vực đặc sản, ngoại giới không có được. Bên ngoài thân chảy xuôi màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng. Kia là đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa ẩn chứa trong đó. Trách không được chư thần phòng thí nghiệm muốn chỗ này tài nguyên. Chỉ là cái này kim loại hiện tại ném tới ngoại giới đi, liền sẽ dẫn phát tranh đoạt a. Đáng sợ uy áp một tầng lại một tầng đè xuống. Các lão tổ tông run sợ. Quân Quân đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mấy vị lão tổ tông khẩn cầu, chúng ta có một thỉnh cầu, bỏ qua đồ đệ của chúng ta chết không quan trọng. Lão tổ tông mấy người nghĩ lấy mệnh đổi lấy Quân Quân sinh tồn. Không được. Phàm là kẻ xông vào, nhìn thấy chúng ta nhân loại đều phải chết. Xâm nhập chúng ta thần lĩnh vực, còn muốn còn sống ra ngoài. Buồn cười đến cực điểm. Đám người kia càng là tự xưng thần. Nặng nề uy áp càng là một mạch đánh úp về phía Quân Quân. Tới đi, ta không sợ các ngươi. Quân Quân cũng toàn lực thi triển thực lực. Đem trước mắt những cái này dị loại đều hù đến.
Bọn hắn không cách nào tưởng tượng đứa bé loài người có như vậy lực lượng. Chẳng qua kinh ngạc thì kinh ngạc. Bọn hắn động thủ, lại không lưu tình một chút nào. Quân Quân mặc dù liều mạng, nhưng công kích của nàng đối với mấy cái này dị loại căn bản vô dụng. Rất nhanh Quân Quân bị đánh bay ra ngoài. Mất đi sức chiến đấu. Bọn này tự xưng thần đám gia hỏa, dường như có thể điều khiển hết thảy. Tại bọn hắn đặc thù điều khiển dưới. Phảng phất vạn vật đều tại trưởng khống. Quân Quân cùng mấy vị lão tổ tông bị định trụ, tay chân căn bản là không có cách động đậy. Giống như là bị vô hình xiềng xích khống chế. Ta trước hết giết nàng, lại giết các ngươi. Một người tay cầm hoàng kim cung nỏ, trường tiễn cũng là đặc thù kim loại chế thành, bên ngoài thân vậy mà bốc lên u lam liệt diễm. Nhìn xem một tiễn phóng tới. Mấy vị lão tổ tông đều tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn không động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Quân Quân bị bắn giết, đi tại trước mặt bọn họ. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, đả kích mới là lớn nhất, nhất tuyệt vọng thời khắc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Siêu. Một tiễn phá không mà đến, vượt qua tốc độ âm thanh, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tốc độ. Quân Quân cảm nhận được khí tức tử vong, nàng vô ý thức nhắm mắt lại. Nàng cũng không yêu cầu xa vời ba ba mụ mụ tới cứu. Bởi vì không có khả năng. Oanh. Nàng đã cảm nhận được mũi tên liệt diễm nhiệt độ. Tựa như muốn đem nàng đốt cháy hầu như không còn. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại Quân Quân trước mặt, một tay lấy thiêu đốt lên liệt diễm mũi tên bắt lấy. Cái gì? Trước mắt bọn này tự xưng thần đám gia hỏa đều mắt trợn tròn. Từng cái tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Đều ngoác mồm kinh ngạc. Cái này sao có thể? Hắn làm sao lại nắm lấy tiễn đâu? Không có khả năng sự tình. Trên thân mũi tên thiêu đốt thế nhưng là thần diễm. Tại nơi này chọn lựa dùng không tắt hỏa diễm. Ngọn lửa này, vô luận cái gì vật thể đều có thể đốt thấu. Đừng nói là bọn hắn trong miệng nhân loại, chính là bọn hắn cũng không dám trực tiếp tiếp xúc. Thời gian dài như vậy đến nay, xâm nhập bọn hắn cấm địa cường giả, đều là siêu cấp cường đại, lại không ai có thể ngăn cản được cái này hỏa diễm. Hiện tại nằm trên mặt đất mấy vị lão tổ tông trên thân có không ít đốt bị thương vết tích. Chính là bị loại này thần diễm bỏng. Không có bất kỳ cái gì vật thể hoặc là sinh vật có thể ngăn cản ngọn lửa này. Chính bọn hắn đều không được. Nhưng hôm nay trước mắt đột nhiên nhân loại xuất hiện, vậy mà tay không nắm lấy bốc lên thần diễm trường tiễn. Không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không nghĩ ra. Dựa theo dự đoán của bọn hắn, cánh tay của người này thậm chí toàn bộ thân thể sẽ bị thần diễm đốt cháy. Nhưng kết quả ngoài dự liệu. Không có việc gì. Hắn một chút sự tình đều không có. 3. Hắn dùng tay bóp, thần diễm diệt. Trường tiễn càng là sụp đổ ra. Mấy vị lão tổ tông cùng Quân Quân nhìn trước mắt thân ảnh cao lớn, đều chấn kinh xấu. Bọn hắn vừa mừng vừa sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới dưới loại tình huống này, còn có người tới cứu. Tự xưng thần đám gia hỏa, đều tại cảnh giác kiêng kỵ nhìn xem Diệp Quân Lâm. Vừa mới Diệp Quân Lâm chiêu này, liền kinh đến bọn hắn. Chí ít Diệp Quân Lâm so nằm những người kia mạnh hơn. Bọn hắn đang đánh giá Diệp Quân Lâm, Diệp Quân Lâm cũng đang đánh giá bọn hắn. Quả nhiên khác biệt. Trên người bọn họ mặc, thậm chí thân thể cấu tạo, tạo thành bộ phận đều cùng ngoại giới nhân loại khác nhau rất lớn. Thậm chí nói hoàn toàn không giống. Thân thể bọn họ bên trong chứa đựng đáng sợ đến cực hạn lực lượng. Để bọn hắn có được lực lượng cường đại cùng miễn dịch phòng ngự. Thể chất của bọn hắn tựa hồ là không cách nào đánh vỡ, bất tử bất diệt. Bởi vì Diệp Quân Lâm có thể phát giác được, bọn hắn có thể vô hạn chữa trị. Loại này đặc thù lực lượng đến từ huyết mạch của bọn hắn, là tiên thiên, không phải hậu thiên. Truyền thừa đến từ đám bọn hắn tổ tông. Tự xưng thần cũng không quá đáng. So với nhân loại cường đại hơn nhiều một chủng tộc. Bọn hắn vốn có tài nguyên cũng càng cường đại hơn. Tóm lại, quá mạnh. Hoàn toàn áp đảo phàm nhân một cái vĩ độ. Bọn hắn đoán chừng có thể làm ra một chút khó mà tin nổi sự tình, đối với con người mà nói chính là thần. Nhìn xem bọn hắn Diệp Quân Lâm, cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Đúng, nghĩ đến. Hủy diệt giả. Chư thần phòng thí nghiệm tạo thần kế hoạch duy nhất người thành công, hủy diệt giả. Diệp Quân Lâm dám 100% khẳng định, hủy diệt giả nguyên hình tuyệt đối đến từ nơi này. Chư thần phòng thí nghiệm tạo thần kế hoạch, chính là muốn chế tạo ra những tồn tại này. Chẳng qua trước mắt những người này,
cũng không phải hủy diệt giả có thể so sánh. Dù sao kia là cái vật thí nghiệm, vẫn là vài thập niên trước tạo thần kế hoạch. Vậy nói rõ chư thần phòng thí nghiệm lúc đầu liền cùng cái chủng tộc này tiếp xúc qua. Số 76 cấm địa, Minh Tà Thần nói qua là chư thần phòng thí nghiệm cũng không dám thăm dò. Vậy nói rõ bọn hắn gặp, đoán chừng ăn không ít thua thiệt, biết cái chủng tộc này tồn tại. Bởi vậy nhận dẫn dắt, muốn rèn đúc ra cái chủng tộc này đồng dạng tồn tại. Bởi vậy, mới có tạo thần kế hoạch. Căn cứ Minh Tà Thần cho thời gian, thăm dò số 76 cấm địa cũng là tại vài thập niên trước. Thời gian hoàn toàn đối bên trên. Cho nên tạo thần kế hoạch, chính là đem nhân loại chế tạo thành cái chủng tộc này. Chẳng qua đoán chừng tiêu hao tài nguyên tài chính quá to lớn. Kế hoạch này nhưng rất khó thành công. Bởi vậy hủy diệt giả mới là duy nhất thành công. Chẳng qua hủy diệt giả kém quá xa. Diệp Quân Lâm liền tùy tiện như vậy cảm thụ một chút. Ở đây yếu nhất gia hỏa cũng so hủy diệt giả mạnh lên mấy trăm lần. Nhất là những chiến giáp kia đằng sau có cánh gia hỏa, càng mạnh. Cánh càng nhiều, thực lực càng mạnh. Nhất là 10 đạo cánh vị nào càng là mạnh đến khiến người giận sôi tình trạng. Nếu là đem thiên sách thần soái ném tới nơi này, thật nhiều không đáng chú ý. Dựa theo thuần thực lực đến nói, nơi này tùy tiện ra ngoài một vị, đều sẽ để thần bảng run rẩy. Bọn hắn tự xưng là thần cũng không quá đáng. Chính là như thần tồn tại. Nhân loại ngươi dám can đảm xâm nhập thần lĩnh vực, muốn chết. 10 đạo cánh thần âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra lại là một tôn nhân loại cường giả. Thú vị, chúng ta lại muốn săn giết sao? Cái khác thần cười nói. Mấy vị lão tổ tông nhắc nhở, tiên sinh, bọn hắn không phải cái gì thần. Chính là một chủng tộc mạnh mẽ. Chẳng qua cái chủng tộc này cường đại đến xác thực quá phận. Bọn hắn có thể miễn dịch hết thảy công kích, tốc độ chữa trị kinh người. Tiến công đáng sợ, tốc độ đáng sợ. Mấy vị lão tổ tông sợ Diệp Quân Lâm ăn thiệt thòi, ở bên cạnh nhắc nhở. Hừ, nhân loại, cùng các ngươi so ra, chúng ta không phải thần là cái gì. Chỉ là chúng ta không thể rời đi nơi này. Không phải thế giới này sớm là chúng ta. Bọn này thần nhóm kêu gào. Lão tổ tông bọn hắn lập tức cúi đầu. Điểm này bọn hắn thừa nhận. Đám người kia một khi ra ngoài, nhân loại đem gặp nạn. Không có việc gì. Chúng ta lại không có thực tế mâu thuẫn, dù sao xâm nhập người ta lãnh địa, nói lời xin lỗi đi là được. Diệp Quân Lâm cười cười. Muốn đi, không có khả năng, am hiểu người giết không tha. Thần nhóm nói. Diệp Quân Lâm cười cười, xem ra, trực tiếp đi không dễ dàng như vậy. Vậy liền đem các ngươi đều giết sạch đi. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Quân Lâm lời này mới ra. Ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Bao quát Quân Quân cùng mấy vị lão tổ tông, đều mắt trợn tròn. Giết sạch trước mắt những cái này thần, cái này sao có thể? Mấy vị lão tổ tông cùng bọn hắn từng cái giao thủ qua. Dù là chính là thiên sách phủ tồn tại cường đại nhất, thiên sách thần soái loại hình, cũng không thể nào làm được giết chết một trong số đó. Chớ nói chi là giết sạch. Chuyện không thể nào. Hắn đánh giá thấp những người này. Thần nhóm sau khi nghe được, đều cười. Từ không có nhân loại cùng bọn hắn dạng này kêu gào qua. Dù là cổ kim trong lịch sử cường đại nhất nhân loại, đối bọn hắn đến nói chỉ có điều sâu kiến thôi. Muốn làm sao giết liền giết thế nào? Nói thật, nhân loại, người có chút bản lĩnh, vậy mà đón đỡ thần diễm bất tử. Nhưng ngươi đừng nói giết chết chúng ta, chính là đánh vỡ trên người chúng ta chiến giáp cũng không thể. Đây là nơi này cường đại nhất kim loại, ẩn chứa thần lực kim loại, không có khả năng bị đánh vỡ. Chớ nói chi là giết chúng ta. Bọn hắn cười lạnh nói. Thật sao, trong mắt của ta chính là đồng nát sắt vụn thôi. Diệp Quân Lâm vui. Thật là cuồng vọng, người thú vị loại, ta cái này thần đều có hứng thú. Một lục đạo cánh thần vui. Đúng a, rất lâu chưa thấy qua cường đại như vậy người thú vị loại. Khô khan sinh hoạt cuối cùng là có chút niềm vui thú. Làm sao bây giờ, vẫn là tiếp tục đem nhân loại làm con mồi săn giết sao? Cái này giống như càng cường đại, có thể chống đỡ càng lâu a. Tới đi, ta cũng dạng này cảm thấy. Cái này nhân loại càng cường đại, săn giết lên khẳng định càng thú vị. Chấm. Bọn này thần nhóm bắt đầu nghiên cứu thảo luận như thế nào giết chết Diệp Quân Lâm. Lại muốn làm con mồi đồng dạng đến săn giết. Nguyên lai những cái này thần đều không thể rời đi nơi này. Mặc dù không biết nguyên nhân gì. Bởi vậy bọn hắn là khô khan.
thật vất vả đến Quân Quân cùng mấy vị sư phụ. Bọn hắn nhất thời hưng khởi, mới coi như bọn họ là con mồi đồng dạng đến săn giết. Cũng không muốn lấy trực tiếp giết chết, mà là một chút xíu tới chơi đùa nghịch, đến để Quân Quân bọn hắn sụp đổ, đến để bọn hắn giãy giụa, làm chó cùng rứt dậu. Không phải Quân Quân cùng mấy vị lão tổ tông tuyệt đối sẽ không chống nổi hai ngày một đêm. Nếu như bọn hắn thật muốn hạ sát thủ, khả năng mấy giờ đều nhịn không được. Tại bọn hắn chơi chán về sau, liền phải đem Quân Quân mấy người giết chết. Hiện tại Diệp Quân Lâm đến, bọn hắn muốn đem Diệp Quân Lâm coi như con mồi đến săn giết. Diệp Quân Lâm nhìn xem bọn hắn đều vui. Trên thân những chiến giáp này xác thực so ngoại giới mạnh. Cũng không nhất định có kim cương bất hoại thần công cường đại đâu. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi, cuộc đi săn bắt đầu, ai cũng không thể một lần tính đem hắn giết a. Đang lúc những cái này thần muốn lúc bắt đầu. Có một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Lại có nhân loại tiến vào lãnh địa của chúng ta. Hắn là đến báo cáo tình huống. Cường đại sao? 10 đạo cánh thần hỏi. Yếu, đặc biệt yếu, một bầy kiến hôi. 10 đạo cánh thần quét đám người một cái nói, các ngươi ai đi giải quyết? Trầm mặc. Tất cả thần đều trầm mặc. Vậy mà không có một cái thần muốn đi giải quyết đám người này. Chủ yếu là bọn hắn quá yếu, căn bản không có khiêu chiến hứng thú có thể nói. Hiện tại lại xuất hiện một cái Diệp Quân Lâm như thế nhân loại mạnh mẽ, cung cấp bọn hắn săn giết chơi đùa. Người người đều nghĩ tham dự, mới sẽ không đi đối phó vài món thức ăn chó. Bởi vậy đều không ai đi. Nếu để cho Lý Tử Nhiễm bọn hắn biết câu nói này, đoán chừng muốn sụp đổ. Bọn hắn thế nhưng là thần bảng trước 100 cường giả, từng cái cường đại muốn chết, ở bên ngoài muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nhưng ở nơi này, yếu cùng sâu kiến đồng dạng. Vậy mà không người nào nguyện ý đi giết bọn hắn. Liền xuất thủ tư cách đều không có. Đây chính là chênh lệch đẳng cấp. Một cái trên trời, một cái dưới đất. Dưới mặt đất bò sát lợi hại hơn nữa, trên trời thần long căn bản không hứng thú đi giết ngươi. Kia hai bước đường đều không muốn đi. Nghe đến đó, Diệp Quân Lâm kỳ thật trong lòng căng thẳng. Biết là Lý Tử Nhiễm bọn hắn. 10 đạo cánh thần nhìn thấy không ai trả lời, hắn không chỉ có nói, được rồi, trước săn giết hắn. Cuối cùng lại xử lý những cái kia dâu ria nhân loại đi. Tốt, nghe nói như thế, cái khác thần đều lộ ra cuồng hỉ tới. Bọn hắn thực sự không nguyện ý đi thu thập mấy cái sâu kiến a. Nơi nào có Diệp Quân Lâm đến có hứng thú. Nhân loại, chúng ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể mang theo bọn hắn chạy trước nửa ngày, chúng ta lại truy đuổi ngươi. Chúng thần đối Diệp Quân Lâm hứng thú 10 phần. Vậy mà trước hết để cho hắn chạy trốn ra ngoài nửa ngày. Nửa ngày thời gian các ngươi cũng dám, không sợ ta trực tiếp mang theo bọn hắn chạy trốn. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Ha ha, không có khả năng, đây là thần lĩnh vực, tại chúng ta trong khống chế. Ngươi không có khả năng chạy trốn. Diệp Quân Lâm vui, vừa vặn, ta không yêu chạy trốn. Trực tiếp giải quyết các ngươi, lại nghênh ngang đi thôi. Cuồng vọng, ngươi đang tìm cái chết. Chúng thần đều giận. Ngay tại lúc này, Diệp Quân Lâm để mắt tới bắn giết Quân Quân cái kia thần. Oanh! Hắn đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, một quyền đánh xuống. Thần chiến giáp sụp đổ, thân thể càng là nổ tung. Một màn này phát sinh ở tất cả thần trước mắt. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần giáp, đây chính là cái này khu vực nhất không thể phá vỡ kim loại chế tạo thành. Loại kim loại này bản thân liền ẩn chứa có đáng sợ năng lượng, hủy thiên diệt địa. Bị bọn hắn gọi thần lực ở trong đó. Ở quá khứ trong lịch sử, nhân loại là không thể nào đánh vỡ. Mạnh nhất cũng không được. Thậm chí vài thập niên trước có chư thần phòng thí nghiệm nhìn chúng cái này tài nguyên, muốn khai thác cướp đoạt, kết quả bị bọn hắn giết trở về. Đây là bọn hắn thần tài phối xuyên chiến giáp. Thần chiến giáp, nhân loại có thể đánh phá sao? Không thể. Một vạn cái không có khả năng. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Vậy mà thật sự có nhân loại, một quyền nổ tung cái này không thể địch nổi chiến giáp. Chiến giáp vỡ nát một khắc này, mọi người tâm cũng phải nát. Nguyên lai nó cũng không phải là không thể phá vỡ. Gặp được chí cường lực lượng vẫn là sẽ sụp đổ. Còn có chính là thân thể của hắn làm sao cũng đi theo sụp đổ rồi. Bọn hắn tự xưng thần. Có được thần thể chất. Chính là bất tử bất diệt. Vô luận gặp phải cái dạng gì công kích bọn hắn đều là miễn dịch. Mà lại thể chất của bọn hắn có được không cách nào tưởng tượng chữa trị năng lực, có thể tại trong thời gian ngắn nhất khôi phục,
vô luận gặp phải cái dạng gì thương tích. Dạng này nghe rất đáng sợ. Nhưng cái này quả thật là người ta thiên phú. Căn bản là không cách nào đánh vỡ, không cách nào diệt đi. Bởi vậy bọn hắn tự xưng thần, là có đạo lý. Nhưng những cái này tại Diệp Quân Lâm dưới nắm tay, đều vô dụng. Từng cái không đánh tan được lại tại Diệp Quân Lâm một quyền dưới, vỡ nát tan tành. Chiến giáp sụp đổ, ngay sau đó thần thể chất nổ tung. Mà lại đáng sợ nghịch thiên chữa trị tuyệt không xuất hiện. Mà là trực tiếp sụp đổ, gương vỡ lại lành, tản mát thành vô số mảnh vỡ. Thân thể bọn họ bên trong máu tươi là lệch màu vàng. Hết rồi. Tôn này thần tại chỗ hết rồi. Hắn nhưng là kém chút bắn giết Quân Quân người, Diệp Quân Lâm không có khả năng để hắn còn sống. Cái thứ nhất liền lấy hắn khai đao. Ha ha. Thần. Không gì hơn cái này. Diệp Quân Lâm hừ lạnh. Không chính là mẹ hắn cường đại một chút sao? Xưng cái gì thần đâu? Các ngươi là thần, kia lão tử tính là gì? Thần thượng thần. Trên bản chất các ngươi cũng là người A, chỉ có điều chủng tộc cường đại một điểm. Vừa ra đời liền có được khó mà tin nổi lực lượng cùng siêu năng lực. Trang cái gì lão sói vẫy đuôi đâu? Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, yên lặng như tờ. Phảng phất liền thâm lâm trung tiểu côn trùng bò thanh âm đều có thể nghe được. Mắt trợn tròn. Người ở chỗ này cùng thần đều mắt trợn tròn. Quân Quân cùng mấy vị sư phụ trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Bọn hắn trải qua hai ngày một đêm tranh đấu, không có người so với bọn hắn biết, bọn này thần mạnh bao nhiêu. Quân Quân cùng các sư phụ cũng trải qua mã nhã công nghiệp biến chủng người chết sống lại. Đó cũng là giết không chết. Nhưng cùng trước mắt thần so ra, hoàn toàn chính là đệ đệ. Căn bản không phải một cái lượng cấp. Liền cùng trời đồng dạng, là không cách nào đánh vỡ. Đây là nhân loại đỉnh đầu trời, người căn bản là không có cách chinh phục cảm giác. Nhưng bây giờ bỗng nhiên xuất hiện cao thủ, vậy mà một quyền đem một tôn thần đánh nổ. Cái này mang cho bọn hắn rung động quá lớn. Đến mức tất cả mọi người ngốc trệ. Đầu óc trống rỗng, liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Càng rung động là trước mắt những cái này thần nhóm. Không chỉ là đồng bào chết rồi. Càng là đối với bọn hắn nhận biết, đối bọn hắn thế giới quan trầm trọng đả kích. Tương đương với nói cho bọn hắn một mực phụng như chân lý đổ vật là sai. Tựa như nói cho mọi người địa cầu không phải tròn, nó là bình. Phá vỡ người chỗ nhận biết hết thảy. Không thể nào tiếp thu được. Chênh lệch quá lớn. Thật không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn thần thân thể làm sao có thể bị đánh vỡ đâu. Không thể chết. Tuyệt đối sẽ không. Mỗi một cái thần trên mặt đều là rung động thần sắc khó mà tin nổi. Bởi vì Diệp Quân Lâm mang cho mọi người quá rung động. Diệp Quân Lâm nhìn thấy đám người kia sửng sốt, hắn âm thanh lạnh lùng nói, vị kế tiếp là ai? Phách lối lời nói nổ vang tại chúng thần bên tai. Bọn hắn còn đang chờ đợi trên đất mảnh vỡ phục hồi như cũ, rất nhanh vị nào liền sẽ một lần nữa tạo nên thân thể. Thế nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua, kỳ tích vẫn không có sinh ra. Ngược lại là lệch dòng máu màu vàng óng ngay tại cấp tốc khô cạn. Cái chủng tộc này huyết dịch một khi rót vào đại địa, sẽ thành tốt nhất chất dinh dưỡng, làm dịu đại địa. Huyết dịch tung xuống địa phương, thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng. Thấy cảnh này, bọn này thần nhóm muốn tuyệt vọng. Ý vị này đồng bạn sẽ không lại trở về. Hắn thật chết. Lúc này Diệp Quân Lâm phách lối lời nói vang lên, chọc giận tất cả thần. Ngươi đang tìm cái chết. Ngươi tại xúc phạm thần uy nghiêm. Chấm. Bọn hắn đều giận. Hướng về phía Diệp Quân Lâm gào thét lớn. Diệp Quân Lâm trong mắt bọn hắn phảng phất một bộ tử thi. Giết hắn, trực tiếp giết hắn, ta không nghĩ chơi săn giết trò chơi. Giết. Thật giận. Từng cái không nghĩ Diệp Quân Lâm sống lâu một giây đồng hồ. Mấy tôn thần lập tức thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Ha ha. Diệp Quân Lâm khóe miệng xẹt qua một vòng khát máu độ cong. Đột nhiên xuất kích. Hắn đi sau, lại so cái này mấy tôn thần càng nhanh. Oanh! Hắn một quyền đem một thần đầu, liền kim loại mũ giáp mang đầu đánh nát. Thân thể còn tại ngọ nguậy, chỉ là đầu đã sớm sụp đổ. T. Mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cần là dạng gì lực lượng? Đối phó bọn này dị loại, phức tạp mánh khóe thần công căn bản vô dụng, liền phải thuần túy nhất lực lượng. Quân Quân mấy vị sư phụ dần dần minh bạch đạo lý này. Chấm. Oanh. Không chờ hắn người làm phản ứng gì,
Diệp Quân Lâm một chân đem một thần chiến giáp từ ngực oanh mở, đồng thời thân thể ngực xuất hiện một cái bóng rổ lớn nhỏ huyết động tới. Tôn thần này ngã trên mặt đất, đau đến chết đi sống lại, máu của hắn chính đang trôi qua nhanh chóng. Đáng sợ nhất chính là hắn phát hiện thân thể vậy mà không cách nào tự hành chữa trị. Vô luận hắn sử dụng bất kỳ phương pháp nào, thân thể cũng không thể chữa trị. Muốn trước kia, cái này huyết động không ra 10 giây đồng hồ liền có thể phục hồi như cũ. Không, cái này là không thể nào. Hắn điên cuồng hô to. Thậm chí cảm nhận được huyết động bên trong lộ ra một cỗ nóng rực khí diễm, ngay tại trên phạm vi lớn xé nát thân thể của hắn. Loại kia chưa hề thể nghiệm qua cảm giác đau đớn đột kích, sống sờ sờ đem hắn đau chết. Chấm. Sau đó lại có mấy tôn thần bị Diệp Quân Lâm cường thế oanh sát. Chẳng qua trong chủng tộc này thực lực vẫn là ở vào hơi thấp trình độ. Bởi vì phía sau chỉ có hai đạo kim loại cánh, cùng Diệp Quân Lâm phía trước giết chết tôn kia như thần. Đều là thực lực tương đối thấp. Ta đến. Lại là một thân ảnh lóe ra. Không đủ lần này trên người hắn khoảng chừng 4 đạo kim loại cánh. Thực lực so vừa rồi đám gia hỏa mạnh hơn không ít. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ so vừa rồi mạnh rất nhiều. Oanh! Nhưng Diệp Quân Lâm tốc độ càng nhanh, ầm vang một quyền nện ở cái này thần trên thân. Ầm! Lần này phát ra ngột ngạt một tiếng. Nhưng kết quả để toàn trường kinh ngạc. 4 đạo kim loại cánh thần hắn vậy mà căn bản không có việc gì. Không chỉ có như thế. Liền trên người hắn chiến giáp đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Căn bản không có việc gì. Nhìn thấy một màn này, 4 đạo cánh thần hô lớn, ngươi là ta gặp qua cường đại nhất nhân loại. Nhưng ở thần trước mặt, ngươi vẫn là còn thiếu rất nhiều. Ngươi chỉ có thể xử lý bọn hắn, gặp được ta cấp bậc này, một con đường chết. Công kích của ngươi đối ta căn bản vô dụng, nhìn xem, liền ta chiến giáp đều không phá hết. Không chỉ là hắn hưng phấn, còn lại thần đều hưng phấn. Mặc dù rất cường đại, nhưng cùng bọn hắn không phải một cái cấp bậc. 4 cái cánh thần liền có thể thu thập hắn. Quân Quân cùng mấy vị sư phụ không chỉ có thở dài. Hắn đã đầy đủ nghịch thiên, truyền đi, cũng là giết qua thần nhân loại. Chỉ có điều cùng cường đại thần so ra, cấp bậc không đủ. Quân Quân mấy vị sư phụ cảm thán. Chẳng qua lúc này, Diệp Quân Lâm lên tiếng nói, đừng nóng vội, để chân khí bay một hồi. Ừm. Tất cả mọi người là sững sờ. Không biết Diệp Quân Lâm đang nói cái gì. Để chân khí bay một hồi có ý tứ gì. Nhất Mộng vẫn là thần nhóm, càng không thể nào hiểu được Diệp Quân Lâm ý tứ của những lời này. Oanh! Một giây sau, cùng Diệp Quân Lâm đối 4 cánh đại thần trong cơ thể đột nhiên truyền ra tiếng nổ. Nhưng mà cái này vẻn vẹn bắt đầu. Oanh! 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 Chấm! Liên tiếp không ngừng oanh tạc âm thanh tại trong thân thể của hắn truyền ra. Càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng to, uy lực cũng là càng kéo càng lớn. Bộ ngực hắn, bụng, đầu, chân, cánh tay liên tiếp nổ tung. Từ trong tới ngoài nổ tung. Cùng vừa rồi Diệp Quân Lâm chu sát cái khác thần khác biệt. Là từ bên ngoài đến bên trong nổ. Lần này là từ nội bộ đi ra bên ngoài nổ tung. Từng tiếng kêu thảm cuồng loạn. Thân thể của hắn bị nổ phải vỡ thành mảnh nhỏ, cuối cùng chiến giáp cũng từng khúc phân liệt sụp đổ ra. Rung động. Quá rung động. Mọi người trơ mắt nhìn xem 4 cánh đại thần sống sờ sờ bị nổ chết. Bị nổ không có. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng làm sao rồi? Hắn vừa mới không phải ngăn lại cái này nhân loại công kích sao? Không phải miễn dịch sao? Làm sao sẽ còn xuất hiện loại tình huống này? Bọn hắn làm sao biết, Diệp Quân Lâm dùng đa trọng kình đạo pháp môn. Cứ việc Diệp Quân Lâm toàn tâm toàn ý luyện cái này cửa công pháp cơ bản. Có thể trước tiểu hoa chiêu vẫn là kết hợp đến dùng. Cái này chẳng phải thắng nhờ bất ngờ sao? Mộng rơi. Tất cả mọi người mộng rơi. Tiếp tục như vậy, ai cũng chống đỡ được. Giết, giết hắn cho ta, cùng tiến lên. Chấm. Càng ngày càng nhiều 4 cánh, thậm chí 5 cánh 6 cánh thần toàn bộ đầu nhập chiến đấu đến giết Diệp Quân Lâm. Lần này bọn hắn ý thức được Diệp Quân Lâm cường đại. Nhất định phải chu sát. Không còn từng bước anh em hồ lô đưa ra ra. Mà là cùng tiến lên. Các ngươi thần càng nhiều, ta liền càng hưng phấn. Diệp Quân Lâm cười. Hắn rất sớm đã kêu gào qua bọn hắn tất cả thần cùng tiến lên. Hiện tại rốt cục đến. Diệp Quân Lâm đánh hai, cũng là phóng thích mình. Từ khi Hắc Ám Lao Lung trở về, gặp phải tất cả đối thủ,
bao quát thiên sách thần soái hắc ám thượng đế chi lưu đều là một quyền giải quyết. Một điểm ý tứ đều không có. Nhưng bây giờ khác biệt, một đám cường giả cung cấp Diệp Quân Lâm đến đánh. Hắn có thể buông ra vung mạnh. Từ kia tìm loại cơ hội này đi. Chấm. Chẳng qua Diệp Quân Lâm buông ra vung mạnh kết quả chính là bọn này thần thảm. Oanh. Oanh. Chấm. Thân thể bọn họ liên tiếp nổ tung. Cái này đến cái khác đổ xuống. Lúc đầu bọn hắn cái chủng tộc này số lượng liền không nhiều, mấy trăm mà thôi. Trong nháy mắt trên trăm vị thần đổ vào Diệp Quân Lâm dưới nắm tay. Diệp Quân Lâm dự định hướng về phía diệt tộc đi. Đầu tiên, bọn hắn dám giết Quân Quân, như vậy liền phải giết không tha. Tiếp theo, loại này cấp bậc tồn tại, đắc tội, nếu là không giết chết, về sau tất thành họa lớn. Tóm lại nguyên nhân, Diệp Quân Lâm nhất định phải đem cái chủng tộc này nhổ tận gốc, triệt để hủy đi. Phá cho ta. Diệp Quân Lâm vung mạnh đủ một quyền đánh tới hướng chúng thần. Một quyền này so sánh lúc trước hắn mở ra hắc ám lao lung một quyền. Phải biết từ khi sau khi ra ngoài, căn bản không có người bức bách hắn thi triển ra một quyền này tới. Hiện tại một quyền này đến. Ầm ầm. Cái này đấm ra một quyền, sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang, càn khôn đảo ngược, sao trời vỡ vụn. Nhất cực hạn lực lượng một quyền. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Chấm. Ngăn ở Diệp Quân Lâm trước người chúng thần một cái tiếp một cái vỡ vụn, sụp đổ, tại chỗ hóa thành bột mịn. Tại một quyền này uy lực dưới, vô luận như thế nào, cái gì cũng không có thể tiếp nhận. Chạm đến quyền uy, chính là vỡ nát. Chớ đừng nói chi là chính diện tiếp nhận một quyền này. Diệp Quân Lâm một quyền này qua đi, còn lại thần gần như chết hết. Chỉ còn lại lưu hơn 10 cái cường đại nhất. Chẳng qua bọn hắn gián tiếp cũng bị xung kích đến. 367 tên đại thần bị Diệp Quân Lâm một quyền oanh bạo. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Toàn bộ đắm chìm trong cái này cực hạn một quyền bên trong. Không cách nào tưởng tượng. Vô luận đối Quân Quân cùng mấy vị sư phụ, vẫn là còn lại tầm 10 vị thần. Chưa bao giờ thấy qua mạnh như vậy một quyền. Đây là hủy thiên diệt địa một quyền. Bất luận cái gì thần đều không cách nào ngăn cản một quyền. Mạnh như vậy hơn 300 tôn thần lại bị Diệp Quân Lâm một quyền oanh thành bột phấn. Nói ra ai sẽ tin a? Bên trong tùy ý chọn ra tới một cái đều là có thể treo lên đánh Quân Quân mấy vị sư phụ. Cái này hơn 300, bị Diệp Quân Lâm đấm một nhát chết tươi. Vậy hắn được nhiều mạnh a? Mạnh đến cảnh giới gì rồi? So sánh dưới, Diệp Quân Lâm mới là thần a. Bọn này thần ngược lại là nhân loại, thậm chí là sâu kiến bỏ sát. Liền nhân loại tư cách đều không đủ. Tầm 10 vị thần vẫn còn trong rung động. Lần này bọn hắn đụng phải trước nay chưa từng có kiếp nạn, thần kiếp nạn. Hắn là ai? Đây là Quân Quân mấy vị sư phụ cấp thiết muốn biết đến. Nhìn mang mặt nạ hẳn là thần bảng thứ nhất hắc ám thượng đế. Hắn vẫn là mụ mụ sư phụ, khả năng vẫn là ma ma cầu hắn tới cứu viện. Quân Quân nói, hắc ám thượng đế, hắn là thần bảng thứ nhất không giả. Nhưng làm sao có như thế thực lực, ta không tin, đánh chết ta cũng không tin, ta còn nghe nói hắn cùng thần soái có quan hệ, nhiều lắm là cùng thần soái không kém bao nhiêu đâu. Đúng, liền hắn vừa mới biểu hiện ra ngoài hết thảy, thật đáng sợ. Dù là hai ngón tay gõ nát thiên kiếm tồn tại đều không phải đối thủ của hắn a. Chẳng qua hắc ám thượng đế một mực mang theo mặt nạ, chân thực là ai, không người nào biết. Chẳng qua đợi chút nữa khả năng có đáp án. Nói không chừng chúng ta sẽ thấy bộ mặt thật. Mấy vị lão tổ tông phân tích. Chấm. Giữa sân, hơn 10 vị trung cực đại thần đã chậm tới. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Bọn hắn ít nhất cũng có 8 đạo cánh, mạnh nhất 10 đạo cánh. Cường đại đến khiến người giận sôi. Ở trong đó tùy tiện một vị có thể đem thiên sách thần soái chi lưu đầu làm bóng đến đá. Dựa theo thực lực đến nói, bọn họ đích xác như là vượt lên trên chúng sinh thần. Chẳng qua Diệp Quân Lâm càng mạnh a. Diệp Quân Lâm là ngự trị ở bên trên bọn họ. Đến mức này, bọn hắn nhất trí lựa chọn liên thủ tới đối phó Diệp Quân Lâm. Vừa mới Diệp Quân Lâm một quyền triệt để rung động đến bọn hắn. Bọn hắn không thể không buông xuống cao quý tôn nghiêm cùng thần uy, đến liên thủ đối phó Diệp Quân Lâm. Kỳ thật chuyện này đối với bọn hắn đến nói đã là thiên đại sỉ nhục. Cả một đời đều rửa sạch không xong. Một đám thần lại bị một nhân loại giết tới không hề có lực hoàn thủ, kém một chút liền phải giết chết diệt tộc. Đây là sỉ nhục lớn nhất.
Hiện tại bọn hắn đông đảo đại thần muốn liên thủ đi đối phó một nhân loại. Quả thực là sỉ nhục thêm sỉ nhục. Nhưng vì chủng tộc không bị diệt, bọn hắn chỉ có thể liên thủ. Trước hết giết Diệp Quân Lâm lại nói. Hết thảy chờ đằng sau lại nói. Giết giết giết. Hắn phải chết. Vì bọn họ báo thù. Chúng ta thần tộc nhất định không muốn bị diệt. Hơn 10 vị siêu cường giả cùng thi triển khả năng, nháy mắt Diệp Quân Lâm áp lực tăng gấp bội. Đây là hắn từ hắc ám lao lung sau khi ra ngoài lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Lần thứ nhất cảm giác muốn hơi nghiêm túc đối phó một chút. Hắn nhếch miệng lên. Tới đi, trận chiến cuối cùng. Diệp Quân Lâm ngược lại là hưng phấn. Oanh, 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 chấm. Từng đạo cực kỳ cường hãn công kích tới đến. Âm vang, âm vang, âm vang, chấm. Nhưng đánh tại Diệp Quân Lâm trên thân, tựa như là đánh vào kim loại phía trên. Lúc này mọi người thấy Diệp Quân Lâm toàn thân hiện lên màu vàng. Còn có 7 đạo vòng sáng đang lóe lên. Hắn biến thành kim nhân. A, à, là kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 7. Nữ tổ tông lên tiếng kinh hô. Hắn làm sao lại kim cương bất hoại thần công? Đám người kinh hô. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Quân Lâm sử dụng chính là kim cương bất hoại thần công. Kỳ thật Diệp Quân Lâm đã sớm muốn thử xem kim cương bất hoại thần công tầng 8-9 mạnh bao nhiêu. Chỉ là không ai luyện thành, để hắn đến luyện quyền. Hiện tại cơ hội này không sai, mượn bọn này thần đến luyện một chút. Đến, nhìn xem là các ngươi thần giáp cùng thần thể mạnh. Vẫn là của ta kim cương bất hoại chi thể mạnh. Diệp Quân Lâm cười. Làm thần nhóm một kích đập nện tại Diệp Quân Lâm trên thân không có hiệu quả chút nào thời điểm. Bọn hắn càng kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Nhân loại vậy mà có so sánh thần thể chất? Không có khả năng, ta nhất định phải phá vỡ nó. Chấm. Thần nhóm bị kích đến, thi triển ra càng cường đại công kích, đến phá vỡ Diệp Quân Lâm kim cương bất hoại chi thân. Răng rắc. Răng rắc. Chấm. Quả nhiên tại cường đại công kích đến, kim cương bất hoại chi thân một chút xíu vỡ vụn ra. Tại ngoại giới gần như vô địch, dù là thiên sách thần soái chi lưu đều muốn liều mạng tầng thứ 7 kim cương bất hoại thần công. Tại bọn này thần trong tay, vẫn là rất dễ dàng phá vỡ. Coi như bọn này thần muốn lộ ra nụ cười thời điểm, Diệp Quân Lâm thân thể phát ra cực hạn tiếng oanh minh tới. Một cỗ khí tức hủy diệt dâng lên mà ra. Hắn kim cương bất hoại chi thân càng phát óng ánh chói mắt. Khoảng chừng 8 đạo vòng sáng đang lóe lên. Kim cương bất hoại thần công tầng thứ 8. Trước mắt ngoại giới biết được luyện đến cảnh giới tối cao, chỉ có 2 người luyện thành. Quân quân các sư phụ đều kinh ngạc đến ngây người. Âm vang, chấm. Quả nhiên tầng thứ 8 kim cương bất hoại thần công, bọn này thần liền không có cách nào. Đối phó rất phí sức. Cường đại công kích đánh vào người, căn bản không có hiệu quả. Cái này cùng chúng ta dung hợp chiến giáp thể chất là đồng dạng. Quá mạnh, nhân loại làm sao lại có gần thần thủ đoạn. Bọn này thần nhóm càng là kinh ngạc. Chúng ta nhất định phải phá vỡ. Dung hợp chúng ta tất cả thần lực, đến đánh tan nó. Chúng thần thương lượng về sau, bọn hắn muốn dung hợp tầm 10 vị thần tất cả thần lực, đến một lần đánh tan tầng thứ 8 kim cương bất hoại chi thể. Thần chi lực, chấm. Rất nhanh thần lực của bọn hắn dung hợp, hóa thành một đạo công kích, đánh phía kim cương bất hoại chi thân. Răng rắc, cộc 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 cộc. Diệp Quân Lâm kim cương bất hoại chi thân lập tức bị phá mất, cả người bị đánh lui mấy trăm mét. Mới đứng vững thân hình. Tự xưng thần cũng bình thường. Tầng thứ 8 hoàn toàn ngăn không được a. Diệp Quân Lâm cười lạnh một tiếng. Như vậy, tầng thứ 9 đâu? Diệp Quân Lâm vừa dứt lời. Oanh! Một loại địa ngục giáng lâm khí tức tràn ngập toàn bộ khu vực. Thiên địa biến sắc. Lôi điện đan sen, mây đen dày đặc. Thế giới trở thành màu xám trắng, phảng phất tận thế đi vào. Ong ong ong! Tại từng đợt run giọng bên trong. Đáng sợ uy áp nặng nề tràn ngập ra đi, vậy mà đem hơn 10 vị mạnh mẽ bước lui ra ngoài. Phảng phất đang trước người bọn họ có lấp kín bức tường vô hình ngăn tại trước mặt bọn hắn. Mà Diệp Quân Lâm kim cương bất hoại chi thân xuất hiện biến hóa. Khoảng chừng 9 đạo màu vàng hư ảnh xuất hiện, gắt gao bảo vệ Diệp Quân Lâm bản thể. Cái này chẳng lẽ chính là tầng thứ 9 kim cương bất hoại chi thân sao? Thật đáng sợ đi. Quân quân mấy vị sư phụ tựa như là không có thấy qua việc đời đồng dạng, mắt trợn tròn. Còn không ngừng hoảng sợ nói. Chúng ta thật sự là đánh giá thấp giảo hoạt nhân loại.
lại có cường đại như vậy công pháp. Bọn hắn nói, giết, nhất định phải giết hắn. Hơn 10 vị thần liền cùng như bị điên, bắt đầu xung kích Diệp Quân Lâm. Ông, thế nhưng là chúng thần lập tức bị thứ một cái bóng mờ ngăn trở. Bọn hắn thi triển ra vừa mới công kích tầng thứ 8 kim cương bất hoại chi thân thần lực, căn bản vô dụng. Không phá hết, mắt trợn tròn. Đây là vẻn vẹn thứ một cái bóng mờ hộ thể A. Khoảng chừng 9 đạo đâu. 9 đạo về sau khả năng tiếp xúc đến bản thể. Giết. Hơn 10 vị thần thật cùng như bị điên. Bọn hắn tử chiến đến cùng thế tất yếu phá vỡ kim cương bất hoại chi thân tầng thứ 9. Oanh, oanh, chấm. Nơi này đánh tới thiên băng địa liệt. Tràng diện kia là quân quân các sư phụ đời này đều chưa thấy qua. Từng trải. Oanh. Rốt cục thứ một cái bóng mở phá vỡ. Xông, tiếp tục xông. Hơn 10 vị thần cạn kiệt toàn năng, đem có thể cầm toàn bộ lấy ra. Thậm chí bọn hắn một chút thần khí toàn bộ đều lấy ra. Dùng sức xung kích Diệp Quân Lâm trước người hư ảnh. Oanh! Đạo thứ hai hư ảnh phá. Oanh! Đạo thứ ba hư ảnh phá. Chấm! Oanh! Đạo thứ sáu hư ảnh phá. Nhưng đạo thứ bảy hư ảnh nơi này liền đình trệ. Cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Không phá nổi. Thực sự không phá nổi. Tất cả thần lực hội tụ đến cùng một chỗ oanh ra, vẫn là không phá nổi. Đạo thứ bảy hư ảnh căn bản là không có cách đánh vỡ. Bọn hắn lại cố gắng thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Đây chính là bọn họ thần lực đỉnh điểm. Diệp Quân Lâm cười. Hắn kết quả khảo nghiệm xuất hiện. Nếu như đơn độc khiến cái này thần đến đối đầu hắn. Tầng thứ 8 kim cương bất hoại chi thân bọn hắn tuyệt đối có thể phá vỡ. Chẳng qua tầng thứ 9 9 đạo hư ảnh, nếu như luận năng lực cá nhân, nhiều lắm là có thể phá vỡ hai đạo hư ảnh. Phần lớn đều là chỉ có thể phá vỡ một cái bóng mờ. Bọn hắn tầm 10 vị cùng nhau liên thủ thần lực, khả năng phá vỡ đạo thứ 6 hư ảnh. Mạnh! Bọn này thần thật đúng là mẹ hắn mạnh. Nhưng kim cương bất hoại chi thân càng mạnh a. Cái này cảnh giới tối cao. Kết quả liền bọn này thần liên thủ cũng không thể đánh bại. Cái này kim cương bất hoại thần công đến cùng là ai sáng tạo tạo nên? Mạnh như vậy, nếu như dựa theo bọn hắn thuyết pháp, bọn hắn là thần. Như vậy kim cương bất hoại thần công tầng thứ 8 luyện thành người chính là gần thần. Tầng thứ 9 chính là thần, thậm chí siêu thần. Tốt, hết thảy nên kết thúc. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Oanh! Đột nhiên đạo thứ bảy hư ảnh bộc phát ra không thể địch nổi lực lượng tới. Quét ngang hướng hơn 10 vị thần. Oanh! Đạo thứ 8 hư ảnh cũng bộc phát ra lực lượng. Chấm! Bọn này thần tựa như là giấy đồng dạng, gặp được cái này cường thế đáng sợ hai đợt lực lượng. Căn bản gánh không được. Thân thể liên tiếp bị thương nặng. Chấm! Một lát sau, trên mặt đất nằm hơn 10 vị thần. Bọn hắn đã mất đi sức chiến đấu, thoi thóp. Khôi phục cũng không có cách nào khôi phục, chỉ ít trong thời gian ngắn không thể. Diệp Quân Lâm tuyệt không trực tiếp giết chết bọn hắn, mà là đi vào trên người bọn họ, đem trên người bọn họ thần giáp một bộ tiếp một bộ lột bỏ tới. Cái này thần giáp kim loại rất thú vị, có thể hóa thành chất lỏng, có thể dung nhập vào máu thịt bên trong, có thể đưa đến ẩn hình hiệu quả. Thứ đồ tốt này, Diệp Quân Lâm làm sao bỏ được đánh nát đâu. Kỳ thật phía trước nhiều như vậy đánh nát, hắn rất đau lòng. Chẳng qua suy xét đến một mình hắn mang không đi, mới từng cái đánh nát. Hiện tại lưu tầm 10 kiện liền có thể. Không chỉ có như thế. Diệp Quân Lâm còn đem bọn hắn thần khí cùng tất cả mọi thứ toàn bộ lấy đi. Ví dụ như có thể bốc lên thần diễm cung tiễn. Hắn khả năng không dùng được, nhưng những người khác cần dùng đến. Nhân loại chính là nhân loại. Giảo hoạt, vô sỉ, cường đạo. Bọn này thần nhóm nhìn xem Diệp Quân Lâm đem bọn hắn đồ vật toàn bộ cướp đi. Từng cái tức giận đến mắng to. Phanh phanh phanh. Nhưng sau một khắc, bọn hắn một cái tiếp một cái nổ tung. Nơi này thần, xác thực đến nói là một chủng tộc mạnh mẽ. Liên cùng một mực nói cổ tộc đồng dạng chủng tộc bị Diệp Quân Lâm chém giết hầu như không còn. Một cái đều không có lưu lại. Diệp Quân Lâm đem tất cả mọi thứ cất kỹ về sau, liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này đợi, Lý Tử Nhiễm mấy người tới. Vừa mới bọn hắn cảm nhận được đại chiến khí tức, cả đám đều dọa sợ. Nhìn thấy Quân Quân bọn hắn, Lý Tử Nhiễm đám người lập tức nhào tới. Quân Quân ngươi hù chết ma ma. Tiền bối các ngươi.
Đám người ân cần bắt đầu xem xét Quân Quân cùng mấy vị sư phụ tình huống. Chỉ là ánh mắt của bọn hắn một mực đang Diệp Quân Lâm trên thân. Sư phụ đa tạ ngài, nếu không phải sư phụ ngài, Quân Quân bọn hắn liền xong. Lý Tử Nhiễm lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng Diệp Quân Lâm cảm tạ. Những người khác cũng nhao nhao hướng Hắc Ám Thượng Đế gửi tới lời cảm ơn. Chẳng qua bọn hắn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, không phải sợ là phải kinh sợ đến chết. Quân Quân mẫu thân ngươi thật cảm thấy vị này là Hắc Ám Thượng Đế sao? Thật sự là sư phụ của ngươi sao? Lúc này nữ tổ tông đột nhiên lên tiếng hỏi. A, à, Lý Tử Nhiễm sắc mặt đột biến, khó mà tin nổi nhìn xem nữ tổ tông. Những người khác cũng là kinh ngạc. Đây chính là Hắc Ám Thượng Đế a. Không phải hắn còn có thể là ai? Đây chính là bọn hắn tự mình đi Thánh Kinh tổ chức tổng bộ đi mời đến. Không phải hắn, có thể là ai? Nữ tổ tông cớ gì nói ra lời ấy? Lý Tử Nhiễm cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ngươi cảm thấy Hắc Ám Thượng Đế có bản lãnh lớn như vậy sao? Ngươi cảm thấy sư phụ ngươi có thể cứu chúng ta trình độ sao? Nữ tổ tông liên tục đặt câu hỏi. Cái này, Lý Tử Nhiễm do dự. Đúng a, dựa theo thực lực đến nói. Quân Quân mấy vị sư phụ chưa chắc so Hắc Ám Thượng Đế kém. Thậm chí nói còn mạnh hơn. Nhưng vì sao Quân Quân mấy vị sư phụ đều không được, còn muốn Hắc Ám Thượng Đế tới cứu? Logic không thông. Nhìn cách đó không xa Hắc Ám Thượng Đế, Lý Tử Nhiễm lại có một loại cảm giác xa lạ. Giống như đây không phải sư phụ của nàng đồng dạng, nhưng lại là nàng tự mình quỳ xuống mời tới. Còn nữa nói, vị này nếu không phải nàng sư phụ, nếu là giả Hắc Ám Thượng Đế, làm sao có thể vì nàng đến hung hiểm như thế vạn phần địa phương? Người ta lại không phải người ngu. Vừa nghĩ như thế, hoài nghi lập tức bỏ đi. Về phần thực lực, đó chính là tất cả mọi người đánh giá thấp mình sư phụ thực lực. Nàng so tất cả mọi người tưởng tượng đều cường đại hơn. Chỉ thế thôi. Lý Tử Nhiễm nhìn xem mấy vị lão tổ tông nói, nàng là sư phụ ta a. Ta tin tưởng nàng. Như vậy ngươi được chứng kiến Hắc Ám Thượng Đế thật khuôn mặt sao? Nữ tổ tông lại đưa ra một cái sắc bén vấn đề. Lý Tử Nhiễm gật gật đầu, ta gặp qua sư phụ lấy xuống qua mặt nạ, nhìn thấy qua nàng thật khuôn mặt. Đây cũng là ta vô cùng tin tưởng nàng một điểm. A, à, ngươi gặp qua Hắc Ám Thượng Đế thật khuôn mặt. Lần này đến phiên Quân Quân mấy vị sư phụ kinh ngạc. Nếu như nói Lý Tử Nhiễm chưa thấy qua Hắc Ám Thượng Đế khuôn mặt, vậy thì có vô số loại khả năng. Hắc Ám Thượng Đế có thể là bất luận kẻ nào. Nhưng gặp qua liền không giống. Không sai, nàng gặp qua ta chân thực khuôn mặt. Cách đó không xa Hắc Ám Thượng Đế thanh âm truyền đến. Vô luận là lúc đầu Hắc Ám Thượng Đế, vẫn là hiện tại. Lý Tử Nhiễm đều gặp bộ mặt thật. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta trước hết rời đi. Nơi này thần đều bị hắn một nhân đồ xong. Quân Quân bọn hắn tiếp xuống không có nguy hiểm. Cho nên Diệp Quân Lâm trước một bước rời đi. Quân Quân cùng mấy vị lão tổ tông còn muốn nói điều gì, chỉ là Diệp Quân Lâm thân ảnh đã biến mất. Bọn hắn luôn cảm giác không bình thường. Tới đây trước đó, bọn hắn là biết Thiên Sách Thần Soái rời núi. Đồng thời đánh bại Hắc Ám Thượng Đế. Kia muốn nói như vậy, Thiên Sách Thần Soái chẳng phải là càng mạnh. Nhưng Thiên Sách Thần Soái là vãn bối của bọn hắn còn tự thân chỉ điểm qua. Thiên Sách Thần Soái hạn mức cao nhất bọn hắn có thể dự đoán được, tương lai nhất định là đỉnh thiêm tồn tại, nhưng tuyệt không phải có thể tùy ý đổ sát thần. Cái này hoàn toàn không có khả năng. Trong đó có rất nhiều nghi hoặc. Đừng nói bản thân hắn sức mạnh đáng sợ, một quyền giết khắp hơn 300 vị thần. Ánh sáng liền là kim cương bất hoại thần công là đủ độc bộ thiên hạ, liền Thiên Sách Thần Soái cũng không có cách nào. Đây chính là tầng thứ 9 kim cương bất hoại thần công a. Sư phụ, Lý Tử Nhiễm muốn làm mặt cảm tạ một chút sư phụ, chỉ là Diệp Quân Lâm biến mất. Được rồi, chờ trở về cảm tạ cũng giống như vậy. Lý Tử Nhiễm thật chặt đem Quân Quân ôm vào trong ngực. Những người khác vẫn là xem xét bốn phía. Bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ cường tuyệt đến cực hạn khí tức tại bốn phía tán loạn, không cẩn thận là có thể đem người rảo sát đồng dạng. Tại loại khí tức này trước, mỗi người đều cảm giác được dị thường nhỏ bé. Mọi người xem xét vết tích. Hiển nhiên nơi này trải qua một trận đại quyết chiến. Chỉ có điều vết tích quá ít. Địch nhân đâu? Địch nhân một điểm vết tích đều không có. Chỉ còn lại chỉ có từng ly từng tí lệch dòng máu màu vàng óng, lại phần lớn đã bị đại địa cho hấp thu.
xin hỏi các vị tổ tông, các ngài đến cùng gặp cái gì? Đầu rồng thần tướng nhịn không được hỏi. Những người khác toàn bộ ánh mắt nhìn lại. Bức thiết muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, là cái gì liền mấy vị tổ tông đều ứng phó không được, tổn thương thành tình trạng như thế này. Nhất là cái này khí tức cường đại, còn có vết máu vàng óng, cùng một loạt vết tích, đều lộ ra thần bí. Không có người không muốn biết. Bọn hắn cũng coi là được chứng kiến thần cường đại, coi như trước mặt bọn họ muốn đi vào thời điểm, một đạo lực lượng cường đại quét ngang tới. Làm bị thương bọn hắn gần như một nửa người. Bọn hắn tự xưng thần, là chúng ta gặp qua chủng tộc mạnh nhất, bao quát đại hạ siêu cấp cổ tộc, cũng không thể so. Chúng ta đời này rất ít tại trên thân người ăn thiệt thòi, lần này bị thiệt lớn, mà lại kém chút liền chết. Nữ tổ tông cảm thán nói. Cái gì, mạnh như vậy? Tất cả mọi người sắp điên. Liền thiên sách phủ cùng bảo long nhất tộc lão tổ tông đều nói mạnh nhất, kia ý vị như thế nào, ai cũng minh bạch. Thần, xưng hô thế này vừa ra tới, mọi người trong lòng rung động. Ví von thành thần rất nhiều. Nhưng tự xưng thần còn là lần đầu tiên gặp được. Cái này mạnh đến bao nhiêu a? Quân quân cũng nói, đơn sách ra ngoài một vị, khả năng quét ngang thần bảng. Đừng nói mấy trăm vị. Vậy các ngươi là như thế nào thoát khốn? Sư phụ là làm sao làm được? Nghe đến đó, Lý Tử Nhiễm cũng có chút hoài nghi. Hắc ám thượng đế một người có thể hay không ứng phó? Tốt, đừng hỏi nhiều. Biết quá nhiều đối các ngươi không được. Chuyện này liền dừng ở đây. Ai cũng không thể nhắc lại. Mà lại chúng ta thụ thương sự tình tuyệt đối không thể truyền đi. Nữ tổ tông nghiêm lệnh cấm chỉ, ở đây tất cả mọi người không thể đem việc này lộ ra quá nhiều. Cũng may mắn, đi theo Lý Tử Nhiễm đến chính là Thanh Long, Tiêu Phong bọn hắn. Đều là người một nhà, dễ dàng bảo thủ bí mật. Cuối cùng đám người từ nơi này rời đi. Một đường lại không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đi vào ngoại giới về sau, đại bộ đội sợ hãi thán phục. Đều tại nhao nhao hiếu kỳ chuyện gì xảy ra. Mà tại phục dụng thiên sách phủ cùng bảo long nhất tộc đặc chế bí dược về sau, mấy vị lão tổ tông cùng quân quân đã không sai biệt lắm khỏi hẳn. Căn bản không giống như là nhận qua tổn thương người. Khó mà tin nổi nhất chính là Mã Nhã công nghiệp. Làm sao có thể, bọn hắn xâm nhập về sau, làm sao lại còn sống ra tới. Còn bình yên vô sự. Nhất là mấy cái cao tầng càng là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là số 76 cấm địa A. Liền chư thần phòng thí nghiệm đều sợ hãi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Quân quân cùng mấy vị lão tổ tông không có tiếp tục lịch luyện, mà là về thiên sách phủ. Chuyện lớn như vậy bọn hắn nhất định phải cùng thiên sách phủ nói. Quân quân thì là đi theo mẫu thân về Giang Bắc. Quân quân ngươi trước chờ dưới. Ta xem trước một chút ba ba của ngươi có hay không tại. Lý Tử Nhiễm tuyệt không để quân quân lập tức tiến vào biệt thự. Giờ phút này, Giang Bắc trong biệt thự, Diệp Quân Lâm đang nghiên cứu thần các đại thần khí. Lý Tử Nhiễm một đoàn người đi đến. Quân quân xảy ra chuyện, người còn có thể ngẩn đến ở. Lý Tử Nhiễm quát lớn. Lúc đầu quân quân cứu trở về, nàng tâm tình còn được. Nhưng tiến đến về sau, nhìn thấy Diệp Quân Lâm tại không nói, còn một mặt nhàn nhã ở loay hoay vật. Nàng lửa lập tức phụt cấp trên. Quả thực muốn chọc giận nổ. Diệp Quân Lâm ngươi có ý tứ gì? Con gái của ngươi ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Nàng sinh tử không biết. Ngươi không khắp nơi đi tìm không nói. Vậy mà tại nơi này nhàn nhã chơi. Ngươi có còn hay không là người? Ngươi có hay không đem quân quân làm nữ nhi? Nàng là ngươi tự mình cốt nhục không? Lý Tử Nhiễm tại chỗ bùng nổ. Những người khác cũng phụ họa nói. Diệp Quân Lâm quá phận, ngươi quá mức. Nguyên lai trước ngươi nói hết thảy đều là trang. Còn giả tâm giả ý chạy đi tìm quân quân. Kết quả đây. A, à, ta minh bạch, ngươi có phải hay không hy vọng quân quân chết? Dạng này không có hài tử, ngươi liền có thể theo lý đương nhiên cưới thiên sách phủ tiểu công chúa rồi. Diệp Quân Lâm ngươi thật quá độc ác đi. Loại này âm hiểm chiêu cũng nghĩ ra được. Ngươi có phải hay không sớm muốn để quân quân chết rồi? Chấm. Có người kiểu nói này về sau, Lý Tử Nhiễm thân thể run rẩy kịch liệt. Không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Nếu như bọn hắn nói là thật. Như vậy Diệp Quân Lâm thật là vô tình đến cực hạn. Nhưng trước mắt hắn làm đây hết thảy, chẳng phải rõ ràng sao. Diệp Quân Lâm ngẩng đầu nhìn Lý Tử Nhiễm liếc mắt, bởi vì quân quân không có nguy hiểm, ta không trở lại làm gì. Làm sao ngươi biết không có nguy hiểm rồi? Lý Tử Nhiễm sững sờ. Bởi vì ngươi là ta cứu.
Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Đánh giám. Lý Triệu hai nhà chăm miệng một lời hô. Kia rõ ràng là Hắc Ám Thượng Đế, Tử Nhiễm sư phụ cứu trở về. Có quan hệ gì tới ngươi? Mọi người lập tức phản bác. Diệp Quân Lâm cười, hắn chăm chú nhìn Lý Tử Nhiễm hỏi, thật sẽ không cảm thấy ngươi trước kia sư phụ có bản sự này à? À, Lý Tử Nhiễm sinh ra một tia hoảng hốt. Làm sao ai cũng hỏi loại vấn đề này? Mấu chốt nàng thật có chút hoài nghi. Diệp Quân Lâm ngươi liền kéo đi. Hắc Ám Thượng Đế cứu quân quân, là chúng ta hiện trường tận mắt thấy. Cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Mọi người lấy con mắt nhìn thấy là thật. Làm sao lại không tin tưởng Diệp Quân Lâm nói tới? Quân quân vào đi, đừng đứng ở bên ngoài. Diệp Quân Lâm đột nhiên hô. Lý Tử Nhiễm kinh ngạc nhìn xem hắn. Giống như Diệp Quân Lâm có loại bầy mưu nghĩ kế cảm giác. Hắn nhẹ nhõm di nhiên bộ dáng, phảng phất hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Quân quân nghe được thanh âm sau chạy vào. Ba ba. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, nàng lập tức nhào vào trong ngực khóc không ngừng. Diệp Quân Lâm sờ lấy đầu của nàng, tiểu nha đầu, gặp được chút khó khăn là bình thường. Chẳng qua ngươi phải tin tưởng, ba ba bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Ngươi không cần sợ. Mọi người vây xem cười lạnh nói, thật không biết xấu hổ. Nếu là quân quân dựa vào ngươi, hôm nay chết sớm. Rõ ràng là Hắc Ám Thượng Đế xuất thủ, kết quả hắn đoạt công lao. Lúc đầu Lý Tử Nhiễm còn muốn chất vấn Diệp Quân Lâm vì cái gì ở đây. Chẳng qua quân quân tại, nàng liền không có nói tiếp. Lý Tử Nhiễm bọn người sau đó tụ tập cùng một chỗ. Lần này cảm nhận được nhỏ bé đi, chỉ là người ta một tia khí tức liền có thể đè sập tất cả chúng ta. Cứ việc chúng ta không biết quân quân bọn hắn cụ thể gặp cái gì, nhưng mạnh đến mức không còn gì để nói. Đừng nhìn ta nhóm ở đây là cái gì thần bảng trước trăm, thần bảng trước mười. Uy phong phải không được, tại cường giả chân chính trước mặt, liền cái rắm cũng không bằng. Cho nên chúng ta sau đó phải cố gắng, ánh mắt chỉ là thần bảng là không đủ. Chúng ta muốn đem riêng phần mình công pháp luyện đến đỉnh điểm A. Vô luận dùng biện pháp gì, dược tề hoặc là cái khác, muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên A. Kỳ Lân đối mọi người nói. Tất cả mọi người nắm thật chặt nắm đấm. Muốn đem bọn hắn tốc thành phương pháp luyện đến cực hạn. Lần này bọn hắn bị kích thích đến. Trước kia rất nhiều không dám dùng phương thức cực đoan, bọn hắn hiện tại cũng có chút tâm động, muốn dùng. Không tiếc bất cứ giá nào tăng thực lực lên. Cực tốc tăng thực lực lên là không sai, nhưng sẽ không xảy ra chuyện A. Dù sao lão đại trước đó nhắc nhở qua, chúng ta luyện tất cả công pháp kỳ thật đều là một thể. Điểm cuối cùng chính là phản phệ diệt vong. Chu Tước cẩn thận từng ly từng tí đạo. Yên tâm, không có việc gì, ngươi thật đúng là tin lão đại A. Hắn là nói bậy, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Đừng coi là chuyện đáng kể. Những người khác lập tức nói. Chu Tước tiếp tục nói, thế nhưng là lão đại để Thanh Long đi Côn Luân công nghiệp phân tích A, ta cảm thấy khả năng thật sự là chuyện như vậy. Chấm. Đang lúc mọi người làm cho túi bụi thời điểm. Thanh Long ra mặt nói, chuyện này như vậy dừng lại. Một mình ta hy sinh là được. Các ngươi tranh thủ thời gian luyện, ta hiện tại một mực đang luyện lão đại cho công pháp cơ bản, không biết ngày đêm điên cuồng tu luyện. Kết quả đây, các ngươi cũng nhìn thấy rồi, tiến bộ gần như không có, ta sắp ngã ra thần bảng. Ai? Mọi thứ chúng ta chăm lo nói thật, công pháp này một điểm hiệu quả đều không có, có lẽ luyện mấy chục năm trăm năm có thể thành đại sư. Nhưng trước mắt tình thế cho phép sao? Mọi người nhao nhao gật gật đầu, minh bạch. Đám người rất cảm động. Thanh Long vì Diệp Quân Lâm cảm xúc, không tiếc hy sinh người. Cùng quân quân đợi sau một thời gian ngắn. Quân quân cho Diệp Quân Lâm miêu tả ở bên trong gặp phải hết thảy, ba ba, ta nói cho ngươi những cái kia thần nhưng lợi hại. Trên người bọn họ các loại vũ khí chờ đều có đặc thù lực lượng. Bị quân quân nhắc nhở, Diệp Quân Lâm nhớ tới cái chỗ kia có được tài nguyên phong phú. Ví dụ như thần diễm, thần giáp chờ một chút tài nguyên. Bọn hắn toàn thân trên dưới đều là bảo. Thậm chí huyết dịch. Chỉ cần người uống xong, đoán chừng sẽ thu hoạch được sức mạnh vô cùng vô tận, thậm chí cảm thấy tỉnh siêu năng lực cũng chưa chắc không thể. Xem ra còn phải đi một chuyến. Tốt như vậy tài nguyên không dùng thì phí. Nếu là đi trễ, khả năng bị những người khác vượt lên trước. Một bên khác, Mã Nhã công nghiệp đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Nhất là đối quân quân cùng mấy vị lão tổ tông không bị tổn thương sự tình canh cánh trong lòng. Chúng ta nhiều lần xác nhận qua,
bọn hắn căn bản không bị tổn thương. Căn bản không giống như là thụ thương dáng vẻ. Mã Nhã công nghiệp phái đi ra thám tử một nhóm tiếp lấy một nhóm. Truyền về kết quả cũng giống nhau. Quân Quân cùng nàng mấy vị sư phụ căn bản không bị tổn thương. Cha được, cha được. Đúng lúc này đợi, có Mã Nhã công nghiệp cao tầng vội vàng chạy tới. Ta cha được chư thần phòng thí nghiệm phủ bụi đã lâu hồ sơ. Liên quan tới số 76 cấm địa. Hắn ôm đến một đống phát hoàng hồ sơ tư liệu. Mặc dù có không trọn vẹn, nhưng đại khái ghi chép số 76 trong cấm địa có cái gì. Tên kia cao tầng nói. Trong hồ sơ nói, trên thế giới này tồn tại một chút siêu cấp chủng tộc mạnh mẽ. Ví dụ như Đông Phương cổ tộc cùng cổ xưa môn phái, cùng phương Tây huyết tộc vân vân. Bao quát chư thần phòng thí nghiệm thành viên rất nhiều đều là dị loại chủng tộc. Không bị thế tục chỗ bao dung, mà số 76 trong cấm địa liền tồn tại một chủng tộc mạnh mẽ. Bọn hắn tự xưng thần, cũng xác thực có được thần đồng dạng năng lực, đối đầu bọn hắn chỉ có một con đường chết. Chư thần phòng thí nghiệm đem cái chủng tộc này gọi trên thế giới mạnh nhất chiến lực chủng tộc. Không có cái thứ hai. Bởi vì có thần tồn tại, số 76 cấm địa không người dám xâm nhập. Dù là chư thần phòng thí nghiệm, chỉ có thể từ bỏ khai thác tài nguyên ý nghĩ. Dù là bên trong có được toàn thế giới cấp cao nhất tài nguyên. Chẳng qua căn cứ gặp phải cùng giao thủ tư liệu tin tức, chư thần phòng thí nghiệm quyết định mở ra tạo thần kế hoạch. Vì chính là chế tạo ra cái chủng tộc này một loại tồn tại. Cũng chính là thần. Nhưng cuối cùng đều là thất bại. Chỉ có hủy diệt giả một người thành công. Nhưng khoảng cách những này là ngày đêm khác biệt. Chấm. Xem hết hồ sơ về sau, tất cả mọi người đổ rút khí lạnh. Minh bạch, hết thảy đều minh bạch. Nếu không phải sự kiện lần này, chúng ta cũng không thể đi thăm dò số 76 cấm địa. Kia liền chư thần phòng thí nghiệm cũng không dám gây thần, những người khác gặp được đó là một con đường chết. Chấm. Mọi người nhao nhao kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Vậy đã nói rõ một vấn đề, thiên sách phủ mấy vị lão tổ tông căn bản không có gặp được bọn này thần. Nếu là gặp được bọn hắn khẳng định là một con đường chết. Chớ nói chi là một điểm tổn thương đều không bị. Vận khí thật tốt, vậy mà không có gặp được bọn này thần. Chấm. Đây là bọn hắn nhất trí ý nghĩ. Gặp được thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua bọn hắn ý nghĩ cũng là đúng. Không có Diệp Quân Lâm đó là một con đường chết. Đúng, nghe nói bọn hắn còn mời Hắc Ám Thượng Đế đi tìm bọn họ. Nói rõ Hắc Ám Thượng Đế cũng không có gặp được bọn này thần. Nói lên Hắc Ám Thượng Đế, ta đột nhiên có một ý tưởng. Một cao tầng, đột nhiên lộ ra nụ cười âm hiểm tới. Ý tưởng gì? Tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại. Chúng ta không phải muốn diệt trừ Hắc Ám Thượng Đế sao? Đây là một cái cơ hội. Chúng ta liền giả tạo một cái chư thần phòng thí nghiệm liên quan tới số 76 cấm địa tuyệt mật hồ sơ, bên trong có được nhất tài nguyên phong phú, có được các loại thiên tài địa bảo. Hắn đối chư thần phòng thí nghiệm như vậy cảm thấy hứng thú, nhất định sẽ tiến về. Tăng thêm lúc trước hắn đi qua một lần số 76 cấm địa, tuyệt không gặp được nguy hiểm. Tại loại này dụ hoặc hạ khẳng định sẽ xâm nhập số 76 cấm địa. Đến lúc đó một khi gặp được thần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chiêu này dây a, lợi dụng số 76 cấm địa thần đến giết Hắc Ám Thượng Đế. Mã Nhã công nghiệp mặc dù cùng Hắc Ám Thượng Đế hợp tác, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Cho tới nay, Hắc Ám Thượng Đế vẫn là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Nằm mơ đều muốn diệt trừ người. Mặt ngoài hợp tác, kỳ thật phụng trộm một mực đang nghĩ như thế nào diệt trừ hắn. Chỉ là Hắc Ám Thượng Đế quá cường đại, bọn hắn thật đúng là không có cơ hội gì. Nhưng đột nhiên số 76 cấm địa xuất hiện. Càng làm cho bọn hắn tìm tới hồ sơ, tra được thiên đại bí mật. Loại này cơ hội tốt sao có thể bỏ qua. Bọn hắn muốn mượn đao giết người. Diệt trừ Hắc Ám Thượng Đế. Nhanh, giả tạo một phần giả hồ sơ. Chúng ta lập tức liên hệ Hắc Ám Thượng Đế. Hy vọng có thể dẫn dụ hắn mắc câu. Chấm. Sau đó không lâu. Diệp Quân Lâm tiếp vào Mã Nhã công nghiệp cao tầng mật điện. Thỉnh cầu hắn tiến về một lần. Diệp Quân Lâm vừa vặn muốn đi số 76 cấm địa, cho nên liền đáp ứng xuống. Đôi bên tại phương Tây Châu nơi nào đó gặp mặt. Gặp mặt sau, Mã Nhã công nghiệp cao tầng gọn gàng dứt khoát, đem lập sự tình nói cho Diệp Quân Lâm. Đồng thời đem hồ sơ cho hắn. Diệp Quân Lâm cầm tới chư thần phòng thí nghiệm tuyệt mật hồ sơ, hắn nhịn không được sững sờ. Hắn lập tức liền kịp phản ứng. Hắn cười.
Đám gia hỏa này nhóm nghĩ tính toán mình. Nghĩ mượn đao giết người. Không thể không nói cái này hồ sơ ngụy tạo thật tốt. Nhìn không ra một tia làm giả vết tích. Số 76 cấm địa. Có người sẽ so với mình rõ ràng hơn bên trong là cái gì sao? Còn một điểm nguy hiểm đều không có. Nơi này một mực bị liệt là cấm địa, nhưng kỳ thật đều là chư thần phòng thí nghiệm thả ra bom khói. Bọn hắn vì chính là không nghĩ những người khác tiến vào. Hắc ám thượng đế làm hợp tác đồng bạn, cái này tài nguyên chúng ta không nghĩ độc chiếm, muốn cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Ngài thấy thế nào? Chấm. Mã Nhã công nghiệp các cao tầng một bộ làm tịch dáng vẻ. Chẳng qua cần hắc ám thượng đế ngài cùng chúng ta người cùng một chỗ tiến vào, đi thăm dò tìm tài nguyên chỗ. Rất có thể cần xâm nhập. Nguy hiểm không thể nói không có đi, như thế lớn địa phương khẳng định có cái gì, bởi vậy hắc ám thượng đế ngươi ra tay, tuyệt đối phòng ngừa sai sót. Vừa vặn, Diệp Quân Lâm muốn đi vào nơi này. Hắn đáp ứng xuống. Cũng coi là cho mình thêm cái việc vui. Mà lại một đống miễn phí khổ lực. Không dùng thì phí. Tốt, ta cùng các ngươi người cùng một chỗ tiến vào. Tìm tới tài nguyên về sau, ta muốn bảy thành. Biết bọn hắn muốn cái gì, Diệp Quân Lâm cố ý phối hợp bọn hắn diễn kịch. Mưu kế đạt được, Mã Nhã công nghiệp các cao tầng toàn bộ đều cười. Quả nhiên hắc ám thượng đế bên trên làm. Bọn hắn lợi dụng chính là tin tức kém. Bọn hắn biết số 76 trong cấm địa có cái gì, những người khác không biết, bao quát Diệp Quân Lâm. Nhưng thật tình không biết Diệp Quân Lâm so trên đời bất luận kẻ nào đều rõ ràng số 76 trong cấm địa có cái gì. Đám kia thần đều bị giết sạch. Đáng thương Mã Nhã công nghiệp còn tưởng rằng chỉ có bọn hắn biết bên trong có cái gì. Còn muốn mượn đao giết người, tới đối phó Diệp Quân Lâm. Đen tối như vậy thượng đế việc này không nên chậm trễ. Chúng ta liền tiến vào A. Mấy vị Mã Nhã công nghiệp cao tầng cùng nhau nói. Vậy các ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Diệp Quân Lâm cố ý mà hỏi. Không, không cần, chúng ta một đám phế vật thôi, đi cũng không có tác dụng. Sẽ còn trở thành ngài vướng víu, chúng ta phái chút cường giả cùng ngài cùng đi chứ. Cuối cùng, Mã Nhã công nghiệp điều động gần hơn vạn người đi theo Diệp Quân Lâm cùng một chỗ tiến vào. Lấy tên đẹp, khai thác tài nguyên. Cái này hơn vạn người không sai biệt lắm cũng đều là pháo hôi, bọn hắn chính mình cũng không biết số 76 trong cấm địa có cái gì. Bọn hắn chính là đi chịu chết. Chủ yếu là đem Diệp Quân Lâm dẫn vào chỗ sâu, gặp được thần bị giết. Đáng thương những người này căn bản không biết. Đưa mắt nhìn Diệp Quân Lâm tiến vào số 76 cấm địa, Mã Nhã công nghiệp các cao tầng đều cười. Lần này hắc ám thượng đế không có vận tốt như vậy. Ta cho bọn hắn an bài lộ tuyến gần như bao quát toàn bộ số 76 khu vực, tất nhiên sẽ gặp được đám kia thần. Hắc ám thượng đế hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, chúng ta chờ tin tức tốt đi. Mã Nhã công nghiệp phàm là biết chuyện này, đều đang đợi lấy Diệp Quân Lâm tử vong tin tức. Nhưng bọn hắn làm sao biết, số 76 cấm địa ngược lại là chỗ an toàn nhất. Không có cái thứ hai. Bên trong thần đều bị thanh trừ sạch sẽ. Nhìn xem một đám khổ lực, Diệp Quân Lâm đều cười. Đối với nơi này, hắn so với ai khác đều quen thuộc, bao quát Quân Quân cùng mấy vị lão tổ tông đều không có hắn quen thuộc. Hắn xe nhẹ đường quen tiến vào nơi này. Căn cứ năng lượng chấn động, Diệp Quân Lâm tìm ra khắp nơi tài nguyên chỗ vị trí. Có so đá mặt trời càng năng lượng kinh khủng tài nguyên. Một cục đá nhỏ bên trong ẩn chứa khả năng hủy đi một cái chấn nhỏ năng lượng. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. So đá mặt trời năng lượng ẩn chứa đều mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Đây là không cách nào tưởng tượng. Trách không được cái chủng tộc này cường đại như vậy, đừng nói bọn hắn tự thân lực lượng. Liền chỉ là vũ khí trang bị, liền dùng những tài nguyên này chế tạo thành. Viễn siêu ngoại giới hơn vạn lần, thậm chí không chỉ. Đây chính là như thần uy áp. Nhìn thấy những tài nguyên này về sau. Mọi người mỗi người trong mắt đều tại tỏa ánh sáng. Cái này thật đáng sợ. So đá mặt trời còn mạnh nhiều như vậy. Đừng nóng vội, đây mới là bắt đầu. Diệp Quân Lâm lục tục ngo ngoe tìm tới khắp nơi tài nguyên vị trí. Để bọn này khổ lực nhóm tiến hành đánh dấu cùng kiểm tra đo lường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Quân Lâm tìm tới một chỗ lại một chỗ tài nguyên vị trí. Mà phía ngoài Mã Nhã công nghiệp các cao tầng sốt ruột cùng đợi. Cái này đều một cái giờ, còn không có gặp được sao? Chấm. 3 giờ A. Chấm. 5 tiếng A. Chờ một chút,
đoán chừng đám kia thần địa phương Diệp Quân Lâm còn không có tìm tới. Thần khẳng định là tồn tại, chư thần phòng thí nghiệm nếu không phải gặp được bọn hắn, có thể từ bỏ cái này tài nguyên chi địa sao? Ta đoán có thể là bọn này thần ngủ say, thiên sách phủ mấy vị tổ tông cũng không phải bình yên vô sự ra tới sao? Nói rõ gặp được bọn hắn tương đối khó, năm đó chư thần phòng thí nghiệm có thể xâm nhập cái này khu vực tiến hành thăm dò khai thác mới gặp phải. Hiện tại Diệp Quân Lâm không gặp được, là không đủ xâm nhập, mà lại động tĩnh cũng không đủ lớn. Một khi đại quy mô thăm dò cùng khai thác, không kinh động mới là lạ. Đợi chút đi, bọn hắn sẽ gặp phải. Chấm. Mã Nhã công nghiệp cao tầng trái phải đi qua đi lại chờ đợi. Về phần số 76 cấm địa, gần như bị Diệp Quân Lâm lật khắp. Đem có năng lượng tài nguyên địa phương lục soát mấy lần. May mắn có các ngươi a. Diệp Quân Lâm vui. Hắn cũng là có dẫn người, để Minh Tà Thần bọn hắn mang mấy vạn thân tín đến đào móc tài nguyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.